Lúc này, trong đại điện vô cùng tĩnh lặng, không ai nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại xuất thủ với Chu Lập Hưng, tốt xấu gì cũng là dượng hắn mà. Ba vị trưởng lão ngoại môn và các chấp sự cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bọn họ căn bản không thể so sánh được với Lục Lâm Thiên. Thực lực của đệ tử thân truyền trong tông môn, so ra bọn họ vẫn kém hơn nhiều. Lục Lâm Thiên, tạp chủng nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lục Nam thất thần một lát, lúc này nhìn thấy hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh đang nằm trên mặt đất, nàng như phát điên đánh về phía Lục Lâm Thiên. Ha ha, tạp chủng sao? Hôm nay tạp chủng là ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hàn ý quanh người Lục Lâm Thiên tràn ngập, nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống. Siêu! Một đạo trưởng ấn trong nháy mắt từ trong tay Lục Lâm Thiên được đẩy đi, chân khí tràn ngập đại điện, không gian gợn sóng. Được rồi, nàng dù thế nào cũng là thân cô của ngươi. Một tiếng than nhỏ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt đứng chắn trước người Lục Lâm Thiên. Hừ, ta muốn nhìn xem hôm nay ai có thể bảo hộ được bà ta. Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, chân khí ba động, khí thế đột nhiên tăng cường, hô hấp của mọi người trong đại điện trong lúc vô hình đột nhiên bị kìm hãm. Ta biết con đối với Lục gia có oán hận, là do một tay ta tạo thành, một trưởng này ta nhận. Một tiếng thở dài vang lên, một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt đáp xuống trước người Lục Nam. Phanh! Trưởng ấn của Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh vào trên người thân ảnh này. Người này thậm chí ngay cả hộ thân cương khí cũng không tạo ra, tiếp nhận một trưởng của Lục Lâm Thiên. Khục khục, thân thể người này nháy mắt lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lục Lâm Thiên nhìn vào người trước mắt, người đó mặc một bộ áo bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, vô hình trung tỏa ra một cỗ anh khí, nhìn dáng dấp người này trong lòng Lục Lâm Thiên tức thì trầm xuống. Người này chính là phụ thân trong thế giới này của hắn, lão tam của Lục gia, Lục Trung. Lục Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên, cũng có thể là do trong cơ thể chảy dòng máu của Lục gia, một đạo trưởng ấn bổ vào Lục Trung lại không phòng ngự một chút nào, điều này làm cho Lục Lâm Thiên thất thần. Thực lực của con so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, con trưởng thành rồi. Nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Lục Trung mở miệng nói, khóe miệng xuất hiện máu tươi. Lão Tam, Tam ca, sắc mặt Lục Đông, Lục Tây đại biến, nhanh chóng tiến đến. Sắc mặt La Lan Thị lúc này vô cùng hoảng hốt, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng đứng giữa đại điện kia thất thần. Tam đệ, đệ nhìn xem nhi tử của đệ, quả thực vô pháp vô thiên. Lục Nam rít gào. Nhị tỷ, Lâm Thiên dù sao cũng là cháu trai của tỷ. Từ nhỏ tới lớn tỷ làm những gì với nó ta không nói nữa. Một trưởng này ta cũng giúp tỷ ngăn lại. Sau này tỷ phải chú ý một chút, trong mắt tỷ chưa từng có người cháu trai này. Cho nên ngày mai tỷ cũng trở về Chu ra đi. Lục Trung nhàn nhạt nói với Lục Nam bên cạnh đang rít gào. Vẻ mặt Lục Nam sửng sốt, tức thì á khẩu không nói được gì. Lúc này hai người Lục Đông, Lục Tây cũng đã tới bên người Lục Trung, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, ta và Lâm Thiên nói chuyện một chút. Lục Trung, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, tốt nhất ngươi nên cho ta một cái công đạo. Ánh mắt Triệu Tuệ trầm xuống, oán hận đi ra khỏi đại điện. Những trưởng lão Lục gia trong đại điện, còn có đám người Vân Dương Tông cũng rời khỏi. La Lan Thị dưới sự nâng đỡ của Lục Vô Song cũng chậm rãi rời khỏi đại điện, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Trung. Tiểu tặc, chàng cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Trung một cái, rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Con là Hồng Lăng sao? Cha con có khỏe không? Lục Trung nở nụ cười nhợt nhạt với Vân Hồng Lăng rồi hỏi. Cha con khỏe. Vân Hồng Lăng nói. Giúp ta hỏi thăm cha con một tiếng. Sau này có cơ hội ta sẽ đi tới Vân Dương Tông tìm hắn uống rượu. Lục Trung nói. Con cũng ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Lâm Thiên một chút. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn hai người rồi lập tức rời khỏi đại điện. Hai người Chu Lập Hưng và Chu Hải Minh trong đại điện cũng bị dẫn theo ra ngoài. Trong đại điện lúc này cũng chỉ có hai người, đại điện lập tức chìm vào im lặng. Lục Lâm Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Lục Trung trước mặt, trong lòng cũng có một ít sao động, không biết làm sao trong lòng hắn hiện giờ sóng gió đang nổi lên. Vũ trưởng lão có khỏe không? Nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Trung hỏi. Lão nhân gia vẫn khỏe. Lục Lâm Thiên đáp,
Lục Trung trước đây cũng là đệ tử của sư phụ Vũ Ngọc Tiền, từ lâu Lục Lâm Thiên cũng đã biết chuyện này. Vậy là tốt, người tuy rằng không phải là sư phụ giỏi, thế nhưng lại là một sư phụ tốt nhất. Lục Trung nói, người quả thực là một người sư phụ tốt. Lục Lâm Thiên chắp tay ra sau lưng nói, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nếu như con đối với Lục gia có oán hận, đối với ta còn oán hận, vậy thì lại đánh ta một chưởng đi. Cho đến khi nào con không còn oán hận nữa thì thôi. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, sắc mặt Lục Trung vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng lại không ai biết được. Ngươi đáng để ta hận sao? Đáng sao? Ha ha! Lục Lâm Thiên lập tức cười lớn. Ta chỉ muốn nói, tất cả mọi thứ không phải là do ta mong muốn. Lục gia có lỗi với mẫu tử hai người, ta càng xin lỗi mẫu tử hai người. Nếu như hiện tại con có giết ta, ta cũng không có lấy một câu oán hận. Đây là thứ ta thiếu mẫu tử hai con. Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự bất đắc dĩ. Giết ngươi cũng không thể nào bù đắp được thương tổn 20 năm qua mẫu tử chúng ta phải chịu. Lục Lâm Thiên đáp, những lời này Lục Lâm Thiên trước đây khi còn sống đã từng nói qua với mẫu thân hắn. Ta biết, khi ta trở thành tộc trưởng Lục gia, cũng đã biết được có một số việc thân bất do kỷ. Đây cũng là số mệnh của mỗi tộc trưởng Lục gia. Lục Trung khẽ thở dài nói. Không cần phải đem Lục gia ra làm cái cớ, ngươi thiếu chúng ta nhiều lắm. Lục Lâm Thiên hừ lạnh nói. Con thực sự hận ta như vậy sao? Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút run rẩy. Hận, ngươi không xứng, trước đây ta không biết, thế nhưng hiện tại, ngươi ngay cả tư cách để cho ta hận cũng không có. Lục Lâm Thiên nói xong chậm rãi rời khỏi đại điện. Lâm Thiên, ta biết, ta rất thất bại, thế nhưng con phải tin ta, trong lòng ta vẫn còn có mẫu tử hai con. Tất cả những chuyện đó cũng không thể tránh được, ta chỉ có thể tận lực bảo vệ mẫu tử hai con mà thôi. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, Lục Trung nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng sao? Lúc mẫu tử chúng ta nhận hết sự coi khinh, khi dễ của mọi người, ngươi ở đâu? Lục gia lại cho mẫu tử ta cái gì? Lục Lâm Thiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự hận ý. Lục Lâm Thiên cũng không biết bản thân mình sao lại có hận ý lớn như vậy. Theo đạo lý mà nói, hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, tại sao lại kích động như vậy? Có thể đây chính là hận ý trong lòng của Lục Lâm Thiên trước đây đã ngấm vào trong máu. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Lục Trung đột nhiên trống rỗng, hắn khẽ thở dài nói. Ta thật không ngờ hận ý của con lại sâu như vậy, chiếu cố mẫu thân con cho tốt, thay ta nói lời xin lỗi với nàng. Hừ! Tự lo cho bản thân ngươi đi, mẫu thân ta thì ta nhất định sẽ chiếu cố cho tốt, không cần tới phiên ngươi nhiều lời, cũng không cần Lục gia quan tâm. Lục Lâm Thiên nói, Lục gia có lẽ sắp có bạo động, bảo vệ tốt mẫu thân con. Con không muốn làm tộc trưởng Lục gia cũng được, ta không quản, ta không muốn con đi theo vết xe đổ của ta. Lục Trung nói, Lục Lâm Thiên không nói gì, bước ra đại điện, thế nhưng trong lúc xoay người, khóe mắt không tự chủ mà khẽ ướt át. Đây là số mệnh của ta sao? Trong đại điện, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên, trong con mắt trống rỗng của Lục Trung lúc này xuất hiện một giọt nước mắt, khóe miệng tràn ra máu, toàn thân dường như vô lực. Chuyện xảy ra trong đại điện, không bao lâu sau toàn bộ Lục gia đều biết. Chuyện này càng khiến cho bọn người hầu trong Lục gia kinh sợ. Thủ đoạn của Lục Lâm Thiên làm cho toàn bộ người của Lục gia kinh sợ. Thế nhưng trong lòng những người hầu lại vui vẻ không ngớt. Phụ tử Chu gia luôn ở trong Lục gia kiêu ngạo, ngang ngược, khi dễ đám người hầu như bọn họ đã thành cơm bữa, lúc này nghe thấy kết cục của hai người kia cả đám đều vỗ tay ăn mừng. Ba trưởng lão ngoại môn và chấp sự Vân Dương Tông lập tức mượn cớ rời khỏi Lục gia xảy ra chuyện này, bọn họ cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa. Trong một đình viện bên trong Lục gia, Lục Tiểu Bạch đang đứng trước người Lục Lâm Thiên, mở hộp ngọc trong tay ra, một cỗ năng lượng khổng lồ nhanh chóng khuếch tán. Năng lượng này khuếch tán ra khiến cho tim hắn đập nhanh. Công tử, đây là thứ gì? Lục Tiểu Bạch hiện giờ cũng không phải là Lục Tiểu Bạch khi trước. Dưới sự dạy bảo của Nam Thúc đã thoát thai hoán cốt, đối với vật trong hộp ngọc này hắn nhanh chóng có thể cảm giác được không phải là vật phàm, tuyệt đối là bảo vật. Đây là thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông, người đến mật thất của Nam Thúc bế quan luyện hóa nó đi. Tương lai nếu như ngươi có cơ hội đột phá Vũ Vương thì thánh quả Vũ Linh này sẽ tăng thêm một phần cơ hội cho ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có tu vi Vũ Phách nhất trọng,
Sau khi luyện hóa, nếu như vận khí tốt phỏng chừng có thể đột phá tới vũ phách lục trọng. Lục Lâm Thiên nói, thánh quả vũ linh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thế nhưng ra khỏi mật địa, hiệu quả đã suy giảm nhiều, nếu như chưa suy giảm Lục Tiểu Bạch ăn vào hẳn có thể đột phá tới vũ phách cửu trọng, thậm chí là vũ tướng. Mạnh như vậy sao? Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói, có thể từ vũ phách nhất trọng đột phá tới vũ phách lục trọng, bảo vật này quả thực không phải là vật phàm, tức thì hắn vô cùng kích động. Mau luyện hóa đi, ta và Nam Thúc cần ra ngoài một chuyến, phỏng chừng một tháng. Đến lúc đó có lẽ ngươi cũng luyện hóa xong. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngay khi mọi người trong Lục gia vẫn còn len lén nghị luận chuyện xảy ra, hai ngày sau, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Nam Thúc đã xuất hiện tại một sơn mạch cách Lục gia mấy trăm dặm. Sơn mạch này diện tích không nhỏ, khắp nơi một mảnh xanh ngát, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Giống. Hai đạo thân ảnh từ trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Lâm Thiên. Tọa kỵ yêu thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư này khá tốt, không tồi. Nam Thúc nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trong bầu trời, lúc này ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Phì phì. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn chăm chú vào bốn phía, vô cùng hiếu kỳ quan sát chung quanh. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư thu lại hai cánh, sau đó thu lại thân thể rồi đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Bộ lông trên người bao trùm lấy hai cánh dưới bụng, không nhìn ra vết tích. Nam Thúc, luyện hóa vạn niên xích đồng mất bao lâu? Lục Lâm Thiên hỏi Nam Thúc bên người. Không biết, đại khái chừng một tháng. Nam Thúc nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư, ăn vào thánh quả vũ linh rồi tìm địa phương luyện hóa đi. Lục Lâm Thiên nói xong móc một hộp ngọc trong người ra, thánh quả vũ linh nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay hắn. Tạ ơn chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói xong, miệng lập tức mở ra ngậm lấy thánh quả vũ linh trong tay Lục Lâm Thiên, thân ảnh lập tức rời đi. Tiểu tử, thánh quả vũ linh không ngờ ngươi lại đem cho Thiên Sĩ Tuyết Sư ăn. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông rốt cuộc ngươi thu được mấy quả? Nam Thúc biết. Lục Lâm Thiên đã từng cho Lục Tiểu Bạch một quả thánh quả vũ linh, tiểu tử này cũng đã dùng qua. Thánh quả vũ linh tổng cộng có 9 quả, nếu tính như vậy, số người không thu được thánh quả vũ linh có lẽ không nhiều. Con chiếm được 7 quả. Lục Lâm Thiên nói. Nam Thúc, người có muốn một quả hay không? Con vẫn còn đây. Quên đi, thánh quả vũ linh tuy rằng bất phàm thế nhưng 200 năm trước ta đã ăn rồi, hiện tại ăn vào cũng không có tác dụng gì. Nam Thúc nói, thánh quả vũ linh của Vân Dương Tông bị ngươi lấy được 7 quả, phỏng chừng, đám lão quái vật trong Vân Dương Tông nhất định đang vô cùng nghi hoặc. Nam Thúc, 200 năm trước người đã ăn nó rồi sao? Lẽ nào người hơn 200 tuổi rồi? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Nam Thúc. Có gì là kỳ quái, tu luyện giả sống mấy trăm năm có một bó lớn, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ta hẳn là 300 tuổi rồi. Thế nhưng so với một ít lão quái vật mà nói ta còn kém xa lắc. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù là nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ đều đã hơn 3.000 tuổi. Bạch Linh càng thêm khoa trương đạt tới 6.000 tuổi. Mà lúc này khi đi ra ngoài Lục Lâm Thiên cũng chỉ dẫn theo Tiểu Long, để nghịch lân yêu bằng, Bạch Linh ở lại Lục gia âm thầm bảo vệ mẫu thân. Đi thôi, nơi này có một cái sơn động, đôi khi ta cũng tới đây luyện chế đan dược. Ở chỗ này luyện hóa vạn niên xích đồng cũng không khiến người khác chú ý. Nam Thúc nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy xuống một cái khe sâu. Lăng không phi hành. Lục Lâm Thiên nhìn bóng lưng Nam Thúc, lúc này rời khỏi Lục gia, khí tức Nam Thúc đã không còn là một ông lão gần đất xa trời mà lúc này Lục Lâm Thiên thấy Nam Thúc lăng không phi hành, ít nhất cũng đạt tới vũ xuất mới có thể làm được. Chỉ là Lục Lâm Thiên có cảm giác, thực lực Nam Thúc hiện tại không phải là vũ xuất. Từ khí tức trên người thúc ấy luôn gây cho hắn cảm giác áp chế, không kém Vân Khiếu Thiên một chút nào. Thực lực của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên vẫn không nhìn thấu, phong chi rực sau lưng hiện lên, thân ảnh hắn cũng nhảy xuống khe sâu. Giữa khe sâu, lúc này tại một vách đá dựng đứng có một sơn động rộng rãi xuất hiện, nếu không tự mình đi xuống quả thực không thể phát hiện ra. Siêu siêu. Trong khe sâu, không ít dã thú phi hành trong động bị dọa lập tức dương cánh bay đi. Trong động vô cùng rộng rãi, lúc Lục Lâm Thiên tiến vào lập tức có chút kinh ngạc về diện tích của nó. Diện tích chừng vài trăm thước, bốn phía còn có không ít thạch nhũ. Bên trong động này vô cùng bằng phẳng, nếu tỉ mỉ cảm nhận có lẽ còn ngửi thấy mùi dược liệu.
Nam Thúc, bình thường người toàn ở chỗ này luyện dược sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta không mấy khi tới nơi này, chỉ là nếu như luyện chế vạn niên xích đồng rất ít có địa phương nào an toàn, cho nên chỉ có thể tới đây. Lần này có thể luyện chế thành công hay không phải dựa vào chính ngươi rồi. Nam Thúc nói. Thúc yên tâm đi, chút vị khổ cực đó con còn chịu được. Lục Lâm Thiên nói. Không phải là chút khổ cực không thôi đâu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Nam Thúc nói. Không sao, dù sao đi nữa cũng là cửu tử nhất sinh, chỉ cần cắn chặt răng tất cả rồi cũng sẽ qua. Đôi mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sự kiên nghị, thấy vậy Nam Thúc liền đem phương pháp luyện chế vạn niên xích đồng thành binh khí cho hắn. Nếu như một chút khổ cực đó còn không chịu được vậy thì lãng phí ý tốt của Nam Thúc rồi. Hảo tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi muốn binh khí như thế nào? Nam Thúc, kiếm thì sao? Hay là chảo? Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Trong binh khí, Lục Lâm Thiên nghĩ kiếm cũng không tệ lắm. Còn có chảo, bạch ngọc tinh ti của hắn cũng không tồi, uy lực không yếu. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đao thương kiếm kích, kiếm bài danh thú ba. Uy lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cũng không phải binh khí giết người hay nhất. Trừ phi ngươi muốn cầm một thứ gì đẹp một chút. Về phần chảo, uy lực rất mạnh, thế nhưng nhược điểm cũng nhiều. Đồng thời vũ khí về chảo ấn cũng rất ít, đặc biệt là vũ khí cao cấp. Cho dù luyện chế thành công cũng rất khó phát huy ra uy lực cực mạnh. Đôi mắt Lục Lâm Thiên tỏa ra quang mang. Lời Nam Thúc nói tuyệt đối là có đạo lý, bạch ngọc tinh ti của hắn cho tới hiện tại vẫn còn chưa vũ khí phối hợp. Binh khí giết người sao? Lục Lâm Thiên lập tức nói. Nam Thúc, luyện chế thành đao thì sao? Binh khí kỳ thực cũng không phân cao thấp, tất cả đều dựa vào thực lực người sử dụng, thế nhưng phương diện khí thế, đao tuyệt đối là vua trong binh khí, ta sẽ đem phương pháp luyện chế vạn niên xích đồng thành đao cho ngươi, về phần trình tự thì sẽ do ngươi làm. Nam Thúc nói. Ong ong. Thủ ấn Nam Thúc biến đổi, trong mi tâm có một đạo hồng mang xuất hiện, lập tức hóa thành một cái cự đỉnh to bằng một người rơi xuống mặt đất. Đại đỉnh này có 9 chân đều có vật xoay quanh. Bên trên đại đỉnh khắc không ít bí văn. Nhìn kỹ những đồ án, bí văn này có năng lượng ba động bên trong, dường như có hỏa diễm đang lưu chuyển, khí tức nóng bỏng nhanh chóng từ đại đỉnh khuếch tán ra chung quanh. Trong động lập tức nóng rực cả lên. Chẳng lẽ là linh khí, không phải làm phàm vật nha? Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Hắn có cảm giác đại đỉnh này có một cỗ khí thức cổ xưa tràn ra, khiến cho người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần. Cũng trong vô hình có thể cảm giác một cỗ uy thế từ đại đỉnh tỏa ra. Đại đỉnh này so với hỏa long đỉnh của hắn còn tốt hơn nhiều, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Nam Thúc, đại đỉnh này của người là linh khí sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Đại đỉnh này từ trong mi tâm Nam Thúc chui ra, ẩn giấu trong đầu Nam Thúc, mà chuyện này chỉ có linh khí mới có thể làm được. Đây là cửu long xích viêm đỉnh, là địa cấp linh khí, miễn cưỡng được gọi là địa cấp linh khí. Thế nhưng chưa đủ để đạt tới thần khí. Nam Thúc mỉm cười nói. Nam Thúc, chẳng lẽ linh khí cũng có sự phân chia cấp bậc sao? Lục Lâm Thiên hỏi, trên Thiên Linh Lục cũng có ghi chép về linh khí, thế nhưng cũng không ghi chép lại rõ ràng. Đương nhiên, Nam Thúc nói, tất cả linh khí đều được coi là hồn khí, cũng là linh khí do linh giả sử dụng. Loại linh khí này có một số vũ giả cũng có thể dùng được. Thế nhưng uy lực phát ra lại thua xa so với trong tay linh giả. Hồn khí chủ yếu là dùng linh hồn lực thôi động, linh hồn lực của vũ giả so với linh giả hơn phân nửa là có sự chênh lệch, vì vậy uy lực khi thi triển cũng giảm đi nhiều. Nam Thúc tiếp tục nói. Còn có một loại linh khí chính là vũ linh khí, là do vũ giả sử dụng. Dùng chân khí thôi động, uy lực cũng mạnh mẽ như linh khí vậy. Thế nhưng linh khí vô cùng ít ỏi, vũ linh khí càng thêm ít ỏi, vô cùng thưa thớt. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, vốn tưởng rằng bản thân hắn đã biết không ít, không nghĩ tới lại có chuyện mà hắn không biết, nên hắn liền hỏi. Nam Thúc, vì sao vũ linh khí lại ít như vậy? Đó là bởi vì vũ giả đơn tính căn bản không thể luyện chế ra linh khí, giống như vũ giả đơn hệ không có linh giả hỗ trợ cũng không thể nào khống chế được yêu thú tọa kỵ, mà luyện chế vũ linh khí vô cùng khó khăn, đối với linh giả tiêu hao linh lực vô cùng nhiều. Cho nên nếu không đủ chỗ tốt, linh giả không có khả năng ra tay. Huống chi linh giả cũng không có nhiều người có thực lực luyện chế linh khí, hơn nữa tài liệu luyện chế linh khí cũng cực kỳ hà khắc.
Vì vậy vũ giả cho dù là phí hết tâm huyết thu thập tài liệu luyện khí cũng không đủ tài lực để mời linh giả xuất thủ hỗ trợ luyện chế. Nam Thúc nói. Nam Thúc, vậy hiện tại người định cho con luyện chế hồn khí hay vũ linh khí? Lục Lâm Thiên hỏi. Nếu như khi trước ta có thể dùng vạn niên xích đồng luyện chế cho ngươi một kiện hồn khí. Thế nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ có thể giúp ngươi luyện chế một kiện vũ linh khí, ta cũng biết một phương pháp luyện chế vũ linh khí mới có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng mà thôi. Nam Thúc nói. Mà phương pháp này, cũng có chút đặc biệt, dùng vạn niên xích đồng làm tài liệu nếu như thuận lợi luyện hóa sau này hẳn có thể đào tạo thành thần khí được. Thế nhưng việc đó lại phải dựa vào chính ngươi. Nam Thúc, linh khí tổng cộng có mấy cấp? Lục Lâm Thiên hỏi. Có 4 cấp, chia là thiên địa huyền hoàng, chỉ có linh khí đạt tới thiên cấp mới có thể xưng là thần khí. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của ta cũng chỉ là địa cấp mà thôi, còn xa mới đạt được thiên cấp. Nam Thúc nói. Nam Thúc, ý của người là có thể đem vạn niên xích đồng luyện chế thành thần khí cho con sao? Người nghĩ thật đẹp, ta nói rồi. Thực lực hiện tại của ta chỉ có thể trợ giúp ngươi luyện hóa vạn niên xích đồng đã không rồi rồi. Thần khí, thời kỳ toàn thịnh của ta cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Hiện tại ta giúp ngươi luyện chế ra linh khí chỉ là linh khí hoàng cấp thấp nhất mà thôi. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cái gì, mới là linh khí hoàng cấp thôi sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt nói. Nam Thúc, không phải người nói vạn niên xích đồng là tài liệu luyện chế thần khí hay sao? Vì sao lại luyện chế ra linh khí hoàng cấp chứ? Vạn niên xích đồng là tài liệu tốt, nhưng vấn đề là hiện giờ ta không luyện chế được. Nam Thúc mỉm cười nói. Thế nhưng ngươi cũng không cần nhục chí, loại phương pháp này của ta có chút đặc biệt, giúp ngươi luyện chế thành vũ linh khí hoàng cấp, nó có thể trở thành bản mạng vũ linh khí của ngươi. Bản mạng vũ linh khí sao? Lục Lâm Thiên nói. Bản mạng linh khí đây chính là thứ mà ai cũng muốn, ngươi lại cho là không tốt. Cho dù là cường giả linh vương cũng vô pháp tự luyện chế ra bản mạng hồn khí của riêng mình, cho dù người khác muốn luyện chế ra bản mạng vũ linh khí cũng không dễ. Cường giả linh tôn tuy rằng có thể tự luyện chế ra bản mạng hồn khí thế nhưng nếu muốn giúp vũ giả luyện chế ra bản mạng vũ linh khí cũng là một chuyện người si nói mộng. Nam Thúc đắc ý nói, bộ dáng hiện tại quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên không quen. Nam Thúc, người nói cho con biết bản mạng linh khí là gì đi. Lục Lâm Thiên hỏi. Đây là thứ hắn muốn biết nhất, cực nhọc lắm mới lấy được vạn niên xích đồng thế nhưng lại luyện chế thành linh khí thấp nhất là hoàng cấp, Lục Lâm Thiên khó có thể tiếp thu được. So với Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc là địa cấp thì còn thua 2 cấp bậc. Bản mạng linh khí chính là linh khí tâm thần tương liên với ngươi. Tâm thần tương liên là gì? Trong lúc phối hợp có thể thi triển hoàn mỹ không gì sánh được. Mà bản mạng vũ linh khí này quan trọng nhất là có thể hấp thu chân khí của ngươi mà tự mình tấn cấp. Vạn niên xích đồng là tài liệu có thể luyện chế thần khí, vậy cũng đại biểu cho việc sau này nếu muốn đột phá tới thần khí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản mạng vũ linh khí dựa vào hấp thu chân khí của ngươi mà tấn cấp, uy lực khi thi triển cũng lớn hơn rất nhiều. Tương lai khi đạt tới thần khí mà nói, uy lực của bản mạng thần khí so với thần khí bình thường còn mạnh hơn nhiều. Từ mọi phương diện, giúp ngươi luyện chế thành một kiện vũ linh khí hoàng cấp bản mạng, tuy rằng uy lực hiện tại tương đối yếu. Thế nhưng sau này ngươi sẽ hiểu được. Nam Thúc nói. Hóa ra là như vậy. Lục Lâm Thiên nở nụ cười nói. Nam Thúc, vậy hiện tại bắt đầu luyện chế đi. Nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức móc ra vạn niên xích đồng. Đối với vũ linh khí sắp luyện chế ra cực kỳ mong chờ. Binh khí đạt tới trình độ linh khí so với binh khí bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vậy ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi, vạn niên xích đồng chính là tài liệu thượng cổ. Rất khó luyện hóa, mà ta cũng chỉ biết một phương pháp có thể luyện hóa mà thôi. Nam Thúc nhìn vào Lục Lâm Thiên nói. Phương pháp này cần máu tinh thuần nhất trong xương cốt ngươi, phối hợp với xích viêm hỏa trong Cửu Long xích viêm đỉnh của ta mới có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng. Nếu như thiếu bất kỳ thứ nào cũng không thể luyện hóa được tài liệu thần khí như vạn niên xích đồng. Máu tinh thuần nhất sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, khi trước tu luyện huyết hồn ấn, cũng cần máu tinh thuần nhất. Loại cảm giác sống không bằng chết, thống khổ, đau đớn này Lục Lâm Thiên vẫn còn rất nhớ rõ. Sao, ngươi sợ hả, quá trình luyện hóa bằng máu này, nếu như ngươi không vượt qua thì sẽ hóa thành tro tan. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Con còn chưa biết sợ là gì, đến đây đi. Lục Lâm Thiên cắn răng nói,
lần trước đã trải qua một lần rút ra máu trong cơ thể, lúc này vì bản mạng vũ linh khí cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Máu huyết cần không phải là một giọt, mà là cần trong một tháng, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, ngươi ăn vào viên hộ thể đan này đi, đến lúc đó nó có thể giúp ngươi một chút. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên rồi lập tức móc trong người ra một khỏa đan dược màu trắng đưa cho Lục Lâm Thiên. Đan dược ngũ phẩm. Lục Lâm Thiên tiếp nhận đan dược, không ngờ đã tới cấp bậc ngũ phẩm trung giai a. Lục Lâm Thiên không chút do dự nhét vào trong miệng. Tiến vào cửu viêm xích long đỉnh đi, ngươi chỉ cần bảo vệ cơ thể của mình là được, ta sẽ khống chế xích viêm hỏa lấy máu của ngươi ra. Nam Thúc căn dặn Lục Lâm Thiên. Nếu như thực sự không chịu nổi thì phải lập tức ra ngoài, mạnh mẽ chống đỡ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lão đại, cẩn thận một chút. Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. Tiểu Long, ra bên ngoài hộ pháp đi. Lục Lâm Thiên nói xong, chân khí dưới chân lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong cửu long xích viêm đỉnh. Không gian bên trong tầm 4 đến 5 thước, ở dưới đáy đại đỉnh còn 9 cái đầu rồng, mở ra cái miệng dữ tợn, lộ ra 9 cái lỗ, một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong 9 cái lỗ tràn ra. Cỗ khí tức nóng bỏng này không giống bình thường, khí tức này khiến cho không khí bên trong nhanh chóng bốc cháy. Nếu như người bình thường tiến vào đây chỉ sợ sẽ lập tức biến thành tro tàn. Đem túi trữ vật và nhẫn trữ vật trên tay ngươi bỏ vào nhẫn trữ vật ẩn hình đi, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng cất vào, tránh cho lúc đó đốt cháy hết. Thanh âm của Nam Thúc truyền tới. Lục Lâm Thiên rất bất đắc dĩ đem vật dụng thu vào nhẫn trữ vật ẩn giấu trên tay mình, lập tức cũng cởi hết y phục trên người ra. Ta sắp bắt đầu rồi, nếu như không chống đỡ được thì hãy ra ngoài. Sau này tìm biện pháp khác luyện chế cũng được. Nam Thúc nói. Nam Thúc, bắt đầu đi. Lục Lâm Thiên nói. Trong sơn động, thủ ấn trong tay Nam Thúc chợt kết, đồng thời quanh thân có một cỗ năng lượng ba động tuôn ra, lập tức được rót vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Siêu. Lúc này, không gian trước mặt Lục Lâm Thiên trong nháy mắt biến đổi, dường như bản thân hắn đã không còn ở trong không gian của cửu long xích viêm đỉnh vậy. Mà lúc này chung quanh hắn là một địa phương xa lạ. Bên trong không gian này nhiệt độ so với vừa rồi đã mạnh hơn gấp trăm lần. Ao ao. Trong một thoáng, hỏa diễm cuồn cuộn nóng bỏng đột nhiên xuất hiện. Trong không trung, hỏa diễm cuồn cuộn giống như là những nham thạch từ bốn phía chung quanh kéo tới. Nhất thời bao vây chung quanh thân thể hắn từ đầu đến chân, nhiệt độ đột nhiên cuồng bạo. Đồng thời hỏa diễm hóa thành một tia năng lượng đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Bỗng nhiên trong nháy mắt này, thân thể Lục Lâm Thiên run lên mãnh liệt, hỏa diễm này quá cường hãn, dường như trong nháy mắt có thể hòa tan hắn vậy. Siêu! Trong nháy mắt này, một cỗ năng lượng màu trắng từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên khuếch tán ra, từ chỗ chân lông hắn thoát ra ngoài bám vào trên da thịt của Lục Lâm Thiên, hình thành một tầng bảo hộ trong suốt khiến cho cảm giác nóng bỏng trên da thịt Lục Lâm Thiên biến mất. Rất nhanh chóng, cơ thể bên ngoài Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bởi tầng bảo hộ này. Chỉ là lúc này hỏa diễm đã xâm lấn tới bên trong cơ thể của Lục Lâm Thiên, năng lượng hỏa diễm trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện hội tụ thành một ngọn hỏa diễm kinh khủng trong cơ thể Lục Lâm Thiên. A! À, Lục Lâm Thiên hầu như không nhịn được mà thét lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đồng thời trong lúc đó, hỏa diễm không ngừng đốt cháy bên trong cơ thể Lục Lâm Thiên, từng cảm giác đau đớn truyền tới đại não. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lúc này đã bị đoàn hỏa diễm này bao vây. Tiểu tử, bảo vệ cơ thể, có thể chống lại hay không phải dựa vào bản thân ngươi rồi. Thanh âm Nam Thúc một lần nữa xuất hiện trong tai Lục Lâm Thiên. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, chân khí trong cơ thể tuôn ra trong nháy mắt bao bọc lấy lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng là địa phương quan trọng nhất trong cơ thể hắn, tuyệt đối không thể nó bị thương tổn. Vù vù. Không gian bên ngoài cơ thể. Lúc này hỏa diễm đã hóa thành từng đạo năng lượng nhỏ như sợi tóc, lập tức hội tụ thành hỏa diễm trong cơ thể hắn, cuối cùng bắt đầu thiêu cháy không gian bên trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tuy rằng đã bảo vệ lục phủ ngũ tạng, thế nhưng chân khí cũng bị đoàn hỏa diễm này bắt đầu thôn phệ. Lục Lâm Thiên phát hiện ra trước mặt hỏa diễm này, chân khí của bản thân hắn không thể chống lại, cũng chỉ có thể đem chân khí ào ào từ trong đan điền phóng ra không ngừng bao vây chung quanh lục phủ ngũ tạng của bản thân. Tuy rằng bảo vệ lục phủ ngũ tạng thế nhưng lúc này đoàn hỏa diễm còn lại vẫn đang tàn sát bừa bãi, trong lúc đau đớn, toàn thân Lục Lâm Thiên run rẩy, mạnh mẽ chống đỡ cơn đau nhức kinh khủng truyền đến đại não. Hỏa diễm trong cơ thể hắn đầy rẫy, đốt cháy kinh mạch, cơ thể đau nhức,
hỏa diễm nóng bỏng không ngừng xuyên qua, di chuyển trong cơ thể, mang theo đau đớn mãnh liệt. Dưới nhiệt độ kinh khủng này, mồ hôi trên mặt Lục Lâm Thiên như mưa rơi xuống, kinh mạch dưới nhiệt độ cao này đều nhanh chóng trở nên háo rũ, vốn kinh mạch dày rộng lúc này dưới nhiệt độ cao trong cơ thể đang co rút lại, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Bên cạnh Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, lúc này Nam Thúc đang đánh ra từng đạo thủ ấn, mỗi một đạo thủ ấn được đánh ra đều khiến cho không gian gợn sóng. Trên Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, những đồ án hình rồng kia lúc này có quang mang lưu động, ở giữa đám bí văn kia toát ra hỏa diễm nóng bỏng, nhiệt độ trong động lúc này tăng cao, cả sơn động được bao phủ trong hỏa quang. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hỏa diễm kinh khủng vô cùng nóng bỏng này lúc này bắt đầu bao vây lấy gân cốt của hắn, lấy một loại phương thức huyền ảo thiêu đốt chung quanh gân cốt, giống như là huyết nhục chia lìa vậy, bắt đầu đốt cháy gân cốt toàn thân hắn. Loại cảm giác đau đớn khi đốt cháy gân cốt này khiến cho Lục Lâm Thiên liên tục run rẩy, hắn cắn chặt răng, trên hàm răng có máu tươi chảy ra. Mặc dù loại đau đớn này Lục Lâm Thiên đã trải qua một lần, thế nhưng loại đau đớn hiện tại dường như mạnh hơn một ít. Loại đau đớn đến từ trong xương cốt khiến cho Lục Lâm Thiên cảm nhận được thống khổ như chưa từng bao giờ nhận được, quả thực đúng với một câu muốn chết không được muốn sống không xong. Loại đau đớn khi bị hỏa diễm bao vây đốt cháy gân cốt không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra. Đây không phải là cảm giác mà con người có thể chống lại. Loại thống khổ như cơ thể không thuộc về mình nữa, huyết nhục toàn thân gần như héo rút, Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân hắn đã sắp không chống đỡ được. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hai tay Lục Lâm Thiên nắm chặt, bản mạng vũ linh khí, hắn nhất định phải thành công. Sau này đối với thực lực của hắn sẽ tăng lên nhiều. Bên ngoài sơn động, tâm thần Nam Thúc đã nhìn thấy tất cả bên trong Cửu Viêm Xích Long Đỉnh, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Loại đau đớn này hắn đương nhiên là biết, Lục Lâm Thiên không ngờ vẫn có thể chống đỡ được khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn chính là lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trình độ cường hãn của thân thể, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, còn có kinh mạch của Lục Lâm Thiên. So với những người có tu vi đồng cấp thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào cơ thể này hầu như có thể so sánh với vũ khí phòng ngự hoàng cấp cao giai. Thân thể cường hãn như vậy, bằng vào ánh mắt độc đáo của Nam Thúc cũng có thể đoán được nếu như không chịu nhiều đau đớn thì đâu có thể có được một cơ thể cường hãn đến như vậy chứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu dù vẫn liên tục phải chịu đựng cảm giác đau đớn, chung quy không phải trong nháy mắt có thể rút ra máu huyết. Huống chi không phải chỉ là một giọt mà là nửa tháng. Không biết trôi qua bao lâu, dưới sự đau đớn dằn vặt bên ngoài gân cốt Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã xuất hiện một ít máu tươi nhàn nhạt, trên gân cốt, dường như toàn bộ bề mặt đều xuất hiện máu tươi, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Xích viêm hỏa trong cơ thể đã biến hóa, chậm rãi lưu động trên bề mặt gân cốt, dọc theo kinh mạch cùng nhau di chuyển, lấy một tốc độ thong thả, hình thành một đám máu tươi. Thành. Tròn sơn động, trong mắt Nam Thúc lúc này hiện lên tinh quang, thủ ấn khẽ kết, vạn niên xích đồng bên người trong nháy mắt bị cỗ một cỗ quang mang nâng lên rồi tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Tiểu tử, mang máu nhỏ vào bề mặt vạn niên xích đồng. Trước mặt Lục Lâm Thiên, vạn niên xích đồng hình vuông kia lúc này xuất hiện. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy đám hỏa diễm chung quanh lúc này xoay tròn, từng đạo huyết sắc quang mang từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến ra bên ngoài. Cuối cùng theo ngón tay một giọt máu đã nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng. Mà sau khi giọt máu này được nhỏ vào bề mặt vạn niên xích đồng này cũng không có phản ứng, thế nhưng lập tức nó bị xích viêm hỏa bao vây, vạn niên xích đồng nhanh chóng giống như bị kích thích, nhanh chóng nuốt chửng giọt máu kia. Trong nháy mắt, cả vật thể ảm đạm của vạn niên xích đồng lúc này có một tia huyết sắc nhàn nhạt, một giọt máu giống như hóa thành mạng nhện bao phủ trên bề mặt vạn niên xích đồng. Mà vạn niên xích đồng dưới sự bao vây của xích viêm hỏa, tơ máu trên vạn niên xích đồng giống như vật còn sống, có vẻ vô cùng kỳ dị. Tiểu tử, tiếp tục, kiên trì nửa tháng là có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng. Thanh âm của Nam Thúc lúc này lại vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Một canh giờ sau, một giọt máu lần thứ hai lại được nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng. Vạn niên xích đồng lập tức dung hợp với máu huyết mà Lục Lâm Thiên nhỏ vào, bề mặt ngày càng trở nên đỏ tươi. Một cỗ khí tức quỷ dị từ đó truyền ra bên ngoài, đồng thời một lực lượng kinh khủng, cực đoan chậm rãi khuếch tán, tất cả mọi thứ đều vô cùng quỷ dị. Lục Lâm Thiên cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, thế nhưng lúc này lại tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không chịu được đau nhức trong cơ thể, dường như thân thể này không phải là của hắn nữa vậy.
Ngay từ đâu, thân thể Lục Lâm Thiên chỉ có thể trong một canh giờ tinh luyện ra một giọt máu, theo thời gian trôi qua, hai canh giờ cơ thể Lục Lâm Thiên mới tinh luyện ra một giọt, sau đó là ba canh giờ, sau nữa là bốn canh giờ. Trong sơn động hiện giờ vô cùng yên tĩnh, thời gian nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua, trong nửa tháng này, thân thể Lục Lâm Thiên luôn bị hỏa diễm bao phủ cùng với tinh luyện máu huyết. Lục Lâm Thiên hiện tại hầu như đã biến thành một người da bọc xương, sắc mặt tái nhợt tới mức đáng sợ, hô hấp vô cùng yếu ớt. Lúc này nếu như có người nhìn thấy Lục Lâm Thiên như vậy có thể sẽ cho rằng Lục Lâm Thiên là một người sắp chết. Tiểu Long ở ngoài sơn động hộ pháp, không ngừng nhìn chăm chú vào bên ngoài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh, trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ khẩn trương, dường như nó có thể cảm giác được sự đau đớn trên người lão đại nó lúc này. Tiểu tử, sắp xong rồi, người cần phải cố gắng lên. Thủ ấn trong tay Nam Thúc không ngừng biến hóa vừa lẩm bẩm nói, đau đớn cùng nguy hiểm trong đó hắn so với ai khác rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ cần có chút chuyện là người bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Đông. Mấy canh giờ sau, không gian bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh rốt cuộc truyền ra một âm thanh rất nhỏ, lập tức trên ngón tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một giọt máu nhỏ vào trên bề mặt vạn niên xích đồng. Thành công rồi. Trên khuôn mặt hiện giờ của Nam Thúc đột nhiên hiện lên sự vui mừng, thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo năng lượng vô hình khiến cho không gian gợn sóng. Tiểu tử, ra đi. Ngay lập tức, trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh đột nhiên có một thân ảnh lao ra. Nam Thúc hét lớn một tiếng, năng lượng quanh người liên tục rót vào bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Siêu. Cùng lúc đó, một đạo quanh mang đáp xuống trên vai Lục Lâm Thiên, lúc này Lục Lâm Thiên toàn thân TA ớ huyền ITA Upsilon OIG, sinh cơ toàn thân vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức nhét đan dược vào trong miệng rồi mặc y phục vào. Thủ ấn trong tay biến hóa, bắt đầu tu luyện. Mà Nam Thúc cũng thở dài như chút được gánh nặng, hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn, từng đạo năng lượng vô hình tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Vù vù. Từng đạo năng lượng trên người Nam Thúc được rót vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, hỏa diễm bên trong tức thì sôi trào lên, hoa lửa không ngừng bắn ra chung quanh, mà cùng lúc đó, vạn niên xích đồng kia vô cùng quỷ dị. Vạn niên xích đồng lúc này cả vật thể đỏ tươi, dường như là một lọ thủy tinh đựng máu huyết vậy. Một cỗ khí tức thần bí khuếch tán ra. Phanh phanh. Dưới hỏa diễm kinh khủng bao vậy, đột nhiên truyền tới âm thanh bạo liệt, trong nháy mắt vạn niên xích đồng đột nhiên bị hòa tan một cách quỷ dị, hóa thành một cỗ dịch thể đỏ tươi, năng lượng cường hãn tới cực hạn khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng này khuếch tán ngay cả không gian trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh cũng bị gấp khúc, hỏa diễm chung quanh bị đánh văng ra, căn bản không thể bao vây được đoàn dịch thể đỏ như máu này. Không hồ là tài liệu cấp thần khí. Sắc mặt Nam Thúc trầm xuống, thủ ấn lại tiếp tục biến đổi. Growl. Trong không gian truyền đến mấy tiếng thú minh giống như là rồng ngâm vậy. Lập tức trong không gian có 9 đạo hỏa diễm phóng lên cao, mang theo nhiệt độ kinh khủng bao vây đoàn dịch thể đỏ như máu do vạn niên xích đồng biến thành. Mà lúc này xích viêm hỏa mới tiếp tục bao vây chung quanh dịch thể vạn niên xích đồng kia. Từng đạo thủ ấn huyền ảo quỷ dị được đánh ra. Sắc mặt Nam Thúc bắt đầu tái nhợt. Trong sơn động vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít của xích viêm hỏa, còn có năng lượng ba động quan thân của Nam Thúc, hội tụ trong sơn động, mà dưới loại tĩnh lặng này, thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết từ bao giờ, trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh kia, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành đã bắt đầu biến hóa, năng lượng bắt đầu co rút lại, nhưng bây giờ bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bên trong dung dịch vạn niên xích đồng có vô số tơ máu không ngừng tuôn ra. Tràn ra khí tức quỷ dị bao vây chung quanh dung dịch này. Trong sơn động, Lục Lâm Thiên vẫn đang điều tức, sắc mặt trắng bệch đang chậm rãi khôi phục vẻ hồng nhuận. Thân thể lấy một tốc độ chậm rãi khôi phục lại. Ngoài Lục ra lúc này có một đầu yêu thú phi hành tứ giai khổng lồ đang xoay quanh, trên lưng yêu thú phi hành chính là Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Siêu siêu, thân thể ba người lập tức nhảy xuống, đầu yêu thú phi hành kia cũng lập tức thu nhỏ lại thân thể. Hóa thành một đầu diều hâu đáp xuống trên vai Triệu Kình Hải. Đây là Lục gia sao? Không giống như trong tưởng tượng của ta chút nào. Triệu Kình Thiên nhìn vào Lục gia rồi nói. Biểu ca, Lục gia đương nhiên vẫn kém Triệu gia, thế nhưng trong trấn Thanh Vân này cũng coi như là không tồi rồi. Lục Thiếu Hổ đáp. Cũng không biết cô ở lại Lục gia làm gì,
trở về Triệu gia thoải mái hơn nhiều nha. Triệu Kình Thiên nói, không biết tạp chủng Lục Lâm Thiên kia bị Tam Hộ Pháp giết chết chưa? Nhìn Lục gia, Lục Thiếu Hổ dường như cảm thấy trầm trọng. Biểu đệ cứ yên tâm, Sử Vân Sinh đối phó với Lục Lâm Thiên, đủ để đánh chết hắn. Triệu Kình Hải cười lạnh nói, đi thôi. Lục Thiếu Hổ nói, lập tức ba người đi về phía đại môn Lục gia. Lúc này trong sơn động dưới khe sâu cách Lục gia mấy trăm dặm, thời gian chậm rãi qua đi. Oanh! Một tiếng nổ trầm thấp trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh vang lên, hỏa diễm vang khắp nơi, một cỗ lực lượng quỷ dị đỏ như máu tràn ngập bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Lực lượng này cực kỳ cuồng bạo khiến cho toàn bộ Cửu Long Xích Viêm đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt. Lúc này Lục Lâm Thiên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Cửu Long Xích Viêm đỉnh, cỗ năng lượng bàng bạc kia khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, năng lượng này dường như rất đáng sợ, thế nhưng lại có chút liên kết với hắn. Lục Lâm Thiên phân ra một tia linh hồn lực rót vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Sắc mặt Nam Thúc hiện giờ tái nhợt tới cực điểm, lớn tiếng nói với Lục Lâm Thiên, nói xong thanh âm Nam Thúc lại tiếp tục vang lên. Ngươi và Tiểu Long có huyết khế trong người, linh hồn lực của Tiểu Long đối với ngươi không có lực chống cự, để Tiểu Long cũng tách ra một tia linh hồn lực dung hợp với linh hồn lực của ngươi rồi mới rót vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Thúc, linh hồn lực của Tiểu Long cũng dùng được sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Tiểu Long chính là linh hoàng thú, rót linh hồn lực của Tiểu Long vào ngưng tụ thành đao, uy thế của đao này sẽ lớn hơn rất nhiều, thậm chí là có thể có uy thế của Tiểu Long trong đó. Sau này đối phó với yêu thú khác có thể có không ít tác dụng ngoài ý muốn. Nam Thúc nói. Thế nhưng phương pháp này ta mới nghĩ ra mà thôi, còn chưa có ai thử qua. Chí ít truyền tới ta thì chưa có ai thử qua. Ngươi và Tiểu Long có huyết khế, linh hồn lực không có bài xích, cho nên ta nghĩ có thể thành công. Tiểu Long. Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào lập tức gọi Tiểu Long đang hộ pháp ở ngoài cửa động. Có thể đề thăng uy thế của đao, tuy rằng Nam Thúc chưa thử qua, thế nhưng Lục Lâm Thiên hắn tuyệt đối tin tưởng Nam Thúc. Lão đại. Thân ảnh của Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Cho ta một chút linh hồn lực. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói. Đồng thời thủ ấn trong tay đã bắt đầu biến hóa. Hai tay nhanh chóng đánh ra vài đạo thủ ấn kỳ dị, cuối cùng khi thủ ấn thu lại, hồn đan trong đầu xoay tròn, một đoàn năng lượng màu trắng từ trong mi tâm hắn hiện ra. Siêu! Tiểu Long ngẩng đầu đứng lên, thân thể nhanh chóng bành trướng, quang mang quanh thân mang theo hỏa diễm màu vàng tràn ngập, từ trong mi tâm con mắt thứ ba hiện ra, một đạo năng lượng được sinh ra rồi lập tức tiến về phía tay Lục Lâm Thiên. Hợp! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, linh hồn lực trong tay và linh hồn lực của Tiểu Long nhanh chóng dung hợp lại, hai cỗ linh hồn lực không có một chúng lực chống cự nào, trong khoảnh khắc trực tiếp dung hợp. Đi! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hai cỗ linh hồn lực dung hợp với nhau, lập tức được rót vào bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Vù vù! Theo sự gia nhập của hai cỗ linh hồn lực này, hỏa diễm bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lập tức bốc lên, một cỗ năng lượng cuồng bạo xuất hiện. Ánh mắt Nam Thúc lúc này vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Cửu Long Xích Viêm đỉnh, hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn, đồng thời miệng quát khẽ một tiếng. Lấy hồn huyết linh tụ đao. Cùng với tiếp quát của Nam Thúc, hỏa diễm bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh thức thì xoay tròn, thanh âm rít gào không ngừng vang lên, thế nhưng lại không có hỏa diễm tràn ra. Lúc này một cỗ năng lượng quỷ dị mạnh mẽ cũng bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Cỗ năng lượng quỷ dị bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh càng lúc càng kịch liệt, một cỗ quang mang đỏ như máu trong nháy mắt tràn ngập Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Siêu. Lúc này, trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long dung hợp hội tụ thành một quang cầu màu trắng. Quang cầu này đột nhiên bắn ra, cuối cùng dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vỡ xích viêm hỏa, lập tức dung hợp vào bên trong dung dịch của Vạn Niên Xích Đồng. Cũng trong nháy mắt này, dung dịch do Vạn Niên Xích Đồng biến thành bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Từng đạo quang mang chói mắt hiện lên, không ngừng từ trong dung dịch bắn ra, giống như là quang mang vạn trượng vậy. Lúc này Nam Thúc hít sâu một hơi, thủ ấn biết đổi, trong nháy mắt đánh ra từng đạo bí văn phức tạp mà quỷ dị, không ngừng đánh vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Thực lực thật mạnh mẽ. Nhìn Nam Thúc, trong lòng Lục Lâm Thiên chấn động, theo từng đạo thủ ấn Nam Thúc đánh ra, vô hình chung kéo đến năng lượng thiên địa hội tụ vào bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Năng lượng thiên địa hội tụ tới,
Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ uy thế vô cùng lớn, khiến cho toàn thân hắn không nhịn được mà run rẩy. Ít nhất là Linh Vương, thậm chí còn cao hơn. Lục Lâm Thiên lúc này cũng được miễn cưỡng coi như nửa cường giả, cũng gặp được không ít cường giả, lúc này thấy Nam Thúc điều khiển năng lượng thiên địa thì lập tức phán đoán ra, tu vi của Nam Thúc thấp nhất cũng là Linh Vương, mà đây là thực lực thấp nhất. Vù vù. Trong sơn động, năng lượng thiên địa ngày càng mạnh, thậm chí tới mức độ vô cùng kinh khủng. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh mờ hồ có tiếng long ngâm chấn động tâm hồn vang lên, Lục Lâm Thiên cảm thấy trong tiếng long ngâm này mơ hồ là thanh âm của Tiểu Long, mang theo một cỗ uy thế cuồng bạo. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, dung dịch do vạn niên xích đồng biến thành không ngừng run lên. Trong sơn động lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, lại thêm hai cỗ linh hồn lực hội tụ, còn có tinh huyết của Lục Lâm Thiên và năng lượng trên người Nam Thúc, hầu như là bốn loại lực lượng hội tụ cùng nhau. Trong tay Nam Thúc còn đang không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp, mỗi một đạo được đánh ra, sắc mặt của Nam Thúc bằng mắt thường có thể thấy được lại tái nhợt thêm một phần. Lục Lâm Thiên nhìn Nam Thúc, hắn cảm giác được thực lực Nam Thúc bày ra khi luyện khí đã tới một trình độ mà hắn chưa từng được chứng kiến, đối với thực lực của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên có cảm giác mình hoàn toàn đoán không ra được. Lúc này, dưới sự dung nhập của từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay Nam Thúc, năng lượng cuồng bạo kia trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh bắt đầu có biến hóa, chậm rãi hình thành một vòng tròn không ngừng xoay vòng, cùng với sự xoay vòng của vòng tròn này, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu khuếch tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, năng lượng cuồng bạo bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh không ngờ đột nhiên dừng lại, một cỗ quang mang đỏ như máu tràn ngập trong đỉnh. Huyết sắc quang mang này càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng, một cỗ năng lượng đỏ như máu, lập tức từ trong đại đỉnh tràn ra. Hóa đao. Nam Thúc đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị cuối cùng, giữa không trung lúc này xuất hiện một vòng bí văn được hội tụ, dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Khục khục. Bất ngờ, trong nháy mắt Nam Thúc phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ngao. Bên trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, một tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đạo huyết sắc quang mang lao ra khỏi Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Khí tức thật mạnh mẽ. Huyết sắc quang mang tràn ngập, sắc mặt Lục Lâm Thiên tức thì đại biến, năng lượng này quá mức mạnh mẽ, một cỗ khí tức cuồng bạo, hỗn loạn khiến cho người ta kinh sợ hiện ra. Cỗ huyết sắc quang mang này chậm rãi ngưng tụ lại, lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt co rút lại. Huyết sắc quang mang thu liếm lại lúc này có một thanh đao dài 2 tới 3 thước xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Thanh đao này khiến cho người ta chấn động, mũi đao nhọn hoắt, hơi cong vểnh lên, thân đao cân xứng, sống đao dày thuận theo lưỡi đao mà mỏng xuống, thân đao cong cong như linh xà chuyển động, đường cong hoàn mỹ tựa như vẽ. Trên thân đao tràn ngập quang mang huyết sắc, chỗ chuôi đao có mấy con rồng xoay quanh, trên đỉnh chuôi giống như đầu rồng. Thanh đao tràn ngập huyết sắc quang mang lại tỏa ra hàn khí tràn ngập, huyết sắc quang mang lóe lên tạo ra ánh sáng vô cùng quỷ mị. Lục Lâm Thiên nhanh lấy máu nhận chủ, càng nhanh hiệu quả càng tốt. Người tu luyện âm dương linh vũ quyết, trên thanh đao này ẩn chứa năng lượng vạn niên xích đồng và không ít năng lượng thiên địa, sau khi nhận chủ, người có không ít chỗ tốt đâu. Nam Thúc nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không chút chần chờ nào, thủ ấn trong tay biến hóa, trên ngón trỏ. Một giọt máu được ngưng tụ ra, lập tức bắn về phía huyết đao trước Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Suy, máu tươi bắn vào, một tia huyết sắc quang mang chậm rãi chảy dài trên huyết đao. Nhận chủ, trong tay Lục Lâm Thiên hiện lên từng đạo thủ ấn phức tạp huyền ảo, đôi tay không ngừng biến hóa, dưới sự dẫn dắt của tay phải Lục Lâm Thiên, thanh huyết đao trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mạnh mẽ bắn vào trong tay phải Lục Lâm Thiên. Ngay khi huyết sắc quang mang này tiến vào trong tay phải Lục Lâm Thiên, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, đồng thời trong lúc đó, huyết sắc quang mang vô cùng kỳ diệu trực tiếp đi qua kinh mạch trong cơ thể Lục Lâm Thiên, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Trong nháy mắt dừng lại trước mặt vũ đan ngũ sắc của Lục Lâm Thiên. Từng đạo năng lượng tỏa ra, nhanh chóng bắn về phía đan điền khiến cho vũ đan ngũ sắc nhanh chóng xoay tròn. Phanh! Ngay khi năng lượng từ bên trong huyết đao bắn ra, Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ trong đan điền truyền ra một tiếng trầm muộn, một cỗ quang mang huyết sắc từ lỗ chân lông trên người Lục Lâm Thiên khuếch tán ra, hóa thành một vòng huyết quang chừng 20 thước bao phủ quanh thân thể Lục Lâm Thiên. Suy! Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu lên,
chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang bị huyết quang bao phủ cơ thể. Lão già, lão đại làm sao vậy? Tiểu Long nhìn nửa ngày lúc này mới mở miệng hỏi Nam Thúc. Tiểu Nhiệt Xúc, nghe thấy Tiểu Long gọi mình là lão già, Nam Thúc dở khóc dở cười trắng mắt liếc nhìn Tiểu Long nói. Tiểu tử này đang thôn phệ năng lượng tu luyện, trong thanh đao do vạn niên xích đồng luyện chế thành có ẩn chứa năng lượng khổng lồ của vạn niên xích đồng, còn có năng lượng thiên địa kéo tới khi luyện chế vũ linh khí. Linh khí vừa mới được luyện thành, phần nửa năng lượng sẽ thu vào trong, thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ năng lượng khác sẽ tự tiết ra ngoài, cỗ năng lượng này nếu như tiểu tử kia có thể thôn phệ hết thì đối với tu vi của hắn có tăng trưởng cực lớn. Vậy lão đại có thể đột phá nhiều hay ít? Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi. Ta cũng không rõ lắm, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong vạn niên xích đồng vô cùng đáng sợ, hơn nữa lại thêm năng lượng thiên địa vừa mới tu tập bên ngoài. Cho dù chỉ tiết ra một bộ phận nhỏ cũng rất mạnh. Ta chỉ hy vọng nó không thôn phệ quá nhiều, khi nào nên bỏ qua thì bỏ qua, đột phá quá nhanh đối với con đường sau này không có một chỗ tốt nào. Nam Thúc nói một hơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong huyết quang, âm dương linh vũ quyết đã sớm được khởi động, nhanh chóng thôn phệ cỗ năng lượng khổng lồ trong cơ thể, đã lâu không được thôn phệ thỏa thích như vậy, kích mạch toàn thân Lục Lâm Thiên và gân cốt của hắn không ngừng tham lam thôn phệ. Vốn bởi vì tinh luyện ra tinh huyết khiến cho Lục Lâm Thiên gầy đi một vòng, thế nhưng dưới sự thôn phệ điên cuồng này, cũng gần như khôi phục như cũ. Dưới màn đêm, ánh trăng vô cùng sáng. Toàn bộ trấn Thanh Vân lúc này được bao phủ dưới ánh trăng sáng sủa. Trong Lục gia, tại một đình viện nhỏ, lúc này có mấy thân ảnh đang ngồi đó, chính là Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Rốt cuộc tên tam hộ pháp này làm cái gì, không ngờ ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không đánh chết được. Sắc mặt Lục Thiếu Hổ vô cùng xấu xí, từ khi trở lại Lục gia nghe nói Lục Lâm Thiên đã đến trước bọn họ nửa tháng khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ tam hộ pháp không gặp phải tiểu tử này, để hắn tránh thoát một kiếp. Triệu Kình Hải nói, tiểu tử này không giết không được. Ánh mắt Triệu Tuệ hiện lên sát ý lạnh lùng. Cô, người liên lạc cho gia tộc chưa? Triệu Kình Hải hỏi, hơn 20 ngày trước ta đã liên lạc với bọn họ, có lẽ một tháng nữa cường giả trong tộc sẽ tới đây, không nghĩ tới Lục gia lại đem chức vị tộc trưởng truyền cho tên tạp chủng kia, rất có khả năng bảo vật của Lục gia sẽ giao cho tạp chủng này. Người tính không bằng trời tính, vẫn luôn đề phòng tiểu tử này thế nhưng rốt cuộc vẫn không phòng được. Lãng phí thời gian 20 năm của ta, sớm biết như vậy, 20 năm trước chúng ta nên trực tiếp động thủ. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Chờ sau khi cường giả gia tộc tới đây, chúng ta sẽ trực tiếp đối phó với Lục gia. Tới lúc đó, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia cũng bị diệt trừ triệt để. Triệu Kình Thiên cười lạnh một tiếng nói. Dù sao đi nữa vừa nhìn thấy tạp chủng kia trong lòng đệ vô cùng khó chịu, đến lúc đó nhất định đệ phải nhìn thấy hắn chết trước mặt đệ. Trong mắt Lục Thiếu Hổ mơ hồ hiện lên sát ý. Trong màn đêm, tại một đình viện khác của Lục gia, một hán tử trung niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai? Hán tử trung niên bỗng nhiên khẽ than một tiếng, ánh mắt nhìn về bên ngoài. Cha, đã khuya như vậy rồi sao người còn chưa nghỉ ngơi? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lập tức có một thân ảnh xinh đẹp đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng 20, mái tóc màu vàng xõa trên vai, sau đầu có một chiếc châm cài nhỏ xinh, nhan sắc diễm lệ, cao quý không gì sánh được. Thân thể dưới y phục cẩm bào hiện lên đường cong lung linh, chính là Lục Mị kia. Mị Nhi, sao con lại tới đây? Hán tử trung niên quay đầu lại, tinh quang trong mắt chợt lóe. Người này mặc một bộ y phục màu lam, dáng vẻ có vài phần tương tự với Lục Mi. Chính là Lục Bắc con nuôi của lão gia chủ Lục gia. Con thấy trong phòng cha còn sáng đèn cho nên tới xem. Lục Mị nói. Con nhanh đi tu luyện đi, gần đây thực lực con tiến bộ chậm quá. Lục Bắc nói. Cha, cho dù con nỗ lực thế nào cũng không bằng hai người Lục Lâm Thiên và Lục Thiếu Hổ. Bọn họ đều đã là vũ phách và vũ tướng, con mới là vũ sư, còn kém quá xa. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Mị trầm xuống, có vẻ cực kỳ mất hứng. Con à, thiên phú tu luyện của con cũng không thể so sánh với hai đứa nó. Đều do ta, chờ một thời gian nữa, chúng ta có thể về nhà rồi. Đến lúc đó có gia tộc chống đỡ, tiền đồ tu luyện của con tuyệt đối không thấp hơn Lục Lâm Thiên. Lục Bắc nhìn nữ nhi mình, ánh mắt mang theo một chút áy náy nói. Cha, Lục gia không phải là nhà của chúng ta sao?
Lục Mị vô cùng nghi hoặc hỏi. Lục gia, hơn 20 năm trước ta tới Lục gia này từ lúc 8 tuổi, cũng nghĩ rằng Lục gia là nhà của mình. Thế nhưng chung quy Lục gia vẫn không phải là nhà của ta. Lục Bắc khe khẽ thở dài, lập tức quay sang nữ nhi mình nói. Mị nhi, qua một đoạn thời gian nữa, Lục gia có nhiều khả năng sẽ rung chuyển, còn phải tự chiếu cố mình cho tốt. Cha, sao hôm nay những lời người nói đều có chút là lạ? Lục Mị kỳ quái nhìn chăm chú vào Lục Bắc rồi nói. Con à, con không nên hỏi nhiều, không bao lâu nữa con sẽ biết. Lục Bắc nói. Trong một khe sâu cách Lục gia mấy trăm dặm, lúc này đang có một cỗ khí tức cuồng bạo phát ra, một cỗ uy áp như vua của muôn thú khuếch tán khiến cho muông thú trong phương viên nghìn thước khủng hoảng. Một tiếng giống lớn từ trong bầu trời khuếch tán, rồi một cỗ khí tức xuất hiện, mơ hồ tản ra sát khí. Theo tiếng giống lớn này vang vọng, tiếp theo đó là uy áp nhanh chóng tăng mạnh, những dã thú chu vi chung quanh tức thì chấn kinh, toàn thân phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Siêu siêu, cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên, cũng không biết lúc nào mới có thể ổn định lại. Trong sơn động dưới khe sâu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tới ngày thứ 5, cỗ huyết sắc quang mang bao phủ quanh thân thể Lục Lâm Thiên trong sơn động đã được thu nhỏ tới một thước. Lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong huyết sắc quang mang dưới sự thôn phệ chậm rãi của Lục Lâm Thiên đang nhanh chóng giảm bớt. Huyết sắc quang mang càng ngày càng ít, mấy canh giờ sau, khi tia huyết sắc quang mang cuối cùng bị Lục Lâm Thiên thu vào trong thân thể, khí tức trong sơn động ầm ầm được kéo lên. Mà lúc này, Nam Thúc đang điều tức, còn có Tiểu Long nhanh chóng phát hiện ra. Hầu như cùng một lúc, ánh mắt cả hai nhanh chóng nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang nhắm chặt mắt khoanh chân ngồi giữa sơn động. Siêu siêu. Trong nháy mắt này, quanh thân Lục Lâm Thiên có quang mang chói mắt bắn ra, lập tức khí tức bàng bạc khuếch tán ra bốn khí tức điên cuồng được kéo lên. Khí tức cuồng bạo tuôn ra, không gian chung quanh sơn động gợn sóng, trong nháy mắt lắc lư. Lão đại bắt đầu đột phá. Trong mắt Tiểu Long hiện lên sự hưng phấn. Siêu siêu. Khí tức cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên bạo phát ra, cỗ hơi thở này dẫn dắt năng lượng thiên địa vô hình, năng lượng trong thiên địa nhanh chóng hội tụ vào bên trong sơn động rồi tiến vào cơ thể Lục Lâm Thiên. Theo sự tiến vào của năng lượng thiên địa, khí tức trên người Lục Lâm Thiên lấy một tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức này kéo lên vô cùng kinh khủng, thế như trẻ tre. Vũ tướng nhị trọng. Chấm. Vũ tướng tam trọng. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Cảm giác khí tức quanh người Lục Lâm Thiên tăng vọt, sắc mặt Nam Thúc càng ngày càng ngưng trọng. Tiểu tử, đừng có cố nữa. Thôn phệ càng nhiều năng lượng hậu quả sau này đối với ngươi càng lớn. Nam Thúc lẩm bẩm nói, trong lòng bắt đầu khẩn trương, dưới cơ hội đột phá nhanh chóng trước mắt, ai cũng khó có thể cự tuyệt sự mê hoặc này. Hắn cũng biết việc ham muốn đột phá trước mắt sẽ ảnh hưởng tới căn cơ sau này, đối với con đường tu luyện sau này mà nói, có tác dụng phụ vô cùng lớn, khó mà có thể bước tiếp được. Thế nhưng Nam Thúc lo lắng có chút dư thừa, Lục Lâm Thiên một đường đột phá đã gặp loại mê hoặc này rất nhiều, mỗi một lần đều mạnh mẽ áp chế xuống, bây giờ cũng vậy. Khi Lục Lâm Thiên cảm giác thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong, đối với việc đột phá của hắn đã là cực hạn, nếu như đột phá nữa, hắn sẽ không thể khống chế được. Trong khoảnh khắc, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên đánh ra, đồng thời một tiếng trầm muộn từ trong đan điền Lục Lâm Thiên vang lên. Thình thịch, năng lượng huyết sắc từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên khuếch tán ra. Cỗ năng lượng huyết sắc này khiến cho cả sơn động tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Theo những năng lượng này khuếch tán ra khỏi cơ thể, khí tức trong cơ thể Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng ngừng tăng lên, khí tức ba động không ổn định, nửa canh giờ sau, lúc này rốt cuộc khí tức của Lục Lâm Thiên đã bình ổn trở lại. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Cảm nhận khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này, Nam Thúc khẽ lẩm bẩm, trong mắt hiện lên chút tiếu ý nói. Tiểu tử này, nghị lực không tồi. Siêu siêu. Sau khi khí tức trên người Lục Lâm Thiên bình ổn trở lại, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt hắn lúc này càng thêm thâm thúy. Phù. Thở ra một ngụm chọc khí từ trong đan điền, Lục Lâm Thiên đứng lên, cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể tuôn ra, xương cốt toàn thân khẽ rung động vang lên tiếng răng rắc như pháo nổ. Thật thoải mái. Lục Lâm Thiên thầm nói một tiếng, chân khí di chuyển trong kinh mạch, y phục khẽ rung một cái.
Một lần đột phá khiến cho khí tức của hắn mạnh thêm mấy lần, khiến cho không gian xung quanh gợn sóng, những gợn sóng này lan tràn tới phía xa. Lão đại, huynh lại đột phá. Tiểu Long vui vẻ nói. Lục Lâm Thiên vặn thắt lưng một cái, đột phá tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. So với thời gian còn là vũ tướng nhất trọng, thực lực hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Tới vũ tướng mỗi một trọng khi đột phá đều tăng trưởng thực lực kinh người. Cảm giác thế nào, sau khi dung hợp với vũ linh khí? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Được. Lục Lâm Thiên nói, thủ ấn trong tay biến đổi, tay phải giương lên, nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng mang, một cỗ khí tức cuồng hãn khuếch tán. Ngao. Huyết quang thu liếm, thanh âm giống như long ngâm từ thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu ra bên ngoài khe xấu khiến cho muông thú, phi cầm kinh hãi chạy ra ra. Lục Lâm Thiên vô cùng hưng phấn nhìn vào thanh đao trong tay, dài chừng 2 thước 3, chuôi đao trong tay dài chừng 20 ly, giống như một con rắn xoay quanh, lưỡi đao sắc bén, sống đao dày cân xứng, tỏa ra từng đạo hàn mang, thân đao hình vòng cung giống như linh xà xuất động, vô cùng hoàn mỹ. Trên thân đao, cả vật thể tràn ngập màu huyết hồng, thi thoảng có huyết sắc quang mang lóe lên vô cùng quỷ mị, mơ hồ có một cỗ sát khí ngập trời tràn ra. Mà trên thân đao, lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã nhìn thấy có mấy đạo bí văn màu vàng, trên bí văn này, mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nhảy lên, khí tức từ trên người Tiểu Long từ đó truyền ra. Đao tốt! Lục Lâm Thiên nói, thanh đao này quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên chấn động, nhìn vào vô cùng thích, giống như cây đao này là một bộ phận của thân thể hắn vậy. Nếu so với nó, đại đao của Phách Đao Long Tam, chiến đao của Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt cũng không thể so sánh được, chỉ xét về đao uy tràn ngập trên thân đao cũng không cùng một tầng thứ. Đao tốt! Nam Thúc cũng không nhịn được mà thốt lên, ánh mắt nhìn về phía cây đao trong tay Lục Lâm Thiên rồi nói. Thanh đao này là dùng tinh huyết của ngươi luyện hóa ra, đao do người biến thành, đao này tràn ngập sát khí, xem ra trong xương cốt tiểu tử nhà ngươi không ngờ lại có nhiều sát khí như vậy. Bằng không cây đao này cũng không nặng về sát phạt chi khí như thế. Cây đao này, chỉ sợ sau này sẽ không phải là thiện đao, thế nhưng cũng không thể phủ nhận nó là cây đao tốt. Sau này ngươi nên tận lực bớt giết chóc đi, giết chóc quá nặng ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này của ngươi. Vâng. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, khi nắm thanh đao này Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được cảm giác một cỗ sát phạt chi khí. Cỗ sát phạt chi khí này không ngờ lại có thể mơ hồ kéo chân khí trong cơ thể hắn di chuyển, giống như là thông linh vậy. Đao tốt ha. Lục Lâm Thiên thầm khen một tiếng, nhịn không được mà truyền chân khí vào trong. Tức thì trên chuôi đao vang lên một tiếng đao minh giống như là long ngâm. Ta chém. Lúc này Lục Lâm Thiên không thi triển bất kỳ vũ kỹ đao pháp nào, đem trường đao trong tay chém thẳng ra, nhất thời một đạo đao mang bắn thẳng về phía trước. Siêu. Mặt đất trong sơn động lúc này nhanh chóng nứt nẻ, xuất hiện một cái khe to chừng một ngón tay, nhanh chóng kéo dài tới bên ngoài sơn động, một đám đá vụn rơi xuống khe sâu. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên đem từng đạo đao mang chém ra, tạo ra từng đường vòng cung, đao mang này mang theo tiếng đao minh như rồng ngâm, khí thế bàng bạc như vạn mã, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chân khí thu lại, Lục Lâm Thiên nắm chặt thanh đao trong tay. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được trong thân đao có một cỗ lực lượng kinh khủng đao lưu chuyển, cùng với chân khí của hắn phối hợp lẫn nhau, có thể nhanh chóng di chuyển. Trong lúc mơ hồ, Lục Lâm Thiên dường như nghe thấy trong thân đao, có một cỗ lực lượng muốn bắn ra ngoài. Ca ca. Tiếng âm bạo không ngừng vang lên trên mặt đất trong sơn động đều là nham thạch, thế nhưng lúc này trên mặt đất bằng nham thạch xuất hiện vô số vết nứt, kéo ra ra giống như mạng nhện. Thanh đao này mới chỉ là hoàng cấp mà thôi, chờ sau khi vũ linh khí của ngươi đạt tới địa cấp, lúc đó mới có thể mở ra không gian trong thân đan. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Nam Thúc, linh khí chỉ đến cấp độ địa cấp mới có không gian riêng sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Không sai, mặc kệ là vũ linh khí hay hồn khí, nếu như muốn có không gian thì phải đạt tới địa cấp, còn như hoàng cấp và huyền cấp, tuy rằng có thể biến hóa thế nhưng không thể có không gian. Nam Thúc nói. Ồ, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nhớ tới cung điện bằng linh khí kia của Vân Hồng Lăng, nhất định đó là một kiện hồn khí. Lần trước hắn đã bị cung điện này vây khốn bên trong, không nghĩ tới nó đã đạt tới cấp bậc địa cấp. Vân Dương Tông quả nhiên không phải bình thường, nữ nhi của Vân Khiếu Thiên cũng khác người, trên người một vũ giả mang theo một hồn khí địa cấp, đồng thời còn có hai khối thổ sát huyền lôi.
nếu như người bình thường động vào Vân Hồng Lăng, vậy thì chết chắc. Phẩm chất của thanh đao này đã vượt qua dự đoán của ta, thế nhưng nó cũng khiến ta thiếu chút nữa ăn không tiêu. Vạn niên xích đồng quả thực danh bất hưu truyền, nếu ta không biết loại bí pháp luyện hóa này, dùng tinh huyết của ngươi nhỏ vào, hơn nữa lại thêm xích viêm hỏa trong cửu long xích viêm đỉnh của ta không phải là linh hỏa bình thường mới có thể luyện hóa thành công. Mà đao này lấy vạn niên xích đồng làm cơ sở, có tinh huyết ngươi làm vật dẫn, lại thêm một tia linh hồn của tiểu long vào trong đó, có thể nói phẩm chất của thanh đao này đã là cực phẩm trong hoàng cấp, đào tạo nó cho tốt, đến lúc tấn cấp tới thần khí có lẽ cũng không mất bao lâu. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Cảm ơn Nam Thúc. Lục Lâm Thiên hành lễ, Nam Thúc đối với hắn chăm sóc từng tí một, Lục Lâm Thiên đều ghi tạc trong lòng. Cây đao này còn chưa có tên, ngươi đặt cho nó một cái tên đi. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Cây đao này lấy tinh huyết của con tế luyện thành, vậy thì gọi nó là huyết lục đi. Lục Lâm Thiên nói. Huyết lục. Nam Thúc mỉm cười nói. Hay cho một cái tên bá đạo, nhớ kỹ lời ta nói, sau này nên bớt xiết chóc đi, sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi đó. Vâng, tiểu tử nhớ kỹ. Lục Lâm Thiên đáp. Cây đao này đã đạt tới đẳng cấp cực phẩm trong hoàng cấp, cách huyền cấp cũng chỉ có một bước nữa, ngươi có biết điều này đại biểu cho việc gì không? Nam Thúc hỏi. Lẽ nào vừa rồi sử dụng nó ngươi không phát hiện ra cái gì sao? Nam Thúc mỉm cười nói. Con có cảm giác chân khí chỉ cần một ý niệm là có thể điều động vào trong đao. Tùy tiện xuất ra một đao thì uy lực so với một trưởng còn lớn hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên suy tư một lát rồi nói. Không sai, đây chính là uy lực của vũ linh khí, đặc biệt là vũ linh khí bản mạng dùng tinh huyết của ngươi tế luyện ra. Linh khí bị cường giả điên cuồng truy cầu, đó là bởi vì linh khí có thể đề cao lực công kích. Vũ linh khí hoặc hồn khí hoàng cấp có thể đề cao thực lực của vũ giả và linh giả. Nói cách khác, một vũ giả có tu vi vũ tướng nhất trọng chỉ bằng uy lực của huyết lục có thể đánh lại vũ tướng nhị trọng, nếu như phối hợp với vũ khí, vậy thì càng thêm kinh khủng. Cùng một loại vũ khí, binh khí bình thường và linh khí, thì linh khí có thể phát huy ra uy lực gấp 3 lần. Nam Thúc nói, lợi hại như vậy sao? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Đây chỉ là vũ linh khí hoàng cấp mà thôi, thế như là vũ linh khí huyền cấp, vũ tướng nhất trọng cầm nó trong tay chống lại vũ tướng tam trọng tuyệt đối có thể làm được. Về phần vũ linh khí địa cấp, muốn đánh chết vũ tướng tam trọng cũng được. Miễn cưỡng có thể chống lại vũ tướng tứ trọng, nếu như vũ linh khí đạt tới thiên cấp, cũng chính là thần khí như lời mọi người nói, vũ tướng nhất trọng cầm, chỉ bằng vào thực lực bản thân có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng. Thậm chí là đánh chết vũ tướng ngũ trọng đó. Nam Thúc nói xong mỉm cười nói tiếp. Chỉ là linh khí thiên cấp vô cùng ít ỏi, ngay cả ta cũng chưa từng gặp, cho dù là người có tài liệu luyện chế thần khí cũng không thể đơn giản luyện chế ra thần khí. Quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói, hiện tại hắn đã có thực lực vũ tướng tam trọng đỉnh phong, có lẽ bằng vào đan điền lớn hơn bình thường, chống lại vũ tướng ngũ trọng có thể miễn cưỡng làm được. Nếu như dựa theo lời Nam Thúc nói, nếu như phối hợp với huyết lục, lại thêm thực lực bản thân có thể đánh chết vũ tướng lục trọng. Chờ sau này huyết lục tấn cấn, tới huyền cấp, địa cấp, thậm chí là thiên cấp thần khí kia, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thế nhưng muốn tới đẳng cấp thần khí thì không đơn giản chút nào. Ngươi cho là trên đại lục này nhiều linh khí vậy sao? Đừng nói là tài liệu luyện chế linh khí rất khó tìm được, coi như là tìm đủ, cũng không kiếm được linh giả có thể luyện chế. Cho nên... cường giả đối với linh khí càng thêm điên cuồng. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chỉ tăng cường mấy lần thực lực, đối với vũ phách, vũ tướng, vũ xuất mà nói có tác dụng khá lớn. Thế nhưng sau khi đạt tới vũ vương, khác biệt mỗi một trọng giống như là bầu trời, bằng vào linh khí muốn san lấp khoảng trống này rất khó. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, thực lực càng cao, chênh lệch đương nhiên càng lớn. Luyện chế đao cho ngươi cũng là vì có một ít nguyên nhân đặc thù. Ở đây ta có một cỗ vũ khí huyền cấp trung giai thổ hệ, là vũ khí đao pháp có tên là liệt không cửu kích, chờ sau khi ngươi tu luyện được tới cửu kích, thì uy lực nó không thua kém vũ khí huyền cấp cao giai, cũng coi như là bất phàm. Chủ thuộc tính của ngươi là thổ hệ, phối hợp với huyết lục, uy lực sẽ không kém. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong tay xuất hiện một ngọc giản nồng nặc khí tức thổ hệ giao cho Lục Lâm Thiên. Cảm ơn Nam Thúc. Lục Lâm Thiên hưng phấn thu lấy ngọc giản trong tay Nam Thúc. Thứ mà Nam Thúc cấp cho hắn, không hề đơn giản. Ra khỏi Lục gia cũng một tháng rồi, vũ khí này chờ sau khi rảnh rỗi thì tu luyện,
nếu như không quay về, mẫu thân và tiểu hôn thê của ngươi có lẽ sẽ lo lắng. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, tính thời gian rời khỏi Trấn Thanh Vân, một tháng hắn đã không được gặp mẫn thân hắn, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song. Không nghĩ tới cuối cùng luyện chế huyết lục lại mất thêm nửa tháng, nhìn huyết lục trong tay, Lục Lâm Thiên cũng mừng rỡ không ngớt, cuối cùng hắn đã có vũ linh khí bản mạng của mình. Ngoài khe sâu, lúc này có hai đạo thân ảnh nhảy lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư đang ở trên không trung chờ, lúc này khí tức trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư đã tăng lên không ít, hai cánh mở rộng khiến cho không khí chung quanh lắc lư. Đột phá tứ giai trung kỳ rồi sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Một viên thánh quả vũ linh cũng đủ để cho Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá từ tứ giai sơ kỳ lên tứ giai trung kỳ. Tiểu Long sau khi dùng thánh quả vũ linh, Lục Lâm Thiên có cảm giác thánh quả vũ linh đối với việc đột phá của yêu thú so với vũ giả nhân loại và linh giả thì kém hơn không ít. Nếu như vũ giả dùng nó, một quả thánh quả vũ linh, vũ phách nhất trọng ăn vào có cũng đủ để đột phá lên vũ phách cửu trọng, có lẽ còn tăng lên nữa. Khi trước Độc Cô Cảnh Văn trong mật địa ăn vào một quả thánh quả vũ linh cũng từ vũ tướng nhất trọng đột phá tới vũ tướng nhị trọng đỉnh phong, tu vi đạt tới vũ tướng năng lượng để đột phá một trọng bằng mấy trọng của vũ phách. Mà lúc này thánh quả vũ linh để trong hộp ngọc đã lâu, hiệu quả đã yếu hơn một chút, thánh quả vũ linh ăn vào ngay trong mật địa thì hiệu quả mới mạnh nhất. Siêu! Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ hiện lên sự vui vẻ. Tuyết sư, người đột phá là tốt rồi, không thể kém ta quá xa nha. Tuyết sư, trở lại Lục gia. Lục Lâm Thiên nói. Vâng chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp. Trên thân thể khổng lồ lúc này khuếch tán ra một cỗ khí tức vương giả, huyết mạch của nó không phải yêu thú bình thường có thể so sánh được. Ngay cả nghịch lân yêu băng, huyết ngọc yêu hổ cũng kém nó. Mặc dù là nghịch lân yêu băng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao cũng không phải là yêu thú bình thường. Không biết Lục Tiểu Bạch đột phá được mấy trọng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên khẽ nói. Thiên phú tu luyện của Lục Tiểu Bạch thực sự không được tốt lắm. Trong 3 năm này ta cũng cải tạo thể chất của nó không ít, hơn nữa lại thêm thánh quả vũ linh ngươi cấp cho nó, sau này muốn đột phá vũ vương cũng không phải không có cơ hội. Thế nhưng muốn đột phá thêm thì rất khó. Nam Thúc nói. Nam Thúc, 3 năm nay con cảm ơn Thúc rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói, trong mắt hiện lên sự cảm kích, bởi vì có liên quan tới hắn cho nên Nam Thúc mới hỗ trợ dạy bảo Lục Tiểu Bạch. Cảm ơn cái gì? Tên Lục Tiểu Bạch ngốc nghếch này lãng phí không linh dược vài chục năm ta thu thập, giá trị vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Bằng không ngươi cho rằng bằng vào thiên phú của hắn, trong vòng 3 năm có thể đột phá tới vũ phách sao? Hôm nào ngươi định trả phí tổn cho ta? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nam Thúc, còn có ngày hôm nay chính là Nam Thúc ban cho. Mạng của tiểu tử cũng là một nửa của Nam Thúc. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thi lễ, 3 năm qua. Hắn dùng nhầm hai viên linh đan, tuy rằng tạo thành âm dương thể, thế nhưng lại đối mặt với tử vong. Nếu không có Nam Thúc hắn chết, mà thực lực hiện tại của hắn, còn có âm dương linh vũ quyết đều là Nam Thúc cấp cho. Đối với Nam Thúc, Lục Lâm Thiên cảm kích vô hạn. Từ lúc nào tiểu tử ngươi lại trở thành thế này? Lão già ta cũng không muốn bị đẩy vòng vòng, mau trở về thôi. Có lẽ sắp tới Lục gia sẽ vô cùng náo nhiệt, xem ra Lục gia này ta cũng không thể ẩn mình được nữa. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nam Thúc khẽ vặn thắt lưng một cái, dáng vẻ phấn chấn vừa rồi không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ ốm yếu, hai mắt lờ mờ kia. Nam Thúc, Lục gia sắp xảy ra chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Có lẽ là vậy, ta tới Lục gia các ngươi đã được hơn 30 năm rồi. Từ 20 năm trước, Lục gia các ngươi long xà hỗn tạp, vô cùng náo nhiệt, phỏng chừng không bao lâu nữa, Lục gia sẽ có một hồi hài kịch. Tới lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Nam Thúc nói. Vô Song tỷ, tiểu tặc kia làm sao còn chưa trở về? Chàng bảo bế quan một tháng, hiện tại được một tháng rưỡi rồi còn chưa trở về. Trong đình viện Lục gia, Vân Hồng Lăng có chút lo lắng nói với Lục Vô Song. Lâm Thiên có Tiểu Long bên người, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trừ phi, Lục Vô Song nhướng mày, trong lòng cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ là cường giả Triệu gia lại tới? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Hồng Lăng trầm xuống. Yên tâm đi, công tử không có việc gì. Trong đình viện, Lục Tiểu Bạch có chút gian xảo kia nói. Chỉ có mình hắn biết công tử đi ra ngoài với Nam Thúc, độ nguy hiểm cũng không lớn. Tiểu Bạch,
người phái người đi tìm Lâm Thiên đi. La Lan thì thấy Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song lo lắng, bản thân nàng càng thêm lo lắng. Mẫu thân, không cần tìm con nữa, con đã trở về rồi. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trong đình viện. Tiểu nhân đã nói công tử không có việc gì mà. Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, đột phá không tồi nha. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch, một tháng rưỡi trôi qua, khí tức lúc này trên người Lục Tiểu Bạch đã đạt tới vũ phách lục trọng. Đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch cảm kích nói. Đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là dựa vào thánh quả vũ linh công tử cấp cho hắn, bằng không hắn cũng không thể đột phá nhanh chóng như vậy. Mấy canh giờ sau, trong đại sảnh, Lục Lâm Thiên nhíu mày, vừa rồi từ trong miệng hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng hắn đã biết được, Lục Thiếu Hổ đã về tới Lục Gia, ngay cả Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải cũng đã tới Lục Gia. Ánh mắt hắn lạnh lùng, khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, hắn đang lo lắng không có biện pháp đối phó với Triệu Gia. Đây chính là cơ hội đưa tới cửa nha. Tiểu tặc, chàng muốn làm gì vậy? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên, cảm giác hàn ý quanh người Lục Lâm Thiên lúc này, dường như cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng nói nếu như Triệu Vô Cực biết hai tôn tử bảo bối của mình đều chết bên ngoài, Triệu Vô Cực sẽ có biểu tình như thế nào? Triệu gia sẽ có biểu hiện ra làm sao? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Lâm Thiên! Đệ muốn động thủ tại Lục gia sao? Lục Vô Song nói. Ta lo lắng đệ đánh chết hai người Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải sẽ dẫn tới Triệu gia điên cuồng trả thù. Cho dù ta không làm gì Triệu gia, Triệu Vô Cực cũng muốn dồn ta vào chỗ chết. Sử Vân Vinh chính là một ví dụ, hiện giờ cũng nên tới lượt phản kích của ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu tặc, vậy để ta giúp chàng, một mình chàng động thủ với hai tên đó, ta có chút lo lắng. Vân Hồng Lăng nói, nàng mặc kệ Triệu gia là ai, dám đối phó với nam nhân của nàng sẽ không khách khí. Hồng Lăng, nàng không cần ra tay, ta tự có biện pháp. Lục Lâm Thiên nói, thế nhưng hiện giờ cũng không vội, chờ buổi tối tính tiếp. Vậy đệ phải cẩn thận một chút. Lục Vô Song nói, công tử, tiểu nhân đã mời đại gia và đại phu nhân tới. Lúc này, thanh âm của Lục Tiểu Bạch từ bên ngoài truyền vào. Vô Song, hôm nay vừa vặn ta có thời gian, chúng ta nói chuyện của chúng ta với đại bá đi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu cười nói với Lục Vô Song. Ừm. Lục Vô Song khẽ đáp, nàng đương nhiên biết Lục Lâm Thiên muốn nói gì, khuôn mặt tức thì đỏ ửng. Lâm Thiên, con gọi ta và đại thẩm của con qua đây có chuyện gì vậy? Ba đạo thân ảnh lập tức tới đại sảnh. Đại bá, đại thẩm, hai người trước tiên ngồi xuống đã. Người tới chính là Lục Đông và Hoàng Thị, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, gọi mẹ ta ra đây. Công tử chờ chút. Lục Tiểu Bạch nhanh chóng chạy tới nội đường mời phu nhân. Cha, mẹ. Lục Vô Song đi tới bên người Lục Đông và Hoàng Thị, khuôn mặt lúc này càng thêm đỏ ửng, vô cùng khả ái. Vô Song, mặt con sao đỏ vậy? Hoàng Thị vô cùng hiền hòa hỏi Lục Vô Song, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Hai người Lục Đông và Hoàng Thị không có con cái, cho nên đối với Lục Vô Song luôn coi là con ruột, yêu thương có thừa. Mẫu thân, con không sao. Lục Vô Song nói, thanh âm của nàng hầu như nhỏ tới mức không nghe được. Mẫu thân. Bên ngoài, Vân Hồng Lăng nhìn thấy La Lan Thị đi tới, nhanh chóng tiến lên đón. Đại gia. La Lan Thị tới đại sảnh, nhìn thấy Lục Đông và Hoàng Thị đều có mặt, có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sau khi La Lan Thị ngồi xuống, sắc mặt Lục Vô Song càng thêm đỏ ửng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia cúi gằm xuống, hai tay nắm vạt áo. Mẫu thân, đại bá, đại thẩm, con và Vô Song muốn nói với mọi người một chuyện. Lục Lâm Thiên nói với ba người. Lâm Thiên, con muốn nói gì sao? Lục Đông nhìn Lục Lâm Thiên lại nhìn biểu hiện trên mặt của nữ nhi mình, dường như đoán được cái gì đó. Lâm Thiên, không phải con lại muốn đi đó chứ? Nhìn Lục Lâm Thiên đang nói, La Lan không nhịn được mà lên tiếng. Mẫu thân, đại bá, đại thẩm, con và Vô Song định đính hôn, mong mọi người đồng ý cho chúng con. Lục Lâm Thiên nói. Cái gì? Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói như vậy, Lục Đông, Hoàng Thị, La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch tức thì kinh ngạc, ánh mắt lập tức nhìn vào hai người Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song. Cha, mẫu thân, Tam A Di, con và Lâm Thiên mong mọi người thành toàn cho chúng con.
Lục Vô Song cắn răng đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói với ba người Lục Đông, Hoàng Thị, La Lan Thị. Lúc này, ánh mắt ba người đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thế nhưng ba người lập tức mỉm cười, Lục Đông nói trước. Hai đứa này, ta còn tưởng các con gọi ta tới là có chuyện gì, các ngươi ở cùng một chỗ, chúng ta vui vẻ còn không kịp nữa là. Vô Song, trước đây ta đã từng muốn con làm dâu của ta. Thế nhưng khi đó ta biết Lâm Thiên không xứng với con, hiện tại thì tốt rồi, các con tự mình ở một chỗ với nhau. La Lan Thị mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vân Hồng Lăng nói. Hồng Lăng, Lâm Thiên và Vô Song. Mẫu thân, Vô Song tỷ và Lâm Thiên trước đó đã ở cùng một chỗ, người không cần lo lắng cho con. Vân Hồng Lăng nói. Hai người các con, nói sớm thì tốt rồi, hai đứa ở cùng một chỗ, ta cũng yên tâm. Hoàng Thị mỉm cười, nói với Lục Vô Song. Mấy hôm trước ta còn nói chuyện với cha con, nên tìm một nhà nào đó gả con đi, không nghĩ tới bản thân con đã tự tìm rồi, lần sau có chuyện gì đừng gạt chúng ta nữa. Mẫu thân, Lục Vô Song e thẹn đi tới bên người Hoàng Thị, ánh mắt len lén nhìn về phía Lục Lâm Thiên một chút, lúc này trong lòng rốt cuộc thở ra một hơi. Lâm Thiên các con muốn đính hôn thì ta sẽ đi chuẩn bị, thông chi toàn trấn, Lục gia ta tổ chức đại yến 3 ngày. Lục Đông cười nói, đại bá, cái này không cần, con không thích náo nhiệt, những người khác cũng không cần phải thông báo. Lục Lâm Thiên nói, loại náo nhiệt như thế này, Lục Lâm Thiên hắn cũng không có hứng thú. Như vậy tùy ý các con, chỉ là người nhà Lục gia thì phải thông chi cho bọn họ. Lục Đông nói, đêm khuya, Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, trong mắt hiện lên hàn ý. Lâm Thiên, cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói. Yên tâm đi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, lập tức đi ra khỏi phòng. Tiểu Long thu nhỏ lại thân thể xoay quanh vai Lục Lâm Thiên, bên ngoài phòng, Bạch Linh thu nhỏ lại thân thể đã sớm chờ ở đó. Một người hai thú, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một đình viện khác trong Lục gia, không có một tiếng động, không có chút ba động khí tức nào. Bạch Linh, có biện pháp nào khiến cho mọi người không chú ý không? Một lát sau, trên đình viện, Lục Lâm Thiên truyền âm cho Bạch Linh hỏi. Thực lực của ta có thể phong tỏa không gian nhỏ, những kẻ thực lực yếu hơn ta có lẽ sẽ không phát hiện ra. Ngươi có thể yên tâm động thủ. Kỳ thực, một người là linh tướng tam trọng, một người là vũ tướng nhị trọng, trong nháy mắt ta có thể đánh chết, ngươi hà tất phải phiền phức như vậy. Bạch Linh truyền âm cho Lục Lâm Thiên nói. Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt hóa thành một thân hình xinh đẹp, một cỗ khí tức mê hoặc tỏa ra chung quanh. Mạng sống của bọn chúng đối với ta có chút tác dụng. Trực tiếp đánh chết thì tiện nghi cho bọn chúng rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn vào đình viện trước mặt, hàn ý bắt đầu khuếch tán. Hai tên đó đều ở bên trong. Ánh mắt nhìn về tòa đình viện trước mặt một lát, Bạch Linh lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Động thủ. Lục Lâm Thiên nói xong, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trong đình viện. Suy. Trên thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh, bàn tay khẽ vươn ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng được đánh ra, toàn bộ đình viện nhất thời được bao phủ bởi một tầng quang mang vô hình, mơ hồ nhìn lại, không gian bên ngoài vòng quang mang kia lúc này đang gấp khúc. Ai? Trong sát na, trong đình viện có thanh âm vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh trong nháy mắt truyền ra. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng đó, lặng lặng đứng trong đình viện. Ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn vào thanh niên mặc hoa phục màu trắng và một thanh niên mặc trường bào lam sắc trước mặt. Lục Lâm Thiên. Hai người nhìn thấy thân ảnh trước mặt này không khỏi nhìn nhau, trong mắt có chút kinh hoàng, hai người này chính là hai huynh đệ Triệu Gia, Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên. Người này tuy rằng đã tới Lục Gia được một tháng, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lục Lâm Thiên. Vốn tưởng rằng Lục Lâm Thiên đã bị Sử Vân Sinh đánh chết. Thế nhưng không ngờ tới Lục gia bọn hắn mới biết được Lục Lâm Thiên đã sớm trở về, trong lòng vẫn luôn có chút bất an. Hai người cũng biết, thực lực hiện tại của mình không thể chống lại Lục Lâm Thiên. Cũng sợ Lục Lâm Thiên sẽ hạ thủ với bọn họ, thế nhưng đây là Lục gia cho nên bọn họ cũng không sợ. Chỉ tại Lục gia, Lục Lâm Thiên không dám hạ thủ với bọn họ, như vậy Lục gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Chỉ cần đợi một đoạn thời gian nữa. Đến lúc đó cường giả Triệu gia tới đây là có thể giải quyết tất cả. Lúc này hai người nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện lúc nửa đêm, nhất thời cảm thấy bối rối, nếu như quả thực Lục Lâm Thiên hạ thủ với hai người bọn họ,
vậy thì bọn họ chết chắc rồi. Lúc này nhìn vào Bạch Linh bên cạnh Lục Lâm Thiên, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho người ta hít thở không thông, hai người thực sự không rõ, vì sao bên người tiểu tử này đều là những nữ nhân tuyệt mỹ. Mà lấy thực lực của bọn họ cũng có thể cảm giác được, lúc này trên người nữ nhân này có một cỗ khí tức vô hình, cực kỳ cường hãn. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Triệu Kình Thiên mang theo một chút bất an nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Sao nào, các ngươi không phải muốn giết ta nhanh một chút sao? Vì sao hiện tại ta lại có cảm giác, các ngươi có chút sợ hãi? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, nụ cười châm chọc. Lục Lâm Thiên, đây là Lục gia, nếu như ngươi dám làm sằng bậy, Triệu gia ta tuyệt đối sẽ san bằng Lục gia các ngươi. Ánh mắt Triệu Kình Hải trầm xuống rồi nói. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười ha hả, dùng ánh mắt châm chọc nhìn vào hai người nói. Thứ nhất, Lục gia có bị san bằng hay không cũng không quan hệ tới ta. Thứ hai, hiện tại ta giết hai người các ngươi cũng không có ai biết. Lục Lâm Thiên, nếu như ngươi dám làm càn, Triệu gia ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt hai người cả kinh, lúc này bọn họ đã cảm giác được hàn ý trên người Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm. Thủ đoạn của Lục Lâm Thiên bọn họ đều đã được chứng kiến. Lúc này sâu trong nội tâm hai người tràn ngập hàn ý, thân thể không tự chủ được chậm rãi lùi về phía sau, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, dường như đang tìm đường chạy trốn. Các ngươi không cần nghĩ tới việc chạy thoát đâu, không gian đã bị ta phong tỏa, các ngươi có trốn cũng không thoát. Thanh âm lạnh lùng của Bạch Linh giống như âm thanh từ địa ngục vang lên, thanh âm này khiến cho người ta có cảm giác sởn cả tóc gáy. Nghe thấy Bạch Linh nói vậy, hai người càng thêm kinh hãi. Ánh mắt nhìn về chung quanh, lúc này vô cùng kinh ngạc. Phong tỏa không gian, chỉ ít đối phương cũng có tu vi vũ xuất, lẽ nào nữ tử trước mặt bọn họ đã đạt tới vũ xuất rồi sao? Lục Lâm Thiên, người dám giết chúng ta, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tới lúc đó ngươi chết sẽ rất khó coi. Triệu Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, cố gắng uy hiếp. Quên nói cho các ngươi, Sử Vân Sinh đã chết, kế tiếp là các ngươi, sau này chính là toàn bộ Triệu gia. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Ngươi giết chết Sử Vân Sinh rồi. Hai người lúc này càng thêm kinh hãi, bọn họ cũng biết thực lực của Sử Vân Sinh, vũ xuất tứ trọng, thực lực của Lục Lâm Thiên căn bản không thể giết chết hắn. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Sử Vân Sinh không gặp Lục Lâm Thiên, mới khiến cho Lục Lâm Thiên tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng xem ra, không ngờ Sử Vân Sinh đã chết. Được rồi, các ngươi đi theo hắn đi thôi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Chậm rãi đi về phía Triệu Kình Hải. Lúc này hai huynh đệ Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải trầm xuống, đều đem chân khí, linh lực bản thân mình vận chuyển, đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Một tiếng thét lớn vang lên, hai huynh đệ Triệu gia cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng, thân ảnh hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang đánh về phía Lục Lâm Thiên. Bạch Linh, Triệu Kình Thiên giao cho nàng. Lục Lâm Thiên nói xong. Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Đi chết đi. Thân ảnh Triệu Kình Hải hóa thành lưu quang đánh tới trước người Lục Lâm Thiên, trong khoảnh khắc thủ ấn trong tay biến đổi, trong nháy mắt xung quanh hắn đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Hiu hiu. Trong nháy mắt, trước người Triệu Kình Hải được ngưng tụ ra một mũi tên sắc bén, mang theo lực lượng xuyên thấu không gian, mũi tên bằng năng lượng này to bằng cánh tay, không gian chung quanh gợn sóng, khí tức cuồng bạo khuếch tán. Đối phó với Lục Lâm Thiên, Triệu Kình Hải chỉ có thể ngay từ đầu sử dụng luôn linh hồn công kích kinh khủng nhất của mình. Đây là công kích mạnh mẽ nhất của hắn, trong đám linh giả đồng lứa, thực lực của hắn tuyệt đối là số một. Khí tức cuồng bạo này khiến cho không gian nặng nề hơn, công kích này trực tiếp đánh tới linh hồn. Lúc này khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị, thủ ấn đã sớm được đánh ra. Ngay khi mũi tên bằng năng lượng này bắn tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Vòng xoáy dưới chân hiện ra, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, lúc này thi triển phù quang lược ảnh, tốc độ của hắn đã tới một tầm cao mới. Lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, đạo công kích bằng linh hồn của Triệu Kình Hải trong nháy mắt thất bại, gần như là xẹt qua sát người Lục Lâm Thiên. Khi thân ảnh quỷ mị của Lục Lâm Thiên xuất hiện thì đã ở trước người Triệu Kình Hải, thủ ấn trong tay đánh ra, linh lực trong không gian lập tức hội tụ tới, khí tức kinh khủng khiến không gian gợn sóng. Rồi khuếch tán ra bốn phía. Trong tay Lục Lâm Thiên có một đạo hồng sắc quang mang được ngưng tụ, không gian lắc lư theo sự xuất hiện của nó, tiếng gió rít gào không ngừng vang lên. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra.
thủ ấn trong tay đẩy về phía trước, một đạo quang mang có hình thù giống như một đường vòng cung, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tạo thành một đám tàn ảnh, phá vỡ không khí chung quanh rồi bắn về phía trước. Trong sát na khi nhìn thấy đạo công kích của Lục Lâm Thiên được ngưng tụ ra, sắc mặt Triệu Kình Hải trắng bệch, kinh hãi, kinh khủng, hoảng sợ, vẻ mặt đầy đủ sắc thái. Đạo quang mang trong nháy mắt cắt ngang hư không, khí thế của một kích này khiến cho không gian rung động, kình khí rít gào trong không gian tạo ra âm thanh bạo liệt. Quang mang mang theo meteor đám tàn ảnh, giống như một ngôi sao chổi xẹt qua không gian hung hăng đánh vào Triệu Kình Hải. Ngươi cũng là linh tướng. Đao hồn quang nhận đánh tới trước người Triệu Kình Hải, lúc này Triệu Kình Hải mới có phản ứng, sắc mặt hoảng sợ, chỉ có thể vội vã bố trí một đạo quang mang bạch sắc vô hình bao phủ lấy thân thể. Siêu! Đao hồn quang nhận tạo thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nhẹ nhàng cắt qua quang mang hộ thân của Triệu Kình Hải, khiến cho vòng quang mang này trong nháy mắt gấp khúc, từng vết nứt nẻ hiện ra, năng lượng kinh khủng rốt cuộc bạo động. Một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén khuếch tán. Ngay cả không gian chung quanh lúc này cũng gấp khúc. Khục khục, quang mang tán đi, thân thể Triệu Kình Hải nhanh chóng lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong mi tâm hắn lúc này có một vết máu nhàn nhạt. Siêu, hầu như cùng lúc đó, thân ảnh của Lục Lâm Thiên cũng như quỷ mị xuất hiện trước người Triệu Kình Hải. Triệu Kình Hải nhanh chóng thối lui, thế nhưng tốc độ của hắn so với Lục Lâm Thiên thì kém hơn nhiều lắm. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng được kết. Năm đạo chỉ ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên thiên linh cái Triệu Kình Hải. A! À, lúc Triệu Kình Hải đang muốn phản kích, trong đầu đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, linh lực trong đầu hắn lúc này đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc này linh lực trong người hắn đang điên cuồng bị hút ra bên ngoài rồi tiến vào trong cơ thể đối phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thế nhưng lúc này không gian đã bị bạch linh phong ấn, thanh âm không thể nào truyền ra bên ngoài được. Tới lúc này, Triệu Kình Hải rốt cuộc cũng cảm nhận được khí tức của tử vong. Đồng thời hắn mới biết được, Lục Lâm Thiên không ngờ lại là linh giả. Hắn chưa bao giờ biết Lục Lâm Thiên là linh giả, trong lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng cũng không còn thời gian và cơ hội để hắn hiểu rõ nữa. Lúc Lục Lâm Thiên đối phó với Triệu Kình Hải không vượt qua 6 tức. Mà trong 6 tức này, Triệu Kình Thiên vốn đánh về phía Lục Lâm Thiên cũng đã bị một bóng trắng nhanh chóng tiến lên ngăn trước người hắn. Không có một chút do dự nào, chân khí dưới chân Triệu Kình Thiên rung lên, thân thể lao thẳng về phía trước, trường kiếm nắm chặt trong tay, kiếm quang phá vỡ hư không trực tiếp khiến cho không gian rung động, kình khí gào thét trong không trung tạo thành âm thanh bạo liệt. Kiếm quang mang theo một mảnh tàn ảnh khuếch tán, cùng với uy thế kinh khủng trực tiếp bổ về phía Bạch Linh. Thực lực như vậy cũng không thẹn với cái tên tuyệt kiếm. Thế nhưng lúc này, Bạch Linh trước mắt hắn cũng không có một động tác gì. Ngay khi mảnh kiếm ảnh cuồng bạo kia tới, cánh tay nàng khẽ nhấc lên, ánh mắt biến đổi, vô cùng yêu dị mà lạnh lùng, mang theo vẻ uy nghiêm mà mê hoặc. Năm ngón tay nắm chặt lại, tức thì không gian trước mắt nàng gấp khúc. Phanh phanh, kiếm ảnh tàn sát tứ phía, trong nháy mắt tiêu tán trong không gian, năng lượng cuồng bạo lúc này cũng chỉ có thể tiêu tán trong không gian. Một phú tướng nho nhỏ, tốt nhất là thành thật một chút. Bạch Linh nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bàn tay nắm chặt, không gian trước mặt gấp khúc, trong nháy mắt Triệu Kình Thiên đứng bên cạnh đó cơ thể cũng đang run rẩy. Siêu! Cũng không có âm thanh quá lớn nào vang lên, chỉ nghe thấy tiếng không gian gấp khúc rít gào, giống như có một cơn lốc đang tồn tại trong không gian vậy. Khục khục! Triệu Kình Thiên không có một chút phản kháng nào, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu, tới hiện tại hắn mới biết được. Nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này có thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh chết hắn vô cùng đơn giản. Sớm biết bên người Lục Lâm Thiên có cường giả như vậy, có chết hắn cũng không dám tới Lục gia. Siêu! Bốn người giao thủ, Tiểu Long vẫn luôn ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, chuyện này căn bản không cần nó xuất thủ. Phanh! Trong tay Lục Lâm Thiên, lúc này Triệu Kình Hải đã thành một cái xác khô, linh lực trên người đã bị Lục Lâm Thiên thôn phệ hết. Uy lực của đao hồn quang nhận quả thực rất mạnh nha. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi hắn mới thi triển đệ nhị kỹ của đao hồn kỹ có tên là đao hồn quang nhận, uy lực so với đao hồn chảm còn mạnh hơn không ít. Hắn có cảm giác vừa rồi thi triển đao hồn quang nhận có chút cảm giác dư lực, có lẽ hắn muốn thi triển ra đệ tam kỹ đao hồn không nguyên diệt có lẽ chỉ kém một chút. Đao hồn chảm này tuy rằng chỉ là linh kỹ huyền cấp sơ giai, thế nhưng uy lực tuyệt đối bất phàm, vô cùng bá đạo không gì sánh được. Siêu!
Linh hỏa trong tay hiện lên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng gỡ xuống nhẫn chữ vật của Triệu Kình Hải. Trong nháy mắt thiêu đốt thi thể Triệu Kình Hải thành tro tràn, chỉ để lại một vết cháy đen trên mặt đất. Tất cả những chuyện này Triệu Kình Thiên đều tận mắt chứng kiến. Nhìn thấy kết cục của đại ca mình, lúc này hắn cũng đã rơi vào trong tay Bạch Linh, toàn thân không thể nhúc nhích. Kinh hãi, sợ hãi, đây là những từ hiện lên trong mắt Triệu Kình Thiên hiện tại. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mắt, Triệu Kình Thiên không hiểu vì sao mình lại có kết cục này. Sau khi xử lý xong thi thể của Triệu Kình Hải, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc thôn phệ linh lực của Triệu Kình Hải, đồng thời Lục Lâm Thiên cũng thi triển siêu linh thuật, cũng biết một sự tình. Cường giả của Triệu gia đang trên đường tới đây, có lẽ nửa tháng nữa sẽ tới Lục gia. Mà lúc này, dường như Triệu gia muốn trực tiếp động thủ với Lục gia, mục tiêu của Triệu gia chính là kiện bảo vật thần bí kia. Thế nhưng kiện bảo vật Triệu gia muốn là cái gì, Triệu Kình Hải cũng không biết. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng biết được sát tâm của Lục Thiếu Hổ, Triệu Tuệ với mình không tiêu, hai người này xem ra hắn cũng phải động thủ thanh trừng. Lúc này quả thực vô cùng náo nhiệt nha. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt cười, Triệu gia đối phó Lục gia cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu như Lục gia thực sự có bảo vật vậy thì hắn cũng không khách khí, Lục Lâm Thiên cũng nhớ Độc Cô Cảnh Văn từng nói qua nhất định phải đoạt lấy bảo vật của Lục gia. Xem ra bảo vật này không tầm thường. Lục Lâm Thiên, thả ta ra, ta có mắt không tròng, không nên đối địch với ngươi. Ngươi giết đại ca của ta cũng không sao, ta sẽ không nói cho người khác. Sau này vị trí đứng đầu Triệu gia sẽ không còn ai tranh chấp với ta. Nếu như ngươi thả ta, sau này ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Triệu Kình Thiên hiện lên sự sợ hãi. Hắn không biết Lục Lâm Thiên sẽ làm gì mình, thế nhưng hắn biết Lục Lâm Thiên vô cùng tàn nhẫn, vì vậy hắn mới càng thêm sợ hãi. Không còn chuyện gì cho ngươi làm đâu. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, nụ cười này khiến cho trong lòng Triệu Kình Thiên tê dại. Một lúc lâu sau, trong hậu viện Lục gia, Lục Lâm Thiên lúc này đã đi tới mật thất trong phòng chứa củi. Ở đây không có một chút biến hóa nào, Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, khi trước chính hắn cũng hay tới chỗ này. Trong mật thất, lúc này Triệu Kình Thiên bị Lục Lâm Thiên điểm huyệt đạo, phong bế kinh mạch toàn thân, không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ có ánh mắt hắn lúc này vô cùng sợ hãi, khủng hoảng. Phì phì. Tiểu Long lười biếng đi chung quanh, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Nhìn Triệu Kình Thiên, Lục Lâm Thiên nhướng mày, không biết Triệu gia sẽ phái ra bao nhiêu cường giả tới đây, rốt cuộc bảo vật của Lục gia là bảo vật gì. Tiểu Long giúp ta hộ pháp. Lục Lâm Thiên nói, yên tâm đi lão đại. Tiểu Long đáp, luyện hóa. Lục Lâm Thiên nói, cũng không để ý tới Triệu Kình Thiên. Vừa mới thôn phệ Triệu Kình Hải linh tướng tam trọng đỉnh phong. Linh lực của hắn lúc này đã là cực hạn rồi. Móc ra linh ngọc sàng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, lúc thôn phệ linh lực luyện hóa, Lục Lâm Thiên cũng không quên linh ngọc sàng. Trên linh ngọc sàng có một cỗ năng lượng đối với linh hồn của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, thủ ấn khẽ kết, chậm rãi bắt đầu tu luyện, linh lực thôn phệ trong cơ thể chậm rãi được luyện hóa. Cỗ linh lực được thôn phệ này cực kỳ khổng lồ. Lục Lâm Thiên cũng xác định thực lực của Triệu Kình Hải kia đã tới linh tướng tam trọng đỉnh phong, có thể sắp đột phá tới linh tướng tứ trọng cũng không xa. Cỗ linh lực này rất là khổng lồ, thế nhưng cũng không cuồng bạo. Cỗ linh lực được thôn phệ này, bản thân nó đã là linh lực, lúc này Lục Lâm Thiên chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được luôn. Những linh lực này, chỉ cần luyện hóa một chút là đã tiến vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Linh lực được luyện hóa tiến vào không gian trong đầu, hồn đan bắt đầu xoay tròn, thôn phệ cỗ linh lực này tẩm bổ cho linh hồn lực của Lục Lâm Thiên. Sau một lát, Lục Lâm Thiên đã tiến vào trạng thái tu luyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt vô hình, khí tức trên người chậm rãi được đề thăng. Chỉ là lúc này, bên phải hồn đan của Lục Lâm Thiên, thanh kim đao quỷ dị màu vàng kia, luôn xoay quanh hồn đan lúc này theo sự xoay tròn của hồn đan cũng bắt đầu xoay tròn. Trong hồn đan, một tia năng lượng linh hồn nhỏ lập tức được thôn phệ tới thân kim đao. Trên thân đao, bắt đầu tràn ngập quang mang, tia năng lượng linh hồn nhỏ này từ hồn đan cuồn cuộn không dứt tiến vào trong kim đao, thanh kim đao màu vàng này giống như là một cái động không đáy vậy. Mà Lục Lâm Thiên cũng biết, thanh kim đao quỷ dị màu vàng này, sau khi tiến vào trong đầu hắn vẫn luôn thôn phệ linh hồn lực của hắn, chỉ là tốc độ thôn phệ cũng vô cùng chậm,
cũng không động chạm tới linh hồn của hắn, cũng không gây ra thương tổn với linh hồn của Lục Lâm Thiên. Ngược lại, bởi vì thanh kim đao màu vàng này thôn phệ linh hồn lực cho nên tốc độ vận chuyển của hồn đan càng ngày càng nhanh, từ đám linh lực thôn phệ được nhanh chóng thu vào một số lượng lớn năng lượng để tẩm bổ linh hồn lực. Vì vậy tuy rằng linh hồn lực bị kim đao màu vàng thôn phệ, thế nhưng sự tinh tiến của linh hồn lực so với bình thường mạnh hơn không ít. Kim đao màu vàng hấp thu năng lượng trên hồn đan, vòng tuần hoàn như vậy Lục Lâm Thiên cũng không thể tránh được. Cũng không có biện pháp nào loại trừ. Thỉnh thoảng 10 ngày nửa tháng Lục Lâm Thiên sẽ thử xem mình có thể điều động được thanh kim đao này hay không, thế nhưng mỗi lần đừng nói là di chuyển được kim đao màu vàng này, ngay cả làm nó lay động cũng không được. Cho nên sau đó Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý tới nó nữa, thế nhưng có thể kết luận, thanh kim đao màu vàng này không phải phàm vật. Bằng không cũng xuất hiện trong di chỉ mật địa. Mặt khác, thanh kim đao này dường như không làm tổn thương tới hắn. Linh giả, Lục Lâm Thiên là linh giả. Triệu Kình Thiên bị nhốt trong mật thất, toàn thân không nhúc nhích, lúc này cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, hai mắt trống rỗng, giống như Triệu Kình Hải khi trước, không dự đoán được chuyện này. Tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Lâm Thiên rất nhanh, đồng thời tốc độ tăng tiến tu vi cũng cực nhanh, loại tốc độ tăng tiến này nhanh đến mức không thể tưởng tượng được là do linh lực hắn thôn phệ tới, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên, tốc độ này quả thực là có chút dọa người. Linh lực của linh tướng tam trọng đỉnh phong, đối với Lục Lâm Thiên mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ, loại thôn phệ như thế này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác cực kỳ vui sướng, thoải mái. Ngày thứ hai, trong Lục gia xảy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Lục Lâm Thiên công tử của Lục gia và tiểu thư Lục Vô Song đính hôn. Mà hai người này cũng không muốn tổ chức rình rang, thế nên đại gia của Lục gia Lục Đông thông báo cho mọi người trong Lục gia. Mà bởi vì sự kiện công tử Lục Lâm Thiên và tiểu thư đính hôn, bọn người hầu trong Lục gia lại một lần nữa được tới phòng thu chi lĩnh 1 năm tiền công làm tiền thưởng. Điều này khiến cho tất cả người hầu trong Lục gia nhảy dựng lên, cả đám thầm nghĩ công tử Lục Lâm Thiên chính là tài thần của bọn hắn, trở về không tới 2 tháng bọn họ đã được thưởng 2 năm tiền công. Mà chuyện này cũng khiến cho không ít người hầu ước ao không ngớt, hai vị hôn thê của công tử đều là nữ tử tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành. Có phúc như vậy, cũng là điều tất cả những nam nhân khác đều ước ao. Mà chuyện thứ hai khiến cho bọn người hầu trong Lục gia mắng to không ngớt, bởi vì hai cháu trai tới từ nhà mẹ đẻ của Tam Phu Nhân tối qua đột nhiên biến mất, vì vậy Tam Phu Nhân lập tức phái đám người hầu bọn họ đi tìm. Trong đại điện Lục gia, tất cả mọi người trong Lục gia tụ tập lại một chỗ, cũng không ai biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghe được động tĩnh gì. Chỉ là, trong đình viện, từ trên mặt đất cũng đã nhìn ra vết tích giao đấu, điều này khiến cho Triệu Tuệ giận dữ, mục tiêu đương nhiên là Lục Lâm Thiên. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay Lục Lâm Thiên cũng không có ở đây, nàng cũng không biết làm gì, huống chi còn có mặt Vân Hồng Lăng, nàng càng không dám làm càn. Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, hai người này vô duyên vô cớ mất tích, hơn nữa còn có vết tích giao đấu, điều này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Hổ không khỏi lạnh lẽo. Mà ngay khi Lục gia trắng trợn tìm người, ngày thứ ba, trong mật thất dưới phòng chứa củi, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này ngập tràn trong mật thất, toàn thân được bao phủ trong tầng quang cháo vô hình. Trong đầu Lục Lâm Thiên, linh lực đã no đủ, lúc này linh lực bàng bạc vẫn nhanh chóng tiến tới, hồn đan chuyển động không ngừng, trong chớp mắt, thanh kim đao màu vàng bám vào trên hồn đan đột nhiên tăng tốc độ hấp thu linh hồn lực. Áp xúc cho ta! Lục Lâm Thiên thầm quát khẽ trong lòng một tiếng, thủ ấn biến hóa. Linh lực bàng bạc nhất thời được áp xúc, trực tiếp tiến vào không gian trong đầu. Phanh! Không gian trong đầu truyền ra một tiếng trầm muộn, một cỗ năng lượng thật lớn đột nhiên bùng lên. Trong không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên được áp xúc, rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán. Phù! Lúc này khí tức linh lực quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên biến mất, mơ hồ trong mật thất này có một cỗ năng lượng thiên địa đột nhiên xuất hiện rồi tiến vào cơ thể Lục Lâm Thiên. Trên linh ngọc sàng lúc này cũng có một cỗ quang mang nhàn nhạt đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Giờ phút này, ở không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn, linh hồn lực trong nháy mắt được tẩm bổ không ít, đồng thời tiểu đao màu vàng cũng thôn phệ được không ít linh hồn lực. Mãi lâu sau, khí tức trên người Lục Lâm Thiên mới bình ổn lại, mà lúc này, khí tức trên người Lục Lâm Thiên đã là linh tướng nhị trọng. Thế nhưng quá trình luyện hóa lúc này vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này ngay cả mí mắt Lục Lâm Thiên cũng không mở ra, bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Trong cơ thể hắn,
linh lực thôn phệ được từ Triệu Kình Hải vẫn còn một nửa chưa kịp luyện hóa. Thời gian tiếp tục trôi qua, Triệu Kình Thiên vô cùng kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra trong mấy ngày Lục Lâm Thiên đã đột phá một trọng, tốc độ tu luyện như vậy quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Thời gian trôi qua, trong mấy ngày này không tìm được Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải, Triệu Tuệ lúc này đã bắt đầu tan vỡ. Hai cháu trai này chính là hy vọng của Triệu gia trong thời gian tới. Mỗi người đều là thiên kiêu chi tử, trong đám đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông cũng tuyệt đối là cường giả. Thanh niên như vậy tiền đồ không thể đoán trước được, thế nhưng hiện giờ hai người lại biến mất không thấy, hơn nữa từ dấu vết giao đấu trong đình viện, điều này khiến cho Triệu Tuệ nghĩ tới một khả năng. Nếu như hai người cháu trai của nàng xảy ra chuyện không hay thì đối với Triệu gia của nàng là một đả kích vô cùng to lớn. Chuyện xảy ra nơi này mà nàng lại không biết một tí gì, đến lúc đó nàng cũng không có cách nào ăn nói với trong tộc. Triệu Tuệ đổ lên đầu Lục gia thế nhưng cũng không có biện pháp làm gì Lục Đông được. Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên này, thực lực hai người bọn họ người bình thường căn bản không đối phó được, huống chi hai người bọn họ lại còn ở cùng một chỗ. Mấy ngày nay Triệu Tuệ liên tục nhíu mày, sốt ruột lo lắng, hoài nghi lớn nhất trong đầu nàng là Lục Lâm Thiên. Nàng cũng nghe nói thực lực của Lục Lâm Thiên, nếu như muốn đối phó với hai cháu trai nàng cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên kia mà thôi. Thế nhưng nàng cũng không rõ, coi như là hai cháu trai nàng không địch lại được thì cũng không tới mức vô thanh vô thức bị bắt đi hoặc bị giết trong im lặng vậy chứ. Lúc này Triệu Tuệ cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ cường giả Triệu gia phái tới rồi mới quyết định. Trong mật thất dưới phòng chứa củi, vào ngày thứ năm khí thức đang tăng cường trên người Lục Lâm Thiên lúc này mới chậm rãi bình ổn lại. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang chớp động, cảm giác linh lực sung mãn trong người lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Tu vi linh giả của hắn hiện tại đã từ linh tướng nhất trọng tới linh tướng nhị trọng trung kỳ, đột phá nhiều như vậy cũng tính là không tồi. Lão đại! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, Tiểu Long nhanh chóng đi ra. Đệ tu luyện thế nào rồi? Có lười biếng không? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Hẳn là cũng sắp đột phá. Tiểu Long chớp chớp mắt, vui vẻ nói. Thu Linh Ngọc Sàng vào trong nhẫn chữ vật, Hỏa Long Đỉnh được Lục Lâm Thiên móc ra. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Triệu Kình Thiên, chậm rãi nói. Sao nào, ngươi kinh ngạc hay là giật mình vậy? Nói xong. Lục Lâm Thiên đánh một đạo chân khí vào yết hầu Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Thiên nhanh chóng ho khan một lát, lập tức kinh hãi nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi là linh giả, chẳng lẽ là linh vũ song tu trong truyền thuyết? Không phải ngươi đã tận mắt chứng kiến rồi sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Đừng giết ta, ngươi thả ta ra, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Triệu Kình Thiên sợ hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thứ duy nhất hiện giờ hắn có thể làm chính là cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thật sao, chỉ cần ngươi không giết ta, trong nhẫn chữ vật của ta có vũ khí, kim tệ, đan dược, tất cả đều là của ngươi. Nếu như thiếu, sau này trở về ta lại đưa cho ngươi. Triệu Kình Thiên vội vàng nói, trong mắt hiện lên hy vọng cầu sinh. Ha ha, Lục Lâm Thiên cười nói. Ta bảo đảm sẽ không giết ngươi. Nói xong, Lục Lâm Thiên không để ý tới Triệu Kình Thiên nữa mà khẽ đánh thủ ấn, khoanh chân ngồi trước Hỏa Long Đỉnh, lập tức móc từ trên người ra không ít tài liệu, những tài liệu này đều là tài liệu mà khi luyện chế khôi lỗi cần dùng tới. Lúc này, Lục Lâm Thiên dự định đem Triệu Kình Thiên luyện chế thành một khôi lỗi. Trên phương diện chân khí, mấy ngày trước Lục Lâm Thiên đã đột phá tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong cho nên lúc này hắn cũng không muốn thôn phệ Triệu Kình Thiên mà dự định luyện chế thành khôi lỗi. Nghĩ tới việc dùng Triệu Kình Thiên đi đối phó với người Triệu gia, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi hiện lên hàn ý. Cảnh tượng kia phỏng chừng sẽ làm cho đám người Triệu gia khó mà ngờ tới. Linh lực được rót vào bên trong Hỏa Long Đỉnh, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu xuất hiện, Lục Lâm Thiên bắt đầu đem không ít tài liệu ném vào trong Hỏa Long Đỉnh. Dưới sự bao vây của hỏa diễm bắt đầu thong thả luyện hóa tài liệu. Loại luyện hóa này cũng không cần kỹ thuật cao lắm, lúc này Lục Lâm Thiên cũng coi như xe nhẹ đi đường quen, nhanh chóng dễ dàng luyện hóa tài liệu. Sau khi thực lực tăng vào tới linh tướng nhị trọng, Lục Lâm Thiên chỉ dùng có một ngày đã đem toàn bộ tài liệu liên quan luyện hóa xong. Trong Hỏa Long Đỉnh lúc này có một đoàn dung dịch tinh thuần không ngừng cuồn cuộn. Cảm nhận dung dịch trong Hỏa Long Đỉnh đã đạt tới độ cần thiết.
Lục Lâm Thiên mỉm cười, thủ ấn thu lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Kình Thiên rồi nói. Hiện giờ tới phiên ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi đã nói sẽ không giết ta mà. Triệu Kình Thiên dường như dự cảm được điều gì đó, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trong hỏa long đỉnh toàn thân không khỏi run rẩy. Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi tới cực hạn, nếu không phải hiện tại bị cấm chế, hắn đã ngã xuống mặt đất rồi. Quả thực ta không giết ngươi, ta sẽ giữ lời. Thế nhưng ta chỉ muốn ngươi càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, tiểu ý trên mặt khiến cho Triệu Kình Thiên sởn tóc gáy. Mà lúc này quả thực Lục Lâm Thiên cũng không giết Triệu Kình Thiên, dùng người sống luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi được luyện chế ra, thực lực sẽ tăng lên đáng kể, giống như là khôi nhất, vốn có tu vi vũ phách bát trọng, sau khi luyện chế xong đã thành khôi lỗi tứ giai đỉnh phong, tương đương với vũ giả vũ phách cửu trọng đỉnh phong, thực lực có thể so sánh với vũ tướng nhất trọng. Mà khôi nhất khi trước vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc khôi lỗi từ người thực vật luyện chế ra chung quy so với người sống chân chính còn kém hơn không ít. Lúc này, Lục Lâm Thiên quyết định luyện chế người sống thành khôi lỗi. Mà Triệu Kình Thiên trước mặt có thực lực vũ tướng nhị trọng, hẳn cũng đã tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sau khi luyện chế thành khôi lỗi, thực lực có lẽ sẽ đạt tới cấp 5 sơ kỳ, đó chính là thực lực vũ tướng tứ trọng, hơn nữa chỗ cường hãn của khôi lỗi chính là có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng. Một khôi lỗi có thực lực tương đương vũ tướng ngũ trọng, tuyệt đối đáng giá. Tới lúc này Lục Lâm Thiên mới cảm thấy vị sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tôn của hắn đáng sợ ra sao. Thảo nào ngay cả Nam Thúc cũng phải cảm thán thánh thủ linh tôn chính là siêu cấp cường giả thế hệ trước, những người được thiên linh lục ghi chép đều vô cùng kinh khủng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thả ta ra. Ánh mắt Triệu Kình Thiên lúc này sợ hãi lên tới đỉnh điểm, run giọng nói. Hắn cảm giác được sự tàn nhẫn trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên. Một lát nữa ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, lập tức thủ ấn biến đổi, một đạo quang mang bao quanh thân thể đang bị cấm chế của Triệu Kình Thiên, trực tiếp quẳng vào trong hỏa long đỉnh. Suy suy, thân thể Triệu Kình Thiên vừa tiến vào trong hỏa long đỉnh, quần áo trên người lập tức hóa thành tro tàn, da mặt dưới hỏa diễm nóng bỏng này phát ra tiếng xèo xèo, máu tươi không ngừng phun ra. Cuối cùng bị nhiệt độ cao thiêu đốt hóa thành xương trắng tiêu tán trong hỏa long đỉnh. A! À, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Triệu Kình Thiên vang lên, tiếng kêu thảm thiết này giống như quỷ khóc ma gào, vô cùng thê lương. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết này chỉ vang lên một lần rồi im bặt. Khi Triệu Kình Thiên mở miệng ra, hỏa diễm lập tức ào ào tiến vào trong miệng hắn khiến cho hắn không thể kêu lên được nữa. Không phát ra tiếng, thế nhưng loại đau đớn này vẫn tồn tại, quả thực sống không bằng chết. Triệu Kình Thiên rốt cuộc đã biết được Lục Lâm Thiên muốn gì, đối phương không ngờ muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Triệu Kình Thiên vô cùng hối hận vì sao mình lại trêu chọc tới người này. Cũng hối hận vì sao hắn lúc thực lực đối phương còn yếu không dám không từ thủ đoạn nào giết hắn đi. Thế nhưng hắn lại không làm vậy, cho nên mới rơi vào tình cảnh này. Trong cảm giác đau đớn cực độ này, hận ý tràn ngập trong lòng Triệu Kình Thiên. Lúc này toàn thân bị cấm chế. Ngay cả năng lực tự sát cũng không có, chỉ có thể chịu đau đớn mãnh liệt này. Hắn có cảm giác da thịt xương cốt mình đang bị chia lìa, vô cùng thê thảm. Tóc hắn, da hắn, miệng, đều bị hỏa diễm hòa tan, máu tươi không ngừng phát ra tiếng xèo xèo trong hỏa diễm. Lục Lâm Thiên cũng vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa. Lúc này không thể xảy ra một chút sơ sót nào, linh hỏa quá lớn, đủ để đốt cháy thân thể Triệu Kình Thiên thành tro tàn. Linh hỏa quá nhỏ thì không thể loại trừ tạp chất trong thân thể Triệu Kình Thiên, không đạt được yêu cầu luyện chế khôi lỗi. Theo sự thiêu đốt của linh hỏa, thân thể của Triệu Kình Thiên lúc này huyết nhục mơ hồ, một tia máu từ trong cơ thể hắn bắn ra, thân thể trong hỏa diễm không ngừng thống khổ co lại, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn và máu tanh. Đối với việc tàn nhẫn này, Lục Lâm Thiên không có một chút lòng trắc ẩn nào. Điều này không có nghĩa là hắn không phải người lương thiện. Những kẻ trong hỏa long đỉnh là kẻ địch của hắn, một người ba bốn lần muốn giết hắn, nếu không phải hắn hóa nguy thành an thì hiện giờ người chết đã là hắn. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Lục Lâm Thiên không ngốc tới như vậy, thiện lương cũng phải tùy lúc. Theo thời gian luyện chế, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được thân thể Triệu Kình Thiên trải qua luyện chế đã được loại bỏ tạp chất rồi được chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Gân cốt trong cơ thể nhanh chóng co rút lại, dường như có lực lượng đang ngưng tụ trong đó. Cứ như thế luyện chế, trải qua 2 ngày 3 đêm,
lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng có chút tái nhợt, loại tiêu hao như vậy không ít, hiện tại hắn đã có tu vi linh tướng nhị trọng thế nhưng muốn luyện chế thành công khôi lỗi cấp 5 trung kỳ quả thực tiêu hao vô cùng lớn. Lúc này thân thể Triệu Kình Thiên đã cháy thành đen, trên thân thể được bao bọc bởi một màng thịt cháy đen. Cường độ thân thể đã mạnh hơn trước gấp mấy lần, không chỉ cơ thể, ngay cả gân cốt cũng đã trải qua luyện chế. Xuyên qua màng thịt nhàn nhạt bao vây chung quanh thân thể của Triệu Kình Thiên, Lục Lâm Thiên có thể thấy lục phủ ngũ tạng của Triệu Kình Thiên dường như đang nhảy lên, cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng màu sắc của lục phủ ngũ tạng đã chuyển thành màu đen, không đỏ tươi như ban đầu nữa. Khống hồn. Thủ ấn lại tiếp tục biến hóa. Trong mi tâm Lục Lâm Thiên, có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm của Triệu Kình Thiên trong Hỏa Long Đỉnh. Lục Lâm Thiên đang muốn khống chế linh hồn Triệu Kình Thiên, muốn đem người sống luyện chế thành khôi lỗi thì điều quan trọng nhất chính là linh hồn lực. Để cho khôi lỗi bảo lưu linh hồn ban đầu, giữ lại phản ứng và ý thức, trí tuệ vốn có của mình. Đồng thời giữ lại vũ khí lúc còn sống, hơn nữa thêm thân thể cường hãn mới có được sau khi luyện chế, mới chính thức là một bộ khôi lỗi kinh khủng. Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến vào trong mi tâm Triệu Kình Thiên, linh hồn lực của hắn nhanh chóng bị linh hồn lực của Triệu Kình Thiên công kích. Cỗ linh hồn lực này giống như là mất đi sự khống chế, hoàn toàn công kích ngoại lực tiến vào theo bản năng. Triệu Kình Thiên cũng không phải linh giả, tuy rằng là vũ tướng, thế nên linh hồn lực cũng không mạnh mẽ. Trải qua luyện hóa, linh hồn lực đã sớm bị hao tổn, lúc này cũng không còn bao nhiêu ý thức. Đương nhiên linh hồn lực của Triệu Kình Thiên lúc này cũng không thể so sánh với Lục Lâm Thiên, linh hồn lực của hắn dưới sự bao vây của Lục Lâm Thiên, thêm sự trợ giúp của linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh, nhanh chóng luyện hóa linh hồn của Triệu Kình Thiên. Sau khi luyện hóa linh hồn Triệu Kình Thiên thành một vùng sơn mù, linh hồn Lục Lâm Thiên trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong cỗ thân thể này. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Trong nháy mắt hai mắt Lục Lâm Thiên mở to. Trong mắt bắn ra tinh mang, theo sự biến hóa của thủ ấn, lúc này dung dịch trong Hỏa Long Đỉnh sôi trào lên, lập tức bao phủ lấy thân thể Triệu Kình Thiên. Dung dịch nóng bỏng bao phủ thân thể Triệu Kình Thiên phát ra tiếng ken két, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng được kéo lên. Trên thân thể kia, từ đầu đến chân bị dung dịch nóng bỏng bao phủ, gân cốt cơ thể dưới nhiệt độ cao liên tục co quắp lại. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, từng đạo quan mang quỷ dị đánh vào trong thân thể Triệu Kình Thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới quang mang huyền ảo kia, ánh mắt vốn trống rỗng của Triệu Kình Thiên lúc này chậm rãi hiện lên sự lạnh lùng. Thân thể Triệu Kình Thiên dưới sự bao phủ của dung dịch trong Hỏa Long Đỉnh lúc này từ màu đen chuyển sang màu vàng sáng bóng. Tụ cho ta! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn. Sắc mặt hắn đã bắt đầu trắng bệch, luyện chế khôi lỗi cấp 5, loại tiêu hao này khiến cho linh lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên tiêu hao không còn chút nào. Siêu siêu. Trong nháy mắt khí tức quanh thân khôi lỗi được kéo lên, một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng hội tụ, lực lượng cuồng bạo rít gào khiến cho mật thất rung động. Thành công rồi. Lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, thực lực của khôi lỗi không ngừng tăng cường, dùng người sống luyện chế thành khôi lỗi, hiệu quả mạnh hơn không ít. Khí tức trong Hỏa Long Đỉnh một lúc lâu sau mới ổn định lại, lúc Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo thủ ấn thì có một thân ảnh từ trong Hỏa Long Đỉnh nhảy ra đáp xuống mặt đất. Một thân thể khôi lỗi cũng xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, trên người khôi lỗi tỏa ra lực lượng cường hãn. Gần sát cấp 5 trung giai. Lục Lâm Thiên thì thầm nói, ánh mắt đánh giá kỹ khôi lỗi này, từ khí tức mà nói, đã đạt tới cấp 5 trung giai, lại thêm thân thể cường hãn, thực lực của đầu khôi lỗi này tương đương với vũ tướng ngũ trọng. Sau này tên người là Khôi Nhị. Lục Lâm Thiên nói với đầu khôi lỗi này. Vâng, chủ nhân. Trong con mắt vô thần của khôi lỗi lúc này hiện lên một đạo tinh mang nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Nhìn đầu khôi lỗi này, sắc mặt Lục Lâm Thiên tuy rằng trắng bệch thế nhưng không nhịn được mà mỉm cười, trải qua mấy ngày, hắn đã tạo ra một cường giả có thực lực vũ tướng ngũ trọng. Nhìn khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Triệu Kình Thiên. Chờ tới lúc đối phó với đám người Triệu gia. Nhất định sẽ khiến cho đám người đó một sự kinh hỉ. Hai ngày sau, Lục Lâm Thiên mới rời khỏi mật thất dưới phòng chứa củi. Trong hai ngày này, Lục Lâm Thiên cũng đem cánh tay khôi nhất bị Triệu Kình Thiên đánh gãy trong mật địa khôi phục lại, sau đó bản thân cũng điều tức khôi phục một phen. Lục Lâm Thiên cũng thuận tiện kiểm tra nhẫn chữ vật của Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải.
Trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Thiên có hai bộ vũ khí hoàng cấp trung giai, một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai, kim tệ trên tinh tập có trên 100 vạn, cũng không phải là rất nhiều. Còn có hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, 3 khỏa đan dược ngũ phẩm. Những vật linh tinh khác không đáng giá, đối với những vũ tướng bình thường mà nói thì những thứ này tuyệt đối là một món khổng lồ, thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, nó không là gì. Mà trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Hải, Lục Lâm Thiên cũng mất không ít công phu mới mở ra được nhẫn chữ vật này, thiếu chút nữa khiến cho vỡ tan. Bởi vì Triệu Kình Hải là linh giả cho nên trên nhẫn chữ vật của hắn bị hắn bố trí một đạo ấn ký bằng linh hồn lúc còn sống, vì vậy cũng không thể trực tiếp mở ra. Từ đầu Lục Lâm Thiên không mở ra được, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ Tiểu Long hỗ trợ, dùng hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long đốt cháy ấn ký bằng linh hồn của Triệu Kình Hải trên nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Hải, thu hoạch so với trong nhẫn chữ vật của Triệu Kình Thiên lớn hơn không ít. Ngoại trừ một đống dược liệu ra, Lục Lâm Thiên còn lấy được 10 khỏa đan dược ngũ phẩm, hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, còn có một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, một bộ linh kỹ hoàng cấp trung giai. Linh kỹ huyền cấp sơ giai kia, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra, nó chính là linh kỹ mà Triệu Kình Hải nhận được trong vòng thứ nhất của Đại hội Tam Tông Tứ Môn, phỏng chừng còn chưa kịp tu luyện. Sau khi thu thập một phen, Lục Lâm Thiên lập tức trở lại đình viện của mình. Lúc này Vân Hồng Lăng nhanh chóng đi tới nói. Tiểu tặc, sao chàng luôn bế quan vậy? Đến Trấn Thanh Vân hơn 2 tháng thì chàng bế quan 2 tháng rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì, 2 tháng này, thu hoạch của hắn thật ra không ít, thực lực tăng tiến rất xa. Lúc gặp mẫu thân La Lan Thị của hắn, Lục Lâm Thiên đương nhiên không thể tránh khỏi bị mẫu thân khiển trách một phen, thế nhưng nghe những lời khiển trách này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy ấm áp. Tôi đến, hai người Vân Hồng Lăng và Lục Lâm Thiên vốn không cần ăn mấy tháng cũng được, thế nhưng lúc này dưới sự yêu cầu của mẫu thân lại ăn không ít. Mà sau khi hai người trở lại phòng, tức thì hoa mai nở rộ, cảnh xuân kiều diễm. Trong phòng có dãy giụa, có kiều mị, sau khi hai người dây dưa một lát, cự long ngẩng đầu tiến vào động đào tiên, Lục Lâm Thiên tiện đà thẳng lưng, độc long trong nháy mắt đi vào. Trong gian phòng, âm thanh nguyên thủy không ngừng vang lên, hoa mai nở rộ, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Ngày thứ hai, Lục Lâm Thiên đi tới ngọn núi phía sau Lục gia. Bên cạnh hắn còn có Vân Hồng Lăng, Lục Phô Song, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch cũng có mặt. Đám nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thiên sĩ tuyết sư cũng đi theo. Tại một sườn núi, Lục Lâm Thiên cầm huyết lục trong tay. Khí tức tỏa ra khiến cho Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng đều cảm thấy kinh ngạc. Khi nhìn thấy huyết lục hai nàng lại càng hoảng sợ, sát khí mơ hồ khuếch tán ra kia khiến cho hô hấp hai nàng trong nháy mắt có chút khó khăn. Trong tay Lục Lâm Thiên, từng đạo quang mang được tạo ra, lúc này Lục Lâm Thiên đang tu luyện vũ khí thuộc tính thổ huyền cấp liệt không cửu kích mà Nam Thúc giao cho hắn, tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai độ khó không cần nói cũng biết. Mà trong ngọc giản của vũ kỹ liệt không cửu kích này có nói tới uy lực khi tu luyện thành, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ chờ mong. Nam Thúc nói không sai, liệt không cửu kích này không phải bình thường, tu luyện thành công mỗi một đao đều có thể cắt vỡ không gian, nếu như tu luyện tới bước cuối cùng thi triển ra kích thứ 9, uy lực của nó có thể so sánh với vũ kỹ huyền cấp cao giai. Một đao được bổ ra, chân khí không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Uy thế khi tu luyện vũ kỹ này quả thực không giống bình thường. Thỉnh thoảng từng âm thanh bạo liệt vang lên, quanh quẩn trong không gian. Mà ngoại trừ việc tu luyện liệt không cửu kích ra, Lục Lâm Thiên còn tu luyện 2 bộ vũ khí huyền cấp trung giai khác và 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. 3 bộ vũ khí này phân biệt là Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Liệt Viêm Quyền và Đại Địa Nộ Hống. Đại Địa Nộ Hống chính là vũ khí huyền cấp sơ giai, chính là bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đầu tiên Lục Lâm Thiên nhận được trong Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Theo lời vị hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn khi đó, đây chính là vũ khí của Vạn Thú Tông. Lúc Lục Lâm Thiên tu luyện mới phát hiện ra, Đại Địa Nộ Hống này cực kỳ cường hãn, lực công kích bá đạo không gì sánh được, cũng chính là loại vũ khí hắn vô cùng ưa thích, tu luyện thành công, một trưởng có thể khai sơn liệt địa. Mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền này, 2 bộ vũ khí huyền cấp trung giai đều là do Vân Khiếu Thiên cấp cho hắn. Từ tin tức tu luyện trên Ngọc Giản, Lục Lâm Thiên mới biết được Liệt Viêm Quyền này là vũ khí hỏa hệ, là một loại vũ khí tương đối bá đạo, khí thế vô cùng sắc bén. Về phần Tam Thiên Lưu Vân Thủ chính là một trong những vũ khí thuộc tính phong mà Vân Dương Tông vô cùng coi trọng, lấy tốc độ như quỷ mị làm trụ cột,
tuy rằng là vũ khí huyền cấp trung giai thế nhưng sau khi tu luyện thành công, lại phối hợp với phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông thì uy lực có thể so với vũ khí huyền cấp cao giai. Đồng thời tu luyện 3 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai chỉ sợ cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám làm như vậy. Nếu như đổi thành người khác, cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Vũ tướng tam trọng bình thường cũng chỉ dám tu luyện một lúc 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên liều mạng tu luyện thì Lục Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, tự bản thân hắn cũng tu luyện vũ khí. Lục Lâm Thiên đã cấp cho hắn 2 bộ vũ khí thuộc tính hỏa hoàng cấp cao giai và 1 bộ vũ khí thuộc tính hỏa huyền cấp sơ giai. Giá trị của 3 bộ vũ khí này hiện tại Lục Tiểu Bạch đương nhiên hiểu rõ, hắn vô cùng kinh ngạc há hốc mồm nhìn vị công tử của mình, cái giá của 3 bộ vũ khí này có lẽ đủ để mua Lục gia nha. Cầm 3 bộ vũ khí trong tay, một lúc lâu sau Lục Tiểu Bạch mới phục hồi tinh thần lại, khi trước hắn chỉ biết đi theo bên người công tử nhất định sẽ nhiều bức. Thế nhưng hiện giờ xem ra hắn rất may mắn, chỉ là bằng vào thực lực của Lục Tiểu Bạch hiện tại, tu luyện vũ khí huyền cấp còn kém rất xa, khó có thể làm được. Tiểu tặc này chính là một cuồng nhân tu luyện nha. Nhìn Lục Lâm Thiên đang tu luyện phía trước, Vân Hồng Lăng không khỏi chu miệng nói. Chàng không nỗ lực thì làm sao có thực lực hiện tại. Chúng ta cũng tu luyện thôi, thực lực càng mạnh thì mới có thể bảo vệ được bản thân, đến lúc đó chúng ta cũng không cần lo lắng cho chàng nữa. Lục Vô Song mở miệng cười khẽ nói. Vào đêm Lục Lâm Thiên mới trở về Lục gia, ban ngày tu luyện vũ khí, tối điều tức, thỉnh thoảng đi gặp Nam Thúc, cứ như vậy nhanh chóng trôi qua 5 ngày. Thời gian trôi qua, Lục Lâm Thiên vô hình chung cũng nhận ra được trong Lục gia có một cảm giác không bình thường, Lục gia bình tĩnh vô cùng quỷ dị, mà đây chính là điềm báo của bão tố sắp tới gần. Loại không khí này, những người hầu bình thường trong Lục gia cơ bản không nhận ra được. Mà cảm giác được bầu không khí này, Lục Lâm Thiên lại có chút chờ mong, không biết Lục gia rốt cuộc có bảo vật gì. Đến lúc đó hắn cũng nên thò một tay ra lấy, có bảo vật đương nhiên là không thể thiếu phần hắn. Mà trong 5 ngày này, có một việc khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ. Huyết Ngọc Yêu Hổ 4 ngày trước bắt đầu chuẩn bị đột phá, phỏng chừng chỉ cần tu luyện một chút là có thể đột phá thành công. Huyết Ngọc Yêu Hổ vốn chính là yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Sau khi đột phá chính là ngũ giai trung kỳ, đến lúc đó lại càng thêm cường hãn, có thể chống lại vũ tướng tứ trọng hoặc ngũ trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi huyết mạch của Huyết Ngọc Yêu Hổ cực cao, không giống như yêu thú bình thường. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên tìm một cái cớ trực tiếp đưa Thái Âm Yêu Thỏ cho mẫu thân, nói là giúp mẫu thân khỏi buồn chán, trên thực tế là phân phó Thái Âm Yêu Thỏ một tấc cũng không được rời người mẫu thân, tránh cho xuất hiện sự việc nào ngoài ý muốn. Thời gian lại trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn như những ngày trước đó, cả ngày tu luyện vũ khí. Chỉ là mấy ngày qua, Lục Lâm Thiên ngoại trừ đại địa nộ hống tu luyện có chút thành tựu ra thì Tam Thiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền không có một chút tiến bộ nào rõ rệt cả. Vũ khí huyền cấp trung giai tuyệt đối không phải là thứ dễ tu luyện. Vốn Lục Lâm Thiên nghĩ mình trước khi đột phá vũ tướng đã tu luyện thành công Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng và Hàn Băng Ấn cho nên lúc này sau khi đột phá tới vũ tướng có lẽ sẽ tu luyện được vũ khí huyền cấp trung giai. Thế nhưng sau khi tu luyện Lục Lâm Thiên mới biết được vũ khí huyền cấp trung giai và huyền cấp sơ giai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Độ khó cách nhau quá lớn, phỏng chừng hắn phải tiêu tốn không ít thời gian, hơn nữa phải ăn không ít vị đắng thì mới có thể tu luyện thành công 3 bộ vũ khí huyền cấp trung giai này. Chịu chút khổ cực Lục Lâm Thiên không coi là gì, đau đớn Lục Lâm Thiên chịu không ít, hắn không tin bằng thực lực hiện tại của hắn không thể tu luyện thành công 3 bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Giống. Ngày thứ 7, trong ngọn núi phía sau Lục gia xa xa truyền đến tiếng hổ gầm. Trên đỉnh núi, lúc này Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lại thêm Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều đang đứng chờ ở đó. Lúc này tại một khu vực đất đai bằng phẳng, Huyết Ngọc Yêu Hổ đã hóa thành 400-500 thước, khí tức cuồng bạo bạo phát ra, một cỗ uy áp tỏa ra, khí thế này giống như Thiên Sĩ Tuyết Sư, có một cỗ khí tức đế vương chi thú, khiến cho Lục Vô Song, Lục Tiểu Bạch, Vân Hồng Lăng đều cực kỳ khiếp sợ. Vẻ mặt Lục Vô Song vô cùng khiếp sợ, từ sau khi nhìn thấy Huyết Ngọc Yêu Hổ và Thủy Hỏa Yêu Giao chúng nó đều rút lại thân thể, khí tức thu liễm lại, bằng vào thực lực của nàng còn chưa nhìn ra được chúng thu nhỏ lại. Lúc này nhìn thấy bản thể của Huyết Ngọc Yêu Hổ và thực lực của nó, nàng vô cùng giật mình, khiếp sợ. Trời! Lúc này Lục Tiểu Bạch há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. 3 năm không gặp,
vị công tử sống cùng hắn từ nhỏ đã khiến cho hắn chấn động hết lần này tới lần khác. Khi trước trên người công tử không có gì, lần này trở về một lần ra tay là mấy vạn kim tệ, sau lại móc ra vũ khí huyền cấp đủ để mua đứt Lục gia. Tới hiện tại hắn mới biết được hóa ra yêu thú bên người công tử lại cường hãn như vậy, yêu thú ngũ giai, tương đương với cường giả vũ tướng, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Huyết ngọc yêu hổ, chính là huyết ngọc yêu hổ trong mật địa. Lúc này Vân Hồng Lăng nhìn thấy thân thể cao lớn của huyết ngọc yêu hổ cũng nhanh chóng nhận ra. Mấy ngày trước ở sau núi nhìn thấy huyết ngọc yêu hổ, nghịch lân yêu bằng, bọn chúng lúc đó đều thu liếm khí tức, cũng thu nhỏ thân thể tới cực hạn. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy mấy đầu yêu thú này không đơn giản, thế nhưng cũng không nhận ra được. Mà lúc này trong nháy mắt Vân Hồng Lăng nhận ra, khi trước trong mật địa, những yêu thú ngũ giai cướp đi thánh quả vũ linh, trong đó có đầu huyết ngọc yêu hổ, lập tức ánh mắt Vân Hồng Lăng chuyển sang người nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu giao, một lát sau nàng cũng nhanh chóng nhận ra bọn chúng. Nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu giao. Sắc mặt Vân Hồng Lăng lúc này biến đổi, nàng vô cùng giật mình. Những yêu thú cường hãn trong mật địa lúc này đều ở bên người Lục Lâm Thiên. Tiểu tặc, thánh quả vũ linh trong mật địa đều là chàng lấy sao? Vân Hồng Lăng cũng không ngốc, nhìn thấy chuyện này nàng lập tức nhớ tới một màn kia trong mật địa. 6 quả vũ linh thánh quả hơn phân nửa là bị tiểu tặc này cầm đi. Hắc hắc, không phải ta vẫn để lại cho nàng một quả sao? Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, dù sao đi nữa mấy đầu yêu thú này đi theo bên người hắn. Chuyện trong mật địa sớm muộn cũng bị phát hiện. Lục Lâm Thiên cũng không phủ nhận, huống chi hiện giờ Vân Hồng Lăng lại là người một nhà. Tiểu tặc nhà chàng, hóa ra đúng là chàng làm. Vân Hồng Lăng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nhớ tới lúc mình nhận một khỏa thánh quả vũ linh kia, nghịch lân yêu bằng cũng không có cản trở, hiện tại mới biết được hóa ra là tiểu tặc này an bài. Tức thì trong lòng không khỏi hạnh phúc nói. Coi như chàng có chút lương tâm, ta sẽ không nói cho cha biết. Bằng không cha sẽ hỏi tội chàng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, quả thực nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, Hồng Lăng hiện tại chính là người của hắn, sợ rằng sau này Vân Khiếu Thiên biết được chuyện này sẽ vô cùng buồn bực. Tiểu tặc, yêu thú nhỏ chàng để bên cạnh mẫu thân là Thái Âm yêu thỏ đúng không? Vân Hồng Lăng hỏi Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, gần đây Lục gia có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện, cho nên ta lo lắng cho mẫu thân. Lục Lâm Thiên nói. Giống. Một tiếng giống lớn từ trong miệng huyết ngọc yêu hổ truyền ra, lúc này hai mắt huyết ngọc yêu hổ mở ra, khí tức nhanh chóng tăng lên, toàn thân tỏa ra khí tức hung mãnh. Tiếng giống này truyền ra, một cỗ uy áp lần thứ hai được tăng lên, những dã thú trong núi chung quanh lúc này chấn kinh lùi lại, đám phi cầm bối rối bay đi. Trong lúc đó, thân thể huyết ngọc yêu hổ bỗng nhiên tăng lên, chỉ trong chốc lát, thân thể huyết ngọc yêu hổ đã tăng tới hơn 500 thước, khí tức cường hãn tràn ra. Khí tức thật mạnh mẽ, chỉ sợ là vũ tướng ngũ trọng nó cũng có thể đánh lại. Nhìn huyết ngọc yêu hổ, Lục Lâm Thiên không khỏi thầm than một tiếng. Huyết mạch của huyết ngọc yêu hổ so ra kém thiên sĩ tuyết sư, cũng thua kém cửu vĩ yêu hổ bạch linh thế nhưng cũng cực cao, huyết mạch cao cho nên thực lực phát ra càng thêm cường hãn, không phải yêu thú có huyết mạch bình thường có thể so sánh. Tuy rằng huyết ngọc yêu hổ vừa đột phá tới ngũ giai trung kỳ, thế nhưng từ khí tức trên người nó Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được thực lực của huyết ngọc yêu hổ cũng có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng. Thật mạnh! Hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đều kinh hãi. Giống! Một lúc lâu sau, khí tức quanh thân huyết ngọc yêu hổ mới bình ổn lại, thân thể lập tức thu nhỏ rồi đi tới bên người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Ra mắt hai vị yêu vương, chủ nhân! Huyết ngọc yêu hổ nói với Tiểu Long, Bạch Linh và Lục Lâm Thiên. Huyết ngọc yêu hổ, người đột phá quả thực rất nhanh. Lục Lâm Thiên nói. Chủ nhân, tâm cảnh đạt tới thất giai cho nên phương diện đột phá dưới thất giai tốc độ của ta sẽ không chậm. Huyết ngọc yêu hổ nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, chuyện này Bạch Linh cũng sớm nói qua. Thất giai tương đương với tu vi vũ vương, không cần bao lâu nữa, mấy đầu yêu thú này sẽ là một trợ lực lớn của hắn, hiện tại cũng có thể coi là cánh tay đắc lực của hắn. Ta có cảm giác. Sắp tới ta cũng có thể sẽ đột phá. Nghịch lân yêu bằng nói. Dường như ta cũng đã tới sát biên giới đột phá. Thủy hỏa yêu giao nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nghịch lân yêu bằng đột phá là một sự kiện đặc biệt. Nghịch lân yêu bằng vốn đã có đẳng cấp ngũ giai hậu kỳ, lần thứ hai đột phá là lục giai sơ kỳ, tương đương với vũ suất của nhân loại. Lúc này hai người Lục Vô Song,
Vân Hồng Lăng ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc. Chúng ta trở về đi, thời gian cũng không còn sớm rồi. Lục Lâm Thiên nhìn sắc trời, huyết ngọc yêu hổ đột phá xong cũng đã là hoàng hôn. Mấy người cùng chúng thú lập tức trở về Lục gia, trên đường đi Tiểu Long cuộn tròn trên vai Lục Lâm Thiên, Nghịch Lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu giao thu nhỏ thân thể đi phía sau hắn. Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng nhìn thấy cảnh này, hai nàng không khỏi nhìn nhau. Lại thêm Bạch Linh nữa, mấy đầu yêu thú kinh khủng này, hai nàng không biết tại sao bọn chúng lại đi theo bên người Lục Lâm Thiên, nhóm một người mấy thú này quả thực đáng sợ. Trở lại đình viện, La Lan Thị đã sớm tự mình xuống bếp làm thức ăn chờ ba người trở về. Trong khoảng thời gian này có nhi tử và con dâu bồi tiếp bên người, mỗi ngày La Lan Thị đều cười tươi, vô cùng hài lòng, có nhi tử như vậy nàng cũng không cần lo lắng nữa. Buổi đêm, Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng đều khoanh chân tu luyện. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này thầm nghĩ người Triệu gia có lẽ sắp tới Lục gia. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng hoàng quang nhàn nhạt, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Mùa xuân gần qua, lúc này đã tới đầu mùa hạ, khiến cho cảnh sắc có một loại mỹ vị khác. Trên mặt đất có không ít loại thực vật vô danh làm nổi bật mặt đất chung quanh. Sáng sớm, Trấn Thanh Vân được bao phủ bởi một tầng sương nhàn nhạt. Mặt trời còn chưa xuất hiện, không gian thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự khoan khoái. Bên ngoài Trấn Thanh Vân, bốn phía đều là núi non. Lúc này đám lá cây khẽ phất phơ trong gió, vô cùng đẹp đẽ. Ánh dương quang từ trên đám lá chi chít chiếu xuống mắt đất tạo thành những ánh sáng lốm đốm. Trong núi non, rừng cây dưới ánh nắng mặt trời hiện lên màu xanh ngắt. Mà toàn bộ Trấn Thanh Vân lúc này, tầng sương mù nhàn nhạt kia đã biến mất, gió vẫn quanh quẩn trong không gian. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Gần đây tu luyện khiến cho tu vi có chút tinh tiến, vô luận là chân khí hay linh lực đều trở nên vững chắc ngưng thực hơn. Cảm nhận linh lực và chân khí trong cơ thể, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Nếu như có cơ hội, hắn cũng có thể thôn phệ và chân khí để chuẩn bị cho việc đột phá tiếp theo. Trên Trấn Thanh Vân lúc này còn chìm đắm trong sự yên tĩnh của buổi sáng, thế nhưng lúc này ngoài Trấn Thanh Vân có vô số yêu thú khổng lồ mang theo âm thanh rít lên của không khí bay tới. Dưới sự tĩnh lặng của sáng sớm này, tiếng gió càng khiến cho người ta chú ý, thanh âm giống như cuồng phong gào thét. Trên Trấn Thanh Vân lúc này có không ít người chạy ra đường nhìn lên bầu trời. Xuất hiện trong ánh mắt mọi người tổng cộng có 7 đầu yêu thú khổng lồ, trong đó đầu khổng lồ nhất dẫn đầu có 2 chân, chiếc mỏ vô cùng sắc bén. Mà khí tức của đầu yêu thú dẫn đầu cũng cường hãn nhất, 2 cánh khẽ động không khí trong không gian tức thì khuếch tán, đầu thứ 2 có vẻ yếu hơn một chút. Trên lưng 7 đầu yêu thú này, trừ đầu yêu thú thứ nhất trên lưng có 5 đạo thân ảnh ra, trên lưng những yêu thú phía sau đều có 20 đạo thân ảnh. Trời, đó là yêu thú ngũ giai. Còn có 2 đầu yêu thú tứ giai và 4 đầu yêu thú tam giai. Những người này là ai? Hình như đang hướng về phía trấn chúng ta nha. Trên trấn Thanh Vân cũng không thiếu người có chút nhãn lực, bọn họ lập tức từ trong khí tức mấy đầu yêu thú khuếch tán ra không trung mà có thể nhận ra đẳng cấp của yêu thú. 7 đầu yêu thú nhanh chóng bay tới, trên lưng đầu yêu thú dẫn đầu, ánh mắt 5 đạo thân ảnh kia cũng nhìn về phía trước, khí tức của lão giả mặc hoàng bào ở giữa cũng là người cường hãn nhất. Sắp tới Lục gia rồi. Trong 5 người, lúc này có một người đột nhiên nói. Y phục màu trắng, vóc người gầy, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang. Lần này phải trực tiếp hỏi được bảo vật kia của Lục gia, cũng không cần phải lòng vòng nữa. Kỳ thực 20 năm trước. Chúng ta nên làm như vậy rồi. Một hán tử trung niên mặc y phục màu xám nói. Các ngươi đừng xem thường Lục gia, nếu như bảo vật kia thực sự ở trong Lục gia, thì thực lực của Lục gia sẽ không như bề ngoài, cha ngươi cũng không bảo các ngươi chú ý tới những lão gia hỏa của Lục gia. Lão giả mặc hoàng bào ở giữa nói. Tam thúc, vị lão giả này của Lục gia không phải là chỉ có thực lực vũ tướng như lời đồn sao. Coi như là vũ tướng cửu trọng thì cũng không phải là đối thủ của người nha. Trung niên đứng bên phải lập tức nói. Vũ tướng, ngươi thực sự quá coi thường Lục gia rồi, nếu như lão gia hỏa kia của Lục gia thực sự chỉ có thực lực vũ tướng, vậy thì bảo vật của Lục gia 20 năm trước Triệu gia ta há có thể buông tha. Lão giả mặc hoàng bào nói. Tam thúc, ý của người là lão gia hỏa kia của Lục gia có tu vi vũ xuất sao? Đại hán kia lại hỏi. Cũng không biết,
thế nhưng chắc Lục gia không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Lão gia hỏa kia phân nửa là thu liễm tu vi của mình. Lão giả mặc hoàng bào nói. Mặc kệ như thế nào, lúc này chúng ta nhất định phải thu lấy bảo vật của Lục gia. Nếu như Lục gia tự mình giao ra thì tốt, bằng không chúng ta sẽ san bằng Lục gia. Hán tử mặc y phục màu xám lạnh nhạt nói. Trên trấn Thanh Vân, trong Thiên Bảo Môn, lúc này có một đạo thân ảnh nhìn lên trên bầu trời, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói. Triệu gia rốt cuộc không nhịn được rồi. Lúc này nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây nhất định có thể nhận ra người này. Người này chính là Vũ chấp sự trong Thiên Bảo Môn. Trong hậu viện Lục gia, Nam Thúc có suy yếu kia trong mắt lúc này hiện ra tinh mang nhàn nhạt rồi lập tức thu liễm lại, khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói. Hơn 30 năm ở một chỗ, xem ra Lục gia này cũng không thích hợp ở lại được nữa rồi. Trong đình viện Lục gia, Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng đang ăn sáng với mẫu thân, bỗng dưng trong tai hắn truyền đến thanh âm của Bạch Linh nói. Bọn chúng tới không hề ít, một đầu yêu thú ngũ giai, một vũ xuất, còn có ba vũ tướng. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, xem ra hôm nay Lục gia sẽ rất náo nhiệt. Đông, đông, đông. Bạch Linh vừa nói xong không được bao lâu thì trong bầu trời Lục gia đột nhiên vang lên tiếp chuông gấp gáp. Lúc này trong Lục gia, sắc mặt tộc nhân và đám người hầu lập tức đại biến, tiếng chuông này bọn họ hiểu rõ đại hiểu cho cái gì. Không phải vào thời khắc nguy hiểm của Lục gia thì tiếng chuông này sẽ không vang lên. Nhanh, tập hợp. Nhanh, những đệ tử Lục gia mau chóng tập hợp. Tức thì, Lục gia loạn thành một đoàn, những tộc nhân đệ tử, người hầu của Lục gia nhanh chóng tụ tập lại, sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Đây chính là tiếng chuông khẩn cấp của Lục gia, cường địch của Lục gia tới. Nghe thấy tiếng chuông này, sắc mặt La La thị lập tức đại biến. Mỗi người trong Lục gia đều biết ý nghĩa của hồi chuông này, nàng cũng không ngoại lệ. Mẫu thân, người không cần gấp gáp, không có việc gì đâu, người ăn sáng đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với La Lan thị, trên mặt không có chút lo lắng nào. Giống. Ngoài Lục gia lúc này truyền đến tiếng yêu thú giống, bảy đầu yêu thú phi hành đã xoay quanh bầu trời Lục gia, khí tức cường hãn khuếch tán khiến cho bụi bặm bốc lên. Kèn kẹt. Đại môn Lục gia mở ra, lúc này có mấy trăm người vọt ra, phía trước chính là đệ tử Lục gia, cũng có khoảng 300 người, đều là thanh niên. Phía sau đám thanh niên còn có 100 người hầu, đều là nam, cũng không có phụ nữ trẻ em ở trong đó. Trong đám đệ tử Lục gia cũng có hơn 10 nữ tử, thế nhưng bọn họ đã luyện qua vũ kỹ cũng không phải là phụ nữ trẻ em bình thường. Nhưng 400 người này, ánh mắt nhìn vào bảy đầu yêu thú trong bầu trời, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Ha ha! Ngoài Lục gia, trên lưng đầu yêu thú khổng lồ nhất, một đại hán áo xám cười lớn, thanh âm mang theo chân khí xuyên thấu không gian, giống như tiếng sấm, nói. Thông gia tới chơi, trận thế này của Lục gia không khỏi quá lớn nha. Hóa ra là thông gia tới chơi, ta lại tưởng rằng kẻ nào hùng hổ như vậy tới Lục gia ta, quả thực là thất lễ. Một thanh âm quanh quẩn trong không gian, thế nhưng thanh âm này chỉ tính riêng về khí thế thì so với thanh âm của hán tử áo xám kia yếu hơn không ít. Nói xong, trong đại môn Lục gia có hơn 20 thân ảnh bước ra. Người đứng đầu chính là Lục Đông, bên cạnh hắn lần lượt là Lục Tây, Lục Vô Song, Hoàng Thị, Trần Thị, còn có Triệu Tuệ, Lục Lâm Thiên, Lục Mị. Bên người Lục Mị có một hán tử trung niên, khuôn mặt có vài phần tương tự với Lục Mị, đó chính là phụ thân của nàng, coi nuôi của lão gia chủ Lục gia Lục Bắc. Tiếp theo còn có chúng trưởng lão Lục gia, có 8 người, đều là vũ sư bát trọng, vũ phách không có lấy một người. Tam Thúc, Đại Ca, Nhị Ca. Trong Lục gia, Triệu Tuệ lúc này nhìn thấy những thân ảnh trên lưng yêu thú trên bầu trời không khỏi nở nụ cười. Tam Ngoại Công, Đại Cứu, Nhị Cứu. Trong mắt Lục Thiếu Hổ lúc này hiện lên sự vui mừng, lập tức tiến lên phía trước cùng mẫu thân. Siêu siêu. Trên lưng bảy đầu yêu thú khổng lồ lúc này mọi người đáp xuống đất, một cỗ hơi thở ba động, nhân số lúc này cũng tới 125 người. Thế nhưng 125 người này, khí tức trên người so với 400 người của Lục gia mạnh hơn không ít, chí ít cũng không thể so sánh được với nhau. Đệ tử Lục gia lúc này đều có thực lực vũ sĩ, vũ sư nhất trọng, nhị trọng cũng cực ít. 100 người hầu kia thì càng không cần phải nói, cả đám đều là người thường, hoàn toàn chính là giữ thể diện đi lên mà thôi. Chỉ cần một vũ sĩ ngũ trọng là có thể đánh chết toàn bộ. Trong đám người Lục Đông,
kỳ thực thực lực cũng không khó phát hiện ra. Lục Đông, Lục Tây đều đạt tới vũ phách, chúng trưởng lão Lục gia chỉ có một người là vũ phách nhị trọng, hai người là vũ phách nhất trọng, còn lại những người khác đều ở cảnh giới vũ sư bát trọng. Mà lúc này từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống, có 80 người có thực lực vũ sư, hơn 30 người có thực lực vũ phách, mặt khác, từ khí tức có thể nhận ra còn có 3 vũ tướng, lão giả mặc hoàng bào đứng đầu còn có tu vi vũ xuất. Còn 2 yêu thú tứ giai và 1 đầu yêu thú ngũ giai. Hai cỗ thực lực khác biệt như vậy, hoàn toàn không thể so sánh được với nhau, Lục gia yếu hơn nhiều lắm. Lục Đông, tộc trưởng Lục gia hình như không phải ngươi mà. Lục Trung đâu? Nhìn thấy đám người Lục gia xuất hiện, hán tử mặc áo xám đảo qua đám người Lục gia, lập tức nói. Mẫu thân, người chậm một chút. Lúc này, trong đại môn Lục gia cũng có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, lập tức xuất hiện trong tầm mắt mấy trăm người. Một nam một nữ đỡ một mỹ phụ trung niên đi ra, phía sau còn có một người hầu có vẻ là tổng quản Lục gia. Kỳ quái là trên vai người hầu giống như tổng quản này còn có một chiếc ghế khiến cho toàn thân của hắn bị chiếc ghế bao quanh. Một nam một nữ, nam trên mặt có một cỗ tà khí, trên hai vai có một đầu yêu thú giống như rắn màu vàng, và một đầu yêu thú màu trắng giống như chuột, vô cùng kỳ lạ. Nữ thì dung nhan tuyệt mỹ, lại mang theo một chút kiêu ngạo hiện lên trên mặt. Mà mỹ phụ trung niên kia trong lòng cũng đang ôm một con thỏ nhỏ, đang không ngừng xoa đầu nó, con thỏ này có vẻ cực kỳ nhu thuận. Mà lúc này, mọi người cũng không thấy, trên đỉnh một đình viện của Lục gia lúc này vô thanh vô thức xuất hiện mấy đầu yêu thú nho nhỏ, khí tức toàn thân thu liếm, không có một chút khí tức nào tiết ra ngoài. Nhìn thấy mấy người này xuất hiện, mọi người có mặt đều không khỏi nhìn qua một lần. Lúc này mấy người xuất hiện đó chính là Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng, còn có Lục Tiểu Bạch và La Lan Thị. Ta qua một chút, Lục Lâm Thiên trong đám người quát lên một tiếng, cũng không để ý tới ánh mắt mọi người. Trực tiếp đi qua đội hình đệ tử Lục gia, cuối cùng đi tới một góc, nhìn trái nhìn phải một chút, rồi nói với Lục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, hạ cái ghế xuống đây. Vâng công tử. Lục Tiểu Bạch đem cái ghế trên đầu đặt xuống vị trí Lục Lâm Thiên chỉ định, lại đem thêm mấy cái ghế đặt song song với chiếc ghế bành này. Mẫu thân, người ngồi đi, chúng ta xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với La Lan Thị, sau đó hắn dìu mẫu thân mình ngồi xuống ghế bành. Lúc này La Lan Thị không có cự tuyệt bởi vì ánh mắt của nàng đang nhìn bảy đầu yêu thú khổng lồ trên bầu trời vô cùng kinh hãi. Những yêu thú này khiến cho nàng kinh ngạc, cho nên lực chú ý lập tức dồn vào bảy đầu yêu thú này. Vân Hồng Lăng trực tiếp ngồi bên trái La Lan Thị, thậm chí còn không liếc mắt nhìn chung quanh một tí nào. Vô song, nàng qua đây xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên trong nháy mắt quét qua đám người một lần, cuối cùng lông mày nhíu lại. Mỉm cười nói với Lục Vô Song đang đứng bên cạnh Lục Đông và Hoàng Thị. Lục Vô Song thấy Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn mình, nàng lập tức lắc đầu. Nàng biết Lục Lâm Thiên đối với Lục gia không có chút cảm tình nào, thế nhưng lúc này nhìn thấy đám người Triệu gia tới đây Lục gia tuyệt đối sẽ gặp phiền phức lớn. Nàng biết phần nửa Lục Lâm Thiên sẽ không ra tay, thế nhưng nàng không giống như hắn, nàng do Lục gia nuôi lớn, là con của dưỡng phụ, dưỡng mẫu nàng. Lúc này phụ mẫu đều ở cạnh. Nàng không thể rời đi. Không phải là nàng không nghe lời Lục Lâm Thiên, thế nhưng tình huống trước mắt này nàng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Lục gia mà thôi. Lục Lâm Thiên không nói nữa, Lục Lâm Thiên biết tính cách của Lục Vô Song, cũng không nói gì. Thế nhưng hắn không khỏi nhíu mày, không biết trong lòng hiện tại đang nghĩ gì. Lục Lâm Thiên lập tức ngồi xuống, nói với Lục Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch, ngươi cũng ngồi xuống đi. Bốn người ngồi xuống. Ngồi ở cách vị trí mọi người chừng 200 thước, trong một góc nhỏ, thế nhưng hành động lúc này của bốn người lập tức thu hút sự chú ý của đám người. Đặc biệt là người trong Lục gia, vốn tưởng rằng Lục Lâm Thiên sẽ đến trợ trận, lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có ý hỗ trợ mà lại ngồi ở đằng xa. Sắc mặt đám trưởng lão Lục gia, còn có không ít đệ tử không khỏi co lại. Các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, chúng ta chỉ xem náo nhiệt mà thôi, không cần để ý tới ta. Lục Lâm Thiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, tức thì hắn mở miệng nói. Thế nhưng lúc này, ánh mắt Lục Lâm Thiên khi quét qua đám người Lục gia, cũng có một cỗ hàn ý tràn ngập. Thực lực của đám người Triệu gia, Lục Lâm Thiên chỉ cần liếc mắt một chút là có thể biết được. Mà đồng thời lúc Lục Lâm Thiên liếc mắt cũng nhận ra thân phận đám người Triệu gia đến. Bởi vì lúc thi triển siêu linh thuật trong đầu Triệu Kình Hải, đối với đại bộ phận người trong Triệu gia Lục Lâm Thiên đều biết.
năm người đứng đầu, Lục Lâm Thiên chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được thân phận, lão giả mặc hoàng bào kia chính là tam đệ Triệu Vô Quang của Triệu Vô Cực, là cường giả vũ xuất của Triệu gia, tu vi vũ xuất ngũ trọng, những kẻ còn lại lần lượt là con cả Triệu Huy của Triệu Vô Cực, thực lực vũ tướng bát trọng. Mà con thứ hai của Triệu Vô Cực cũng có mặt, hắn tên là Triệu Du, thiên phú giống như Triệu Tuệ, chỉ là hạng người bình thường, vì vậy Triệu Du cũng chỉ có thực lực vũ phách thất trọng, còn hai trưởng lão Triệu gia đều có tu vi vũ tướng ngũ trọng. Mà hai huynh đệ Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải đều là nhi tử của Triệu Huy. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía Triệu Du, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra, người này chính là kẻ ba năm trước ở phía sau núi Lục gia muốn đánh chết hắn, chính là hắc y nhân này. Nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên có thể nhận ra được, lúc này hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên càng thêm đậm đặc. Hắc Phú Yêu Điêu. Trong mấy đầu yêu thú trên bầu trời, Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng nhận ra, đầu Hắc Phú Yêu Điêu đứng đầu đã tới ngũ giai sơ kỳ, thế nhưng huyết mạch tầm thường, chỉ có một ưu điểm là tốc độ không chậm. Hai đầu yêu thú tứ giai còn lại đều là tứ giai sơ kỳ, bốn đầu yêu thú tam giai, đám yêu thú này Lục Lâm Thiên càng không để vào trong mắt. Còn có mười mấy vũ phách, đám còn lại đều là vũ sư, loại thực lực này so với Lục gia còn mạnh hơn 10 lần. Lục Lâm Thiên suy đoán, trận thế này của Triệu gia, dường như là muốn huyết tẩy Lục gia vậy. Đám người Triệu gia phái tới đây, Lục Lâm Thiên cũng không đặt vào trong mắt, mạnh nhất chỉ là Triệu Vô Quang mà thôi, cũng chỉ có thực lực vũ xuất ngũ trọng, mà chỉ cần một khối thổ sát huyền lôi của hắn là có thể giải quyết. Thù Triệu gia này Lục Lâm Thiên sẽ không bao giờ từ bỏ, thế nhưng hiện tại, Lục Lâm Thiên cũng chỉ muốn nhìn xem náo nhiệt một chút, sau đó mới báo thù. Đám người Triệu gia nhìn bốn người Lục Lâm Thiên, đều vô cùng nghi hoặc, lúc này bọn họ quả thực không biết làm gì. Không biết chư vị tìm ta có chuyện gì. Một thanh âm chậm rãi từ đại môn Lục gia truyền ra, lúc mọi người đều vô cùng nghi hoặc với bốn người Lục Lâm Thiên thì một thân ảnh màu trắng xuất hiện. Người này mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, vô hình trung toát lên một cỗ anh khí. Nhưng ánh mắt dường như có chút tâm sự, người này chính là gia chủ hiện tại của Lục gia, lão tam Lục Trung. Khẽ liếc nhìn Lục Trung một cái, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lục Trung, người cuối cùng cũng đi ra. Trong đám người Triệu gia, Triệu Huy nhìn chằm chằm vào Lục Trung rồi nói. Cuối cùng ngày này cũng đến. Lục Trung thầm nói, hắn đi qua đám người Lục gia rồi đứng trước người Lục Đông. Ánh mắt khẽ đảo qua đám người Lục Lâm Thiên một chút rồi lập tức nói với đám người Triệu gia. Chư vị đến Lục gia ta, nhìn bộ dáng này dường như có chút hơi quá, không biết Lục gia ta đã làm gì sai. Lục Trung, nể tình quan hệ thông gia giữa hai nhà Triệu Lục, ta cũng không nói nhảm với ngươi, ta biết Lục gia có một kiện bảo vật, ngươi mau giao ra đây, chúng ta lập tức rời đi. Nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Triệu Huy tiếp tục nói. Bảo vật, Lục gia từ trước tới nay không có một bảo vật gì. Lời này quả thực có chút kỳ quái. Lục Trung nói. Nếu các ngươi không tin, các ngươi có thể tùy ý lục soát Lục gia. Ha ha. Triệu Huy cười to, một cỗ hàn khí nhàn nhạt tỏa ra, nói. Lục Trung, ngươi đừng giả bộ nữa, chuyện này trong lòng ai cũng biết rõ, hà tất phải giả bộ. Lục Trung, dù sao chúng ta cũng là phu thê, giao ra bảo vật kia đi. Chúng ta vẫn là phu thê, Lục gia và Triệu gia là thông gia, chuyện này đối với mọi người đều vui vẻ. Triệu Tuệ nhìn Lục Trung rồi nói. Triệu Tuệ, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, không nghĩ tới hôm nay lại tới một bước này. Ánh mắt Lục Trung nhìn vào Triệu Tuệ và Lục Thiếu Hổ, nói. 20 năm trước ngươi tới Lục gia hẳn là có mục đích riêng, đúng không? Hừ, ta đến Lục gia các ngươi từng giây từng phút đề phòng ta. Ngươi có coi ta là thê tử của ngươi không? Triệu Tuệ nhìn Lục Trung, trong mắt bắn ra sự oán hận. Ha ha, náo nhiệt, quá náo nhiệt, dâu của Lục gia phản rồi, quả thực là đáng đời cho một Lục gia. Một tiếng cười to từ một góc truyền ra, thanh âm đủ để khiến cho toàn bộ mọi người nghe được, mà kẻ cười to chính là Lục Lâm Thiên. Nhưng ánh mắt ở đây lập tức nhìn về bốn người Lục Lâm Thiên, La Lan thì lúc này vô cùng bất đắc dĩ. Rồi thì thầm vào tai Lục Lâm Thiên cái gì đó. Ánh mắt Lục Trung cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tiếp tục đi, ta xem náo nhiệt một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn vào mọi người rồi nói, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đại ca, Kình Thiên và Kình Hải, hai đứa bọn nó nửa tháng trước đã biến mất trong Lục gia,
muội hoài nghi chính là tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia gây ra chuyện này. Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt Triệu Tuệ lập tức trầm xuống, nói với Triệu Huy. Kình Hải và Kình Thiên sao lại không thấy đâu, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe thấy Triệu Tuệ nói vậy, đám người Triệu gia lập tức có phản ứng kịch liệt. Hai người Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải chính là tương lai của Triệu gia, cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Kình Hải, Kình Thiên nửa tháng trước không biết vì nguyên do gì mà thất tung. Ta hoài nghi là tiểu tử kia làm. Ánh mắt đám người Triệu gia lập tức đổ dồn vào người Triệu Tuệ. Cơ mặt Triệu Tuệ co lại, cánh tay chỉ về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt hiện lên sự oán hận. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Lúc này, ánh mắt Triệu Huy nhìn về phía Lục Lâm Thiên, tất cả mọi sự việc xảy ra trong Vân Dương Tông, đám người Triệu gia đều biết rõ ràng, cho nên hắn cũng biết Lục Lâm Thiên. Mẫu thân, lần trước con mua cho người vài bộ xiêm y, người có thích không? Ngày mai nhi tử lại mua cho người thêm mấy bộ. Lục Lâm Thiên nói với Lan Lan Thị bên cạnh, đối với câu hỏi của Triệu Huy hắn căn bản không thèm để ý tới. Sắc mặt Triệu Huy lập tức xấu xí, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, đừng tưởng làm nữ tế Vân Dương Tông thì không ai dám động tới ngươi. Mau giao con ta ra đây, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Lão cẩu Triệu gia, nhi tử ngươi biến mất liên quan gì tới ta? Lục Lâm Thiên quay đầu lại, hàn ý từ trong mắt bắn ra. Bằng vào thực lực vũ tướng bát trọng của Triệu Huy, Lục Lâm Thiên cũng không đặt vào trong mắt. Cho dù là Triệu Vô Quang vũ xuất ngũ trọng kia, Lục Lâm Thiên cũng không sợ, một khối thổ sát huyền lôi là có thể đánh chết, huống chi bên người hắn còn có Bạch Linh. Tiểu tử, muốn chết. Nghe thấy Lục Lâm Thiên gọi mình là lão cẩu, Triệu Huy đột nhiên nổi giận, từ trước tới nay chưa có ai dám gọi hắn như thế, chân khí dưới chân tức thì tuôn ra, thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên một đạo hàn ý. Dù sao nó cũng là người Lục gia ta, còn chưa tới phiên Triệu gia làm càn. Thân ảnh Lục Trung trong nháy mắt chớp động xuất hiện trước người Triệu Huy. Ẩn tàng thực lực sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, cảm nhận khí tức của Lục Trung dường như không giống vũ phách. Lần trước trong đại điện Lục gia, Lục Trung không bày ra phòng ngự mà chịu một chưởng của hắn, điều này không phải vũ phách có thể làm được. Lục Trung, ngươi không ngăn được ta. Triệu Huy lạnh lùng quát lên một tiếng, dường như quyết định sẽ đối phó với Lục Lâm Thiên. Trong tay hắn xuất hiện một đạo quang mang xuyên thấu không gian, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy một màn này, La Lan Thị tức thì kinh hãi, từ trước tới giờ nàng chưa gặp cảnh tượng này bao giờ. Triệu Huy có thực lực vũ tướng bát trọng tuyệt đối mạnh mẽ, đạo quang mang này trong nháy mắt xuyên qua không khí, khiến cho không gian gợn sóng. Ta cũng muốn biết ta có thể ngăn cản được ngươi hay không. Thanh âm của Lục Trung truyền ra, thủ ấn trong tay được kết, hắn khẽ bắn tay một cái, một đạo hỏa diễm hiện lên trong lòng bàn tay rồi lập tức ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm, trong nháy mắt bao vây đạo quang mang kia. Suy suy, một cỗ năng lượng khuếch tán, quang mang trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành những đám khói màu trắng. Lục Trung không ngờ ngươi lại ẩn tàng thực lực, còn đỡ được một kích của ta. Triệu Huy hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, thân ảnh tức thì như quỷ mị nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên, một đạo chảo ấn đột nhiên từ trong trống rỗng chộp về phía Lục Lâm Thiên. Ngăn cản ngươi cũng không khó, Triệu gia các người rốt cuộc cũng không nhịn được, nếu muộn động thủ thì hôm nay kết thúc mọi chuyện cũng tốt. Lục Trung than nhẹ một tiếng, dưới áo bào trắng, một vòng xoáy đột nhiên tuôn ra, thân ảnh thả người thành một đạo bóng trắng, tốc độ giống như thiểm điện, đột nhiên tiếp cận Triệu Huy. Tốc độ cực nhanh, mà lúc này không gian chung quanh giống như là gấp khúc, mang theo một ít lực lượng không gian. Phù quang lược ảnh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, Lục Trung thi triển phù quang lược ảnh, tốc độ so với hắn hiện tại còn nhanh hơn vài phần. Ẩn tàng không ít. Lục Lâm Thiên nhướng mày, Lục Trung thi triển vũ kỹ khiến cho không gian biến hóa, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới vũ xuất, chỉ có vũ xuất mới có thể làm được một bước này. Lục Trung, ngươi là vũ xuất. Trong lúc đó, không gian truyền ra tiếng kinh ngạc của Triệu Huy. Siêu! Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, hung hăng nện vào chảo ấn của Triệu Huy, chân khí va chạm khiến cho quang mang chói mắt khuếch tán. Khục khục! Triệu Huy trực tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Trung. Không ngờ đúng là vũ xuất. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, Lục Trung quả thực đã tới vũ xuất, hẳn là vũ xuất nhất trọng.
Hắn khẽ nhướng mày, quả thực Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, xem ra Lục gia quả nhiên là ẩn nhẫn bao năm qua. Đối với Lục Trung, Lục gia bao đời chỉ đạt tới vũ phách, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng hoài nghi, Lục Trung tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, có người nói thiên phú hắn bất phàm, thế nhưng sau đó lại rời khỏi Vân Dương Tông. Bằng vào thiên phú của đệ truyền, sao có khả năng cho tới bây giờ còn là vũ phách? Lục gia không phải là thứ mà Triệu gia các ngươi có thể tùy ý nắn bóp, Lục gia cũng không có bảo vật nào hết, các ngươi về đi. Thân ảnh Lục Trung xuất hiện giữa sân, y phục trên người khẽ bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người Triệu gia rồi nói. Vũ Xuất. Lúc này đám người Lục gia vô cùng kinh ngạc, gia chủ không ngờ lại là cường giả Vũ Xuất, điều này khiến cho không ít người trong Lục gia vô cùng hưng phấn. Lúc này Lục Thiếu Hổ nhìn phụ thân mình, dường như cũng vô cùng kinh ngạc. Hừ. Một tiếng tử hừ lạnh từ trong miệng Triệu Vô Quang truyền ra, thân ảnh hắn tiến lên rồi nói. Vũ Xuất nhất trọng mà thôi. Lục Trung, mau giao ra bảo vật, giao ra hai người Triệu gia ta, bằng không ta huyết tẩy Lục gia ngươi. Huyết tẩy Lục gia sao? Triệu gia các ngươi còn không làm được, nếu có, ta bảo đảm Triệu gia ngươi cũng phải trả một cái giá lớn. Hơn nữa Lục gia ta cũng không giữ người Triệu gia các ngươi, cũng không có bảo vật gì hết. Vẻ mặt Lục Trung trầm xuống, trong người tràn ra một cỗ uy thế. Chỉ bằng vào thực lực Vũ Xuất nhất trọng của ngươi sao? Ngươi vẫn còn quá yếu. Triệu Vô Quang lạnh nhạt nói. Vậy thì thử xem, chỉ ít ta cũng khiến cho Triệu gia ngươi phải trả một cái giá thảm trọng. Lục Trung âm trầm nói, chân khí quanh thân run lên, khí thế lúc này so với khi trước không hoàn toàn giống nhau. Giống như một con hổ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ha ha, Lục Trung, xem ra hôm nay không động thủ ngươi không biết nặng nhẹ. Triệu Vô Quang lạnh nhạt nói, một cỗ hàn ý nhanh chóng khuếch tán. Lục Trung, giao ra bảo vật của Lục gia đi, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, ta không muốn nhìn Triệu gia huyết tẩy Lục gia. Triệu Tuệ nhìn Lục Trung rồi nói. Ha ha, phu thê sao? Khi trước Triệu gia gả ngươi cho ta hẳn là vì Triệu gia các ngươi muốn thăm dò bảo vật, chúng ta là phu thê, sự tình tới một bước này, ta tuyên bố, tình cảm phu thê giữa ta và ngươi giống như vạt áo này, một đao cắt đứt. Tiếng cười to của Lục Trung truyền ra, tiếng cười khiến cho lòng người có chút chua xót. Xoẹt. Nói xong, Lục Trung nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, vạt áo trên người run lên, một góc vạt áo lập tức bị cắt đứt. Lục Trung, 20 năm. Ngươi làm rất tuyệt, ta đến Lục gia 20 năm, ngươi liền bế quan 20 năm, trong mắt ngươi có ta sao? Tốt xấu gì ta cũng sinh cho ngươi một nhi tử, ngươi quả thực làm cho ta thất vọng. Triệu Tuệ lớn tiếng rít gào, ánh mắt nhìn Lục Trung hiện lên sự oán hận, dữ tợn. Phía trong góc, La Lan Thị khẽ run lên, trong lòng dường như lúc này đang dao động. Ta không nợ ngươi cái gì, cũng không thiếu Triệu gia ngươi cái gì, ngươi chỉ là quân cờ của Triệu gia mà thôi. Lục Trung nhìn Triệu Tuệ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói. Cho nên hôm nay ta cũng không bận tâm nhiều lắm. 20 năm trước, trên Vân Dương Tông, lẽ nào người nghĩ rằng ta không biết, chính Triệu gia các người âm thầm để ta ăn vào thôi tình dược khiến ta làm chuyện sai lầm. Triệu gia các người trăm phương ngàn kế chính là muốn ta lấy ngươi về Lục gia, đồng thời muốn ta ra khỏi Vân Dương Tông. Ngươi là quân cờ của Triệu gia, mà ta thành người bị hại, Lục gia cũng thành người bị hại của Triệu gia các người. Hóa ra là như vậy. Nghe Lục Trung nói, Lục Lâm Thiên mới bừng tỉnh, hóa ra chuyện tình của Lục Trung trong Vân Dương Tông, sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng không nguyện nói ra. Hóa ra quan hệ trong đó còn một đoạn cố sự như vậy, phỏng chừng lúc đó ý đồ của Triệu gia chính là để Lục Trung cưới Triệu Tuệ. Nghe thấy nguyên do như thế, dường như oán hận của Lục Lâm Thiên đối với Lục Trung trong lòng giảm đi một chút, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Lâm Thiên, ta biết con hận cha con. Chuyện này ta cũng sớm biết, thế nhưng cha con không cho ta nói cho con cũng là bị ép buộc, con không nên hận cha. La Lan Thị khẽ thở dài, nhẹ giọng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, ánh mắt tiếp tục nhìn kỹ về phía trước. Không ngờ ngươi lại có thể biết tất cả, hay cho một Lục Trung, trong mắt ngươi cũng chỉ có tiện tỳ La Lan kia. Nếu như ngươi vô tình vậy đừng trách ta vô nghĩa. Sắc mặt Triệu Tuệ vô cùng dữ tợn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trung, ánh mắt phức tạp, có hận ý, có yêu thương, còn có đố kỵ, đau lòng. Triệu Tuệ, tiện nhân nhà ngươi, ta đã sớm muốn xé nát cái miệng của ngươi ra rồi. Một thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên,
nhìn thấy mẫu thân mình bị Triệu Tuệ nhục mạ, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức lạnh lùng. Còn có tiểu tạp chủng nhà ngươi, tất cả đều do ngươi, ngươi không nên sống, Tam Thúc, người mau giết tiểu tạp chủng này đi, Kình Thiên, Kình Hải có khả năng đang ở trong tay tạp chủng này. Triệu Tuệ lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, dường như tìm được một người phát tiết, một cỗ hàn ý bắn về phía Lục Lâm Thiên. Khá lắm Lục gia, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Lục gia các ngươi. Vẻ mặt Triệu Vô Quang lạnh lùng, chân khí quanh thân chấp động, thân ảnh trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Huyết tẩy Lục gia, Triệu gia các người cũng phải trả một cái giá lớn. Lục Trung quát lên một tiếng, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh như thiểm điện đánh về phía Triệu Vô Quang. Hai đạo thân ảnh đều vô cùng nhanh chóng, không gian xung quanh chấn động, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ, chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh bỗng nhiên va chạm với nhau. Lục Trung, vũ xuất nhất trọng như người vậy mà cũng không biết tự lượng sức mình. Triệu Vô Quang lạnh lùng quát lên một tiếng, không gian trước người đột nhiên gấp khúc, một mảnh hơi nước phô thiên cái địa đánh về phía Lục Trung. Trong đám hơi nước này, không gian trong nháy mắt gấp khúc. Một cỗ lực lượng cực đoan trong nháy mắt khuếch tán ra chắc quanh. Toàn bộ bầu trời lúc này giống như phong vân biến sắc, lực công kích cường hãn như vậy khiến cho đám người Lục gia hoảng sợ. Tiểu Bạch, dẫn phu nhân lùi ra phía xua. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói, trước người nhanh chóng bố trí một đạo quang cháo, mẫu thân hắn chính là người thường, căn bản không thể chịu được một chút kình khí lan tới. Phu nhân, chúng ta lùi lại phía sau thôi. Lục Tiểu Bạch nhanh chóng nâng La Lan Thị lùi lại phía sau, trước người Lục Lâm Thiên một vòng quang cháo được đánh ra, lập tức hắn cũng lùi về phía sau. Phanh! Trước không trung, Lục Trung cùng Triệu Vô Quang giao thủ tạo thành âm thanh bạo liệt, một cỗ lực lượng rung động không gian nhanh chóng khuếch tán. Lục Trung, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước không trung, thủ ấn trong tay Triệu Vô Quang biến hóa, một cột nước bắn ra, cột nước này đường kính mấy thước, từ trong trống rỗng hiện ra. Mang theo tiếng gió rít gào, không gian chung quanh gấp khúc. Không phải là đối thủ thì làm sao? Lục Trung ta không phải là hạng người sợ chết. Lục Trung ở giữa không trung hét lớn một tiếng, bàn chân bỗng nhiên điểm một cái, một tiếng ầm vang vang lên, thân thể nhanh chóng vọt lên, quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một vòng quang mang đỏ rực mang theo khí tức nóng bỏng. Trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay, lập tức một đạo kiếm quyết được đánh ra tạo thành mấy đạo kiếm ảnh. Kiếm quang bắn ra, sau đó ở trên không trung hóa thành hơn 1.000 đạo quang mang, kiếm quang xé rách không khí khiến cho không gian gấp khúc. Một cỗ uy thế lớn lao khuếch tán, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo tiếng gió rít gào. Hiu hiu hiu. Trong bầu trời, kiếm ảnh và cột nước này va chạm với nhau, không gian chung quanh lắc lư, vô số hơi nước và kiếm ảnh đều biến mất trong bầu trời. Lục Trung, cho dù ngươi ẩn tàng thực lực 20 năm, thế nhưng vũ xuất nhất trọng cũng quá yếu. Tiếng cười nhạt của Triệu Vô Quang truyền ra, thủ ấn trong tay biến hóa, trường ấn trong tay đan sen, trong bầu trời lúc này có một cỗ năng lượng thủy hệ nhanh chóng kéo tới, toàn bộ không gian lập tức bao trùm dưới áp lực đáng sợ này. Trong lúc bất chi bất giác, không ngờ có một đám mây đen phủ kín bầu trời kéo tới. Lực lượng cường hãn như vậy, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh thủy tiễn xuyên thủng không gian trên mũi tiễn gấp khúc, phô thiên cái địa phóng về phía Lục Trung. Lực lượng cường hãn như vậy, không gian 1.000 thước chung quanh đều bị bao phủ bên trong, uy thế bàng bạc khiến cho không gian chấn động. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, công kích này quá kinh khủng, diện tích bao phủ rộng lớn, bản thân hắn và mẫu thân đều bị bao phủ bên trong, tuy rằng không phải công kích về phía hắn, thế nhưng dư ba lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt một tầng quang cháo lại bao phủ chung quanh bốn người. Khi Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, hắn biết Lục Trung lúc này gặp phải phiền toái lớn, thực lực của Triệu Vô Quang so với Lục Trung mạnh hơn nhiều. Ngay khi Lục Lâm Thiên thất thần, sắc mặt Lục Trung trầm xuống, thủ ấn biến hóa, nhiệt độ quanh người trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời một mảnh hỏa diễm bao phủ quanh thân. Toàn bộ hỏa diễm bao phủ không gian chung quanh, hỏa diễm cuồn cuộn, đem những thủy tiễn chung quanh đốt thành hư vô. Hừ, phá cho ta! Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng, vô số thủy tiễn hội tụ trong bầu trời. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả cầu bằng năng lượng, trong nháy mắt đánh xuống. Siêu siêu. Quả cầu bằng năng lượng thủy hệ khổng lồ do chân khí hội tụ lúc này mang theo uy thế kinh người khiến cho không gian gấp khúc, hung hăng nện vào mảnh hỏa diễm cuồn cuộn kia. Phanh phanh phanh. Âm hưởng bạo liệt trầm thấp vang lên trong không gian,
lúc này hỏa diễm và quả cầu kia va chạm với nhau, trong nháy mắt hóa ra thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng và một đạo quang mang màu lam. Hai cỗ lực lượng va chạm, âm hưởng bạo liệt vang lên không ngừng trong không gian, toàn bộ không gian lúc này có một lượng lớn kình khí rung rộng rồi khuếch tán, lực lượng cuồng bạo bắn ra tứ phía giống như là một cơn bão quét qua vậy. A! À, kình khí khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ không gian, chu vi chung quanh lúc này có không ít đệ tử Lục gia tránh không kịp bị kình khí lan đến, có hơn 10 người trực tiếp bị thương nặng, căn bản không thể chống lại cỗ kình khí này. Một thân ảnh màu trắng dưới không gian run động này cũng bị đánh bay ra. Khục khục, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lục Trung được phun ra, thân thể bị đánh bay về phía sau chừng trăm thước, nặng nề rơi xuống mặt đất, thân thể toàn là vết máu. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn còn không đủ để chống lại Triệu Vô Quang. Giờ phút này, trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, dường như có chút đau xót. Trung ca, sắc mặt La Lan Thị lúc này đại biến, thân ảnh lập tức lao về phía Lục Trung. Tiện tì, vẻ mặt Triệu Tuệ lạnh lùng, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh cũng lao về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào La Lan Thị. Tốc độ của Triệu Tuệ cực nhanh, chân khí bùng phát, lao thẳng về phía La Lan Thị. Hừ, lúc này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự lạnh lùng, thế nhưng cũng không có động tác. Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song cũng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể biến sắc, cũng không xuất thủ. La Lan, đi mau. Sắc mặt Lục Trung đại biến, cố gắng đứng lên từ mặt đất, trước người hắn đột nhiên có một thân ảnh màu vàng hiện lên, một chưởng được đánh ra, trong nháy mắt Lục Trung không thể nhúc nhích được nữa. La Lan, Lục Đông, Hoàng Thị cùng với một số ít người trong Lục gia lúc này đại biến, trong nháy mắt, Triệu Tuệ đã tới bên cạnh La Lan Thị. Tiện tì, chết đi cho ta. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí thuộc tính hỏa bùng ra, trong tay xuất hiện một đạo trưởng ấn trong nháy mắt đánh về phía La Lan. La Lan lo lắng không suy nghĩ gì, lúc này mới phát hiện ra Triệu Tuệ ở trước người mình, nàng bất lực, nàng dù sao cũng chỉ là người thường, cảm nhận khí tức nóng bỏng đang tới gần, nàng kinh hãi tới mức choáng váng, toàn thân không thể nhúc nhích. Một con thỏ nhỏ mà thôi, muốn chết. Trong lúc đám người khẩn trương, một con thỏ nhỏ màu xanh trong lòng La Lan Thị trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang màu lam, tốc độ nhanh như thiểm điện, thanh âm của Triệu Tuệ vừa dứt thì đạo quang mang này đã xuất hiện trước mặt Triệu Tuệ. Lam quang trong nháy mắt khuếch tán, một con thỏ màu xanh to lớn, bộ lông giống như con nhím xuất hiện trước mặt Triệu Tuệ, một cỗ khí tức của yêu thú ngũ giai trung kỳ đỉnh phong nhanh chóng khuếch tán. Trường ấn của Triệu Tuệ đánh tới, thái âm yêu thỏ không thèm để ý, chân trước của nó giống như cánh tay của nhân lại trực tiếp vẩy một cái hung hăng đánh vào trên người Triệu Tuệ. Tam muội, cẩn thận! Triệu Huy, Triệu Du cùng đám người Triệu gia tức thì đại biến kinh hô. Thế nhưng lúc này rõ ràng đã không còn kịp nữa, thái âm yêu thỏ trực tiếp không để ý tới công kích của Triệu Tuệ mà đánh vào trên người Triệu Tuệ. Lưu lại mạng tiện tì này, bắt nàng ta lại! Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên. Phanh! Một cỗ cự lực chút xuống, thân thể Triệu Tuệ giống như là con diều đứt dây trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Mà khi thân thể Triệu Tuệ bị đánh bay ra ngoài, lợi chảo của thái âm yêu thỏ trực tiếp kéo dài trong không khí trong nháy mắt bắt Triệu Tuệ lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi sợ hãi than, vừa rồi cả đám đều thay La Lan Thị lau mồ hôi lạnh, cũng không có ai nghĩ tới trên người La Lan Thị lại còn có một đầu yêu thú kinh khủng như vậy. La Lan lúc này cũng vô cùng choáng váng. Nhìn con thỏ màu xanh trước mặt, lúc này nàng mới hiểu được đầu yêu thú nhỏ mấy ngày nay nàng luôn ôm vào trong lòng không phải là yêu thú bình thường. Là thái âm yêu thỏ ngũ giai trung kỳ. Sắc mặt Triệu Huy đại biến, chúng cường giả Triệu gia lúc này cũng hoảng sợ. Mẫu thân, người không sao chứ? Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch đi tới bên người La Lan Thị. Lâm Thiên, nhanh cứu cha con. La Lan Thị phục hồi tinh thần lại. Người đầu tiên nàng lo lắng chính là Lục Trung. Lục Lâm Thiên khe khẽ thở dài, 20 năm đau khổ, dằn vặt, coi thường, thế nhưng thâm tình của mẫu thân hắn với Lục Trung vô cùng sâu đậm. Chủ nhân, nên xử trí nàng ta thế nào? Thái âm yêu thỏ lúc này thu nhỏ thân thể xuống còn hai thước, chi trước giống như cánh tay nhân loại trực tiếp bắt Triệu Tuệ trở về. Mau thả tam muội ta ra. Triệu Huy hét lớn một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này đám người Triệu gia, còn Lục gia bắt đầu có xu thế dương cung bạt kiếm. Lục Trung bị Triệu Vô Quang bắt đi, Triệu Tuệ bị yêu thú ngũ giai bắt,
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Lục Lâm Thiên và Triệu Vô Quang. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn đám người chung quanh, xem ra chuyện này sớm hay muộn hắn cũng bị cuốn vào. Hay cho một triệu ra, các ngươi càng lúc càng lớn mật. Chờ sau khi ta trở về nhất định phải bảo cha ta thu thập đám triệu ra các ngươi. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, ánh mắt tức giận đảo qua đám người triệu ra. Hồng Lăng, để ta giải quyết chuyện này. Lục Lâm Thiên bảo Vân Hồng Lăng lui ra, triệu ra lần này vì bảo vật của Lục gia mà tới, sao có thể vì Vân Hồng Lăng mà rời đi. Ngươi chính là vũ giả ngũ hệ Lục Lâm Thiên sao? Mau thả người triệu ra ta ra, bằng không phụ thân ngươi sẽ phải chết. Triệu Vô Quang nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Ngươi muốn làm thế nào thì làm, chuyện đó không liên quan gì tới ta. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Triệu Vô Quang nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới dùng Lục Trung lại không uy hiếp được Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, nhanh cứu cha con, mẫu thân cầu con. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, La Lan thì tức thì sốt ruột nói. Nhìn thấy Lục Trung đang nằm trong tay Triệu Vô Quang, trong lòng vô cùng lo lắng. Ha ha, Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng một đầu yêu thú ngũ giai là có thể chống lại ta sao, giết các ngươi đối với ta mà nói vô cùng dễ dàng. Triệu Vô Quang lạnh nhạt nói. Vậy thử xem, thế nhưng Triệu Tuệ sẽ làm người thứ nhất chết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đối với uy hiếp của Triệu Vô Quang Lục Lâm Thiên không đặt vào trong mắt, thủ ấn trong tay chợt kết, chân khí khẽ bùng ra, Triệu Tuệ trước mặt thái âm yêu thỏ đã xuất hiện trong tay hắn. Lúc này vẻ mặt Triệu Tuệ vô cùng kinh hãi, vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch, máu loang lổ chứa ức ngực, thái âm yêu thỏ lưu lại tính mạng cho nàng, thế nhưng cũng thu đi của nàng nửa cái mệnh. Bị Lục Lâm Thiên nắm trong tay, Triệu Tuệ chỉ có sợ hãi, nàng thực sự không ngờ, trên người La Lan lại có một đầu yêu thú ngũ giai, nàng căn bản không thể chống lại. Tiểu tử, dám uy hiếp ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Triệu Vô Quang nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Thương lượng một chút đi, người buông người trong tay ngươi ra, ta cũng buông Triệu Tuệ ra. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía Triệu Vô Quang. Ngươi có tư cách gì mà đàm phán với ta? Vẻ mặt Triệu Vô Quang ngày càng lạnh lẽo. Vậy ngươi giết người trong tay ngươi đi, ta cũng giết Triệu Tuệ. Lục Lâm Thiên nói. Tam thúc, cứu con, tam thúc công, cứu con. Lúc này thanh âm run rẩy của Triệu Tuệ vang lên, miệng lại phun ra một ngụm máu. Cơ mặt Triệu Vô Quang co quắp lại, dường như rất không thích bị Lục Lâm Thiên uy hiếp, hắn lạnh nhạt nói. Ta đếm từ một tới ba, hai chúng ta đồng thời thả người. Ngươi thả trước, bằng không ngươi có thể giết người trong tay ngươi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn kỹ, trên mặt không có một chút ba động nào. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vô Quang hung hăng nói, cánh tay giơ lên rồi ném Lục Trung xuống đất. Khục khục. Lần này dường như cú ném có ẩn chứa ám kình tức thì khiến cho Lục Trung phun ra một ngụm máu. Tam đệ, tam ca, tam thúc. Vẻ mặt đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Vô Song trầm xuống, nhanh chóng đi tới nâng Lục Trung lên. Tiểu tử, mau thả người cho ta, bằng không, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Triệu Huy nhìn về phía Lục Lâm Thiên quát lên. Vô Song, nàng mau cho những người tu vi dưới vũ sư lùi lại trong đình viện đi. Lục Lâm Thiên không để ý tới Triệu Huy, cũng không có thả người mà nói với Lục Vô Song. Lục Vô Song gật đầu, lập tức nói với Lục Đông cái gì đó, vẻ mặt Lục Đông trầm xuống, quay lại nói với đám người Lục gia. Những đệ tử Lục gia, tu vi dưới vũ sư lập tức lui vào trong. Mau lui lại. Không ít vũ sĩ, vũ đồ của Lục gia đã sớm bị dọa cho tay chân nhũn ra, vừa rồi cường giả vũ xuất giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng. Xé rách không gian khiến cho không gian biến sắc, bọn họ căn bản không thể chống lại. Một lát sau, hơn 400 người vừa rồi của Lục gia hiện tại cũng chỉ còn không tới 40 người, Lục Tây, Lục Đông, Hoàng Thị, Trần Thị, Lục Vô Song, còn có con nuôi của Lục gia Lục Bắc, về phần Lục Nam của Lục gia đã sớm rời khỏi Lục gia về Chu gia rồi. Lục Lâm Thiên, nhanh thả người trong tay ngươi. Triệu Vô Quang chậm rãi đi về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên mau thả người trong tay ngươi ra. Triệu Vô Quang chậm rãi đi về phía Lục Lâm Thiên. Lão cầu Triệu gia, ngươi tiến lên một bước thì chính là tử kỳ của nàng ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Triệu Tuệ trong tay rồi nói, trên mặt còn khẽ mỉm cười.
Lục Lâm Thiên mau thả mẫu thân ta ra. Cơ mặt Lục Thiếu Hổ co quắp lại tiến lên bên người đám người Triệu Huy, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên lúc này không dám nhìn thẳng nữa. Tiểu tử, ngươi dám lật lọng sao? Triệu Vô Quang cả giận nói, một cỗ hàn ý nhanh chóng khuếch tán. Thì sao, dù sao đi nữa hôm nay đám người Triệu gia các ngươi tới đây đều phải chết. Lục Lâm Thiên nói xong, một cỗ sát ý không hề che giấu tuôn ra. Khặc khặc, Triệu Vô Quang âm lệ cười phá lên một tiếng, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ngươi sao, ngươi thì tính là thứ gì? Thật không, vậy để ta giúp ngươi kiến thức một chút. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên một đạo sát ý, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tuệ trong tay nói. Tiện tỳ nhà ngươi, không phải ngươi luôn muốn giết ta sao? Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Triệu Tuệ lúc này mang theo sự sợ hãi cùng cực, hàn ý tràn ngập quanh thân Lục Lâm Thiên khiến cho lòng nàng phát lạnh, thế nhưng Triệu Tuệ còn chưa nói xong thì đã vĩnh viễn không nói ra lời. Tiểu tử ngươi dám! Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng. Siêu! Một đạo hỏa ảnh chỉ trong tay Lục Lâm Thiên trực tiếp bắn vào trong miệng Triệu Tuệ. Ta nói rồi, ta muốn xé nát cái miệng thối của ngươi ra. Lục Lâm Thiên thu tay lại, ném thi thể Triệu Tuệ xuống đất. Sắc mặt đám người Lục gia lúc này có chút biến hóa, Lục Trung dường như muốn nói gì đó, thế nhưng hắn chỉ khẽ thở dài, cũng không nói ra. Ánh mắt nhìn vào thi thể Triệu Tuệ trên mặt đất lúc này cũng ảm đạm đi vài phần. Siêu! Giờ phút này, thân ảnh của Triệu Vô Quang cũng trong nháy mắt tới bên người Lục Lâm Thiên, mang theo một cỗ khí tức cường hãn ba động. Vũ xuất ngũ trọng, thực lực tuyệt đối là bất phàm. Lục gia ta tuy nhỏ, thế nhưng người Lục gia ta không phải là thứ mà ngươi muốn làm gì thì làm. Một thanh âm già nua trong nháy mắt xuyên thấu không gian, một đạo thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện xuất hiện. Một cỗ chân khí hùng hậu tuôn ra khiến cho không gian gợn sóng. Chỉ trong chớp mắt đã tới phía sau Triệu Vô Quang. Một đạo trưởng ấn cường hãn trong nháy mắt đánh ra. Phanh! Cảm nhận được khí thế phía sau mình, Triệu Vô Quang phải ngừng đánh về phía Lục Lâm Thiên, một đạo thủ ấn được đánh ra, những năng lượng thủy hệ như hóa thành thực chất kia nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một màn chắn trước người. Phanh phanh! Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, một cỗ kình phong sắc bén từ chỗ hai cỗ lực lượng va chạm khuếch tán ra khiến cho không gian xuất hiện gợn sóng. Kình phong cường hãn khuếch tán trong không trung. Lục Lâm Thiên lại tiếp tục trở lại bảo vệ mẫu thân mình, kình phong cường hãn như vậy cũng khiến cho mặt đất nhanh chóng nứt ra một vết dài. Khục khục. Khi kình phong tiêu tán, thân ảnh Triệu Vô Quang lùi lại mấy bước. Trong bầu trời, lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện, người này tuổi tác chừng 70, mặc đạo bào màu tím, tóc trắng, nếp nhăn trên mặt có thể nhìn thấy được rõ ràng, trên đôi mắt tang thương kia lại có một chút tinh quang. Lục Vũ. Nhìn thấy lão giả trên bầu trời, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày. Người này trong trí nhớ của Lục Lâm Thiên có một chút ấn tượng, chính là lão gia chủ Lục gia, Lục Vũ, đồn rằng có tu vi vũ tướng, thế nhưng vừa mới xuất thủ, lại thêm cảm giác khí tức ba động lúc này Lục Lâm Thiên không khó nhìn ra, thực lực Lục Vũ đã tới vũ xuất lục trọng. Lục gia không ngờ lại ẩn giấu sâu như vậy. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên, Lục gia có hai vũ xuất, theo đạo lý mà nói thế lực của Lục gia sẽ được mở rộng không ít. Thế nhưng Lục gia vẫn ẩn giấu thực lực của mình, không phát triển lớn mạnh, phỏng chừng trong này có không ít chuyện. Tham kiến phụ thân, tham kiến gia gia, tham kiến lão tộc trưởng, Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây, Lục Bắc, Lục Phô Song, còn có Lục Mị và chúng trưởng lão Lục gia lập tức hành lễ. Đây mới là người có uy quyền lớn nhất Lục gia, này chỉ sợ ngoại trừ Lục Trung gia những người còn lại sau khi cảm nhận được thực lực của Lục Vũ đều vô cùng kinh ngạc. Đám người Lục Đông cũng không ngoại lệ. Đám người Lục Đông thân là nhi tử cũng không biết phụ thân mình là vũ xuất. Lục Vũ, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi. Triệu Vô Quang nhìn Lục Vũ trên bầu trời, cơ mặt co quắp lại một chút, đối với thực lực của Lục Vũ hắn cũng cực kỳ chấn động. Vũ xuất lục trọng, so với hắn còn mạnh hơn một trọng. Triệu Vô Cực, ngươi hẳn là cũng tới rồi đúng không? Sao còn không đi ra? Ánh mắt Lục Vũ nhìn về phía trước. Dường như đã nhận ra cái gì đó. Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, Bạch Linh trên vai hắn đã sớm nhận ra có người ẩn thân ở phụ cận, thế nhưng cũng không chỉ có một người. Vì vậy Lục Lâm Thiên mới biết ngày hôm nay Lục gia sẽ rất náo nhiệt. Khặc khặc, Lục Phú, Lục Trung, Lục Lâm Thiên ngày hôm nay Triệu gia ta sẽ huyết tẩy Lục gia. Một thanh âm âm lệ truyền tới,
Thanh âm vừa dứt có một đạo thân ảnh đã xuất hiện trong bầu trời. Người này thân hình cao to, tuổi tác chừng 60, khóe miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt, ánh mắt cực kỳ âm lệ nhìn về phía Triệu Tuệ nằm trên mặt đất, trong mắt có chút thống khổ, vừa rồi hắn cũng muốn ra tay cứu nó nhưng cũng không kịp nữa. Triệu Vô Cực. Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh xuất hiện giữa không trung, Triệu Vô Cực không ngờ lại từ Vân Dương Tông tới đây. Triệu Vô Cực, huyết tẩy Lục gia, lão phu cũng tuyệt không bỏ qua cho Triệu gia các ngươi. Lục Vũ lăng không mà đứng nói. Lục Vũ, bằng sao thực lực của ngươi sao? Giao ra bảo vật, có lẽ ta sẽ lưu lại một chút huyết mạch cho Lục gia các ngươi. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Trong Lục gia căn bản không có bảo vật gì. Lục Vũ nói. Ha ha, loại bảo vật kia há là thứ mà Lục gia các ngươi có thể giấu được. Nếu không giao ra ta sẽ làm cho ngươi hối hận cũng không kịp. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, mạng của nữ nhi ta muốn ngươi chôn cùng nó. Lão cẩu, chỉ sợ ngươi còn chưa có được cái thực lực đó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đầy hàn ý, thế nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Thực lực của Triệu Vô Cực, một khối thổ sát huyền lôi không thể đánh chết, ngay cả Bạch Linh cũng khó chống lại hắn, bản thân mình nhất định phải cẩn thận. Triệu Vô Cực, ngươi! Vân Hồng Lăng đang muốn nói gì đó đột nhiên lại bị Lục Lâm Thiên cản trở. Ý bảo Vân Hồng Lăng không cần xen vào, hắn đã sớm nói trước, sự tình giữa hắn và Triệu gia Vân Dương Tông không được nhúng tay vào. Lục Vũ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có giao ra bảo vật không? Nếu như không giao ra, ta sẽ huyết tẩy Lục gia các ngươi. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, khí thế bắn ra.